cơ bản trải qua mấy lần chấn động đại lý bán hàng, Sơn Occupy đại khái có khoảng 1/2 số đại lý bán hàng thay đổi tại chỗ, làm đại lý cho Sơn toàn Mỹ. Cái gọi là thay đổi tại chỗ chính là mặt tiền cửa hàng không thay đổi, vị trí không thay đổi, chỉ là thay đổi bề mặt, thay đổi biển hiệu. Hiện tại Sơn toàn Mỹ đang tăng ca thêm giờ thi công, dự tính một tháng sau là có thể chính thức đi vào sản xuất, đến lúc đó nguồn cung cấp hàng mở rộng, sản lượng tiêu thụ tăng lên, mới là lúc Sơn Occupy chính thức nhức nhối. Sato sứt đầu mẻ chán, xem như đã thật sự cảm nhận được sự lợi hại của Hạ Tường. Cái gì mà gọi là, không đánh mà cũng hàng phục được kẻ thù. Thủ pháp của Hạ Tường chính là không gây ồn ào, toàn bộ thủ đoạn đều công khai, không cần bất kỳ chiêu thức gì mờ ám, khiến cho Sơn Occupy lũng đoạn ở Trung Quốc hơn mười mấy năm cũng phải bó tay không biện pháp, còn dựa thế mượn lực nhanh chóng đầu cơ phát triển Sơn toàn Mỹ, thủ đoạn cao siêu, phương pháp khéo léo, cả đời y cũng chưa từng được thấy. Chỉ đơn giản xuất phát từ góc độ thương mại, Hạ Tường cũng đủ xứng đáng để gọi là thiên tài kinh doanh. Sato từ trước tới giờ đều cho rằng người Trung Quốc không có đầu óc, nhất là cán bộ Trung Quốc rất dễ đối phó, hoặc là tham tiền, hoặc là háo sắc, thường thì chỉ ăn một bữa cơm, nhét bao thư là hoàn toàn có thể xử lý. Hiện tại y lại cảm nhận được sức mạnh của một loại người Trung Quốc khác từ trên người Hạ Tường, cũng chính là nguyên do vì sao dân tộc Trung Hoa có thể đứng sừng sững trên thế giới hơn 5.000 năm không ngã. Thông minh, nhẫn nại, dũng cảm và lập trường dứt khoát rõ ràng. Sato quyết định tìm gặp Hạ Tường nói chuyện, muốn nhận thua ngay trước mặt, cầu xin Hạ Tường tha cho Sơn Occupy, nếu Sơn Occupy không còn chỗ đứng ở thành phố Lăng thì đối với Sơn Occupy là tổn thất vô cùng to lớn, đối với sự phát triển kinh tế của thành phố Lăng mà nói cũng không phải tin tức tốt đẹp. Trong lúc Cổ Hướng Quốc lên tỉnh cầu viện, Hạ Tường hoàn toàn như không có việc gì, đầu tiên là chủ trì triệu tập hội nghị thường vụ chính phủ, bố trí công tác trọng điểm của chính phủ trong 6 tháng cuối năm. Đã đề xuất cùng với việc phát triển mạnh về kinh tế cũng phải chú trọng bảo vệ môi trường, gìn giữ một mảnh trời xanh nước biếc cho thế hệ mai sau, lại tiến hành điều chỉnh trọng điểm tương ứng đối với 8 ngành công nghiệp trụ cột lớn của thành phố Lang, cố gắng hết sức giảm thiểu đầu tư đối với một vài ngành công nghiệp trụ cột đã về chiều, duy trì quy mô hiện giờ, không phê chuẩn thêm các dự án liên quan. Sau đó, Hạ Tường tiếp đón nhóm người Triệu Tiểu Phong. Triệu Tiểu Phong lấy thân phận nhà đầu tư đến thành phố Lang, có ý định đầu tư 100-200 triệu khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất hàng gia dụng ở thành phố Lang. Ngành sản xuất hàng gia dụng là một trong những ngành công nghiệp trụ cột của thành phố Lang đang trên đà phát triển, triển vọng rộng lớn. Hạ Tường liền thay mặt thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thể hiện sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với ý định đầu tư của Triệu Tiểu Phong, và đích thân cùng y đi khảo sát thị trường hàng gia dụng ở thành phố Lang. Chương 877, lan tràn, lửa lớn ngập trời. Thành phố Lang là một trong những nơi sản xuất hàng gia dụng lớn nhất Hoa Bắc, sản xuất hàng gia dụng bán chạy trong nước và cả ở hải ngoại. Triệu Tiểu Phong đầu tư vào công nghiệp sản xuất hàng gia dụng có thể nói là một khoản đầu tư mạo hiểm, bởi vì vốn đầu tư cao, thị trường mặc dù có triển vọng nhưng muốn mở rộng nguồn tiêu thụ lại không dễ. Nếu thành công có lẽ sẽ kiếm chắc được một khoản cách xù, thất bại, có lẽ sẽ mất cả vốn lẫn lời. Triệu Tiểu Phong hiểu rất rõ thị trường. Có lẽ y vì chuyện thất thế của Triệu Tuyền Tân mà muốn đánh cược một phen. Khảo sát xong xuôi thì lập tức quyết định đầu tư. Hạ Tường đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố ký kết hợp đồng đầu tư với Triệu Tiểu Phong. Hạ Tường điềm tĩnh, một lòng nhiệt tình lao vào công việc, khiến không ít người ở thành ủy nhìn thấy, trong lòng đều âm thầm kính nể. Người chỉ biết đấu tranh mà không xây dựng chỉ là chính khách, bởi vì thường thì đấu tranh sẽ mang đến phá hoại, không phải là thành tích. Biết điều chỉnh con người là bản lĩnh, trong những năm tháng cách mạng thì còn có thể được, nhưng ngày hôm nay, khi tất cả đều lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm, người cán bộ chỉ có thủ đoạn đấu tranh, không có đầu óc kinh doanh thì chỉ có thể là một kẻ thọt chân, đi không vững và cũng đi không được xa. Cổ Hướng Quốc đảm nhiệm chức thị trưởng tới nay, tuy rằng cũng tạo ra được những thành tích nhất định nhưng y vì tranh quyền đoạt lợi với Ngả Thành Văn, vì củng cố địa vị đã giúp đỡ Nga Ni Trần để gia tăng quyền uy cá nhân ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Lợi dụng đồ quân làm người tiên phong đi đầu, đấu tranh chính trị rất bóng bẩy, nhưng về mặt thành tích xây dựng kinh tế thì không có gì hay để nói cả. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết Cổ Hướng Quốc lên tỉnh cũng không phải là đi báo cáo công tác, mà là đi liên lạc với các mối quan hệ, tìm bí thư Phạm Kể Khổ xin giúp đỡ. Sau quá trình tổng hợp so sánh, trong lòng mỗi người đều có một cán cân,
càng ngày càng cảm thấy nếu đem so sánh thì có lẽ Hạ Tưởng chủ trì công tác chính phủ rất có triển vọng, bởi vì phó thị trưởng Hạ không chỉ có thủ đoạn chính trị mà hắn còn có đầu óc kinh doanh hơn người, có thể mang đến tác dụng thực tế cho thành phố Lang. Mang đến đầu tư cho thành phố Lang chính là mang đến lợi ích thực tế và chiến tích cho mỗi người đang có mặt ở đây. Mỗi một khoản đầu tư đều có thể kéo nền kinh tế thành phố Lang tiến lên phía trước, cũng đại diện cho một con số lớn thu nhập từ thuế và công ăn việc làm. Thân là quan phụ mẫu, từ sâu tận đáy lòng của bất cứ ai lại chẳng có cảm giác tự hào. Hình ảnh Hạ Tưởng trong cảm nhận của mọi người dần dần trở nên rõ rệt và sáng sủa hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng có không ít người cho rằng Hạ Tưởng đang làm trò, đang cố ý che giấu thủ đoạn ở sau lưng, chắc chắn sau khi Tiến Triệu Tiểu Phong đi hắn cũng sẽ đi tới Bắc Kinh hoặc tỉnh để xin giúp đỡ. Không ngờ, Triệu Tiểu Phong vừa đi, Hạ Tưởng dưới sự mời mọc đầy thịnh tình của Vương Sắc Phi đã đi thị sát dự án bất động sản của cô ta ở thị xã Ngũ Đường. Bí thư thị ủy thị xã Ngũ Đường là Ngũ Hiểu Minh và Hạ Tưởng đều là ủy viên thường vụ, về cấp bậc mà nói là giống nhau. Vì vậy y có muốn ra mặt tiếp đón hay không đều được. Trên cơ bản xã trưởng thị xã Ngũ Đường ra mặt đi cùng đã là tốt lắm rồi, nhưng khiến cho người ta thấy khó hiểu chính là chẳng những xã trưởng thị xã Ngũ Đường ra mặt cùng đi, Ngũ Hiểu Minh cũng ra mặt cùng với Hạ Tưởng đi thị sát toàn bộ hành trình. Ai cũng biết rõ quan hệ chặt chẽ giữa Ngũ Hiểu Minh và Ngả Thành Văn, hành động này của Ngũ Hiểu Minh có thâm ý sâu sắc, cũng như truyền ra bên ngoài một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Mức độ thân thiết trong mối quan hệ giữa bí thư Ngả và thị trưởng Hạ đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Chẳng lẽ nói, trong cuộc trường kỳ kháng chiến này bí thư Ngả sẽ ủng hộ thị trưởng Hạ đến cùng? Một bên là Hạ Tưởng toàn tâm toàn lực mà làm việc ở thành phố Lang, thu hút đầu tư, thị sát công việc, một bên là Cổ Hướng Quốc đã ở lại tỉnh thành được 2 ngày vẫn chưa quay về, cán cân trong lòng của không ít người đã bắt đầu nghiêng về phía Hạ Tưởng. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, bỗng nhiên từ tỉnh thành truyền đến 2 tin tức chấn động, một tốt một xấu, đều có liên quan mật thiết đến Hạ Tưởng. Tin tốt lành là, đã đến thời điểm chọn thị trưởng thành phố Thiên Trạch, tỉnh có ý muốn điều Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch đảm nhiệm chức thị trưởng, so sánh với chức vụ phó thị trưởng thường trực hiện tại, tương đương như trực tiếp thăng cấp, đối với bất cứ ai mà nói đây là một việc tốt. Người làm quan đều muốn đảm nhiệm chức vụ chính, không ai muốn làm phụ tá. Hơn nữa Hạ Tưởng hiện tại mới đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực chưa đến 1 năm, có thể một bước thăng cấp tuyệt đối là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng nói thành phố Thiên Trạch và thành phố Chương Trình đều được xem là 2 thành phố lớn nghèo nàn của tỉnh Yên, thành phố Chương Trình ở phía tây nam của Bắc Kinh, thành phố Thiên Trạch ở ngay phía bắc của Bắc Kinh, nhưng dù sao chức thị trưởng cũng là chức vụ chính, người bình thường thì đã nhận không chút do dự, cho rằng là một cơ hội đề bạt hiếm có. Đối với Hạ Tưởng mà nói lại có cái nhìn khác, hắn biết rõ lần thứ 3 lộ ra tin đồn phải điều hắn khỏi thành phố Lang thì không chỉ là một sự thăm dò, mà rất có khả năng làm thật, thực sự có người muốn dọn hắn đi. Chức thị trưởng thành phố Thiên Trạch không đáng để đảm nhiệm, là nhận thức chung của tất cả các thị trưởng ở tỉnh Yên. Bởi vì thành phố Thiên Trạch nhiều núi nhiều thảo nguyên, chỉ có điều ít đất đai, định hướng phát triển của toàn thành phố Thiên Trạch là du lịch, tài nguyên, vị trí. Nói thì dễ nghe, trên thực tế chỉ có con đường du lịch là có thể đi, trừ cái đó ra không có bất kỳ ưu thế gì về phương diện công nghiệp và nông nghiệp, thậm chí tài nguyên khoáng sản cũng không bằng thành phố Chương Trình. Thành tích của thị trưởng thành phố Thiên Trạch rất ít, cơ bản mấy vị thị trưởng trước đó đều hơn 50 tuổi và làm đến lúc về hưu, tương đương như chạm dừng chân cuối cùng. Trước tiên khoan hãy nói đến tin đồn tung ra có phải thật lòng muốn cho hắn đến thành phố Thiên Trạch hay không, mà dù cho thật sự có một tờ giấy điều lệnh đưa đến. Hắn cũng hiểu rõ mục đích không phải là để đề bạt hắn mà là để nắm giết hắn. Nếu nói cái gọi là tin tức tốt cũng không mang đến bất kỳ mong đợi gì cho Hạ Tưởng, tin tức xấu đồng thời được truyền ra cùng lúc với tin tức tốt, càng làm cho hắn thấy trong lòng thất kinh, biết đối phương vì muốn dẹp bỏ hắn hoặc là muốn lật đổ hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tin tức xấu là, bí thư quận ủy quận Hạ Mã trước đây là Bạch Chiến Mặc đã đệ trình một phần chứng cớ lên ủy ban kỷ luật tỉnh. Chứng minh lúc ấy có người dụ dỗ y mắc mưu, mà người đứng sau xúi dục người phụ nữ đã quyến rũ y chính là đối thủ của y. Ai chẳng biết rõ lúc ấy người không qua lại với Bạch Chiến Mặc chính là Hạ Tưởng. 2 luồng tin tức giống như 2 quả bom hạng nặng, dẫn đến thời cơ sóng to gió lớn rất nhạy cảm ở thành phố Lang, khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ dụng ý phía sau. Nhưng Hạ Tưởng ở ngay nơi đầu sóng ngọn gió cũng không lúng túng hoảng hốt giống như mọi người nghĩ, mà là vẫn chậm rãi. Cần chủ trì công tác thì chủ trì công tác,
cần tiếp nhà đầu tư phát triển thì tiếp nhà đầu tư phát triển, thậm chí còn tranh thủ lúc rảnh rỗi đến vùng ngoại ô thị sát dự án du lịch sinh thái nông nghiệp của Dương Uy, và đưa ra rất nhiều ý kiến có tính khả thi. Mọi người cảm thấy khó hiểu, bất kể là luồng tin nào, chỉ cần có một tin là thật, Hạ Tưởng thăng chức cũng được hay bị khiển trách cũng được, hiện tại mọi việc làm ở thành phố Lang đều không có ý nghĩ gì nữa, hắn làm sao mà vẫn không chịu buông tay, mà vẫn hết lòng hết sức lo lắng cho sự phát triển kinh tế của thành phố Lang. Người khác không hiểu, Hạ Tưởng cũng không cần phải giải thích. Niềm tin của hắn chính là, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho việc Cổ Hướng Quốc và Lãnh Chất Phương liên kết xử án sai án oan, không thể dễ dàng tha thứ cho việc Cổ Hướng Quốc lại làm ô dù cho Nga Ni Trần, phải dẹp bỏ Cổ Hướng Quốc, trả lại thanh bình cho người dân thành phố Lang. Trả lại sự thanh bình thôi vẫn chưa đủ, còn phải mang lại cho người dân thành phố Lang lợi ích thực tế. Bất kể là hắn đi hay ở, chỉ cần hắn còn ở thành phố Lang một ngày nhất định phải làm tốt mỗi một công việc hắn phụ trách, không thể đầu voi đuôi chuột. Giống như ở huyện Bá, ở thành phố Yến, ở huyện An, ở quận Hạ Mã cũng vậy, các dự án hắn phụ trách trước đây, hiện tại trên 80% vẫn đang có lãi, hơn nữa còn có chiều hướng càng ngày càng lớn mạnh. Hạ Tưởng hiểu một điều, đấu tranh chính trị đúng là không thể thiếu, quan trường chính là trốn danh lợi, việc đấu đá là không thể tránh khỏi, nhưng đấu đá là vì muốn tốt cho sự phát triển kinh tế chứ không chỉ là đánh bại đối thủ sau đó thăng quan phát tài. Một điểm quan trọng nhất mà hắn biết rõ, muốn điều hắn đi khỏi thành phố Lang, muốn nhắc lại chuyện xưa, để Bạch Chiến Mặc âm thầm xử lý hắn, bất kể là loại thủ đoạn gì cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng mà thực hiện được. Hắn không phải không có thực lực, cũng không phải không có thủ đoạn, đối phương chỉ tung ra tin đồn mà không có hành động thực tế đã nói lên một điều, đối phương không có sức mạnh, cũng không có chắc chắn, nếu không cũng đã không có tiếng mà không có miếng. Hạ Tưởng không để ý tới đòn gió của đối phương, lần lượt làm tốt những công việc mình phụ trách. Thừa dịp Cổ Hướng Quốc không có mặt, hắn thi hành mạnh mẽ quan niệm cầm quyền của mình, điều chỉnh một vài phương châm chính sách trong phạm vi nhỏ, cũng kiên quyết từ chối một vài yêu cầu vô lý mà Sơn Occupy đưa ra. Ủy ban Nhân dân thành phố dưới sự lãnh đạo của Hạ Tưởng, bầu không khí trở nên đầy phấn chấn, ngay cả Thiệu Đinh người kiên định nhất đi theo Cổ Hướng Quốc cũng rất ít phát biểu ý kiến phản đối. Giữa trưa ngày hôm sau, Cổ Hướng Quốc từ thành phố Yến trở về. Vừa trở về đã vội vàng triệu tập họp hội nghị công tác, thông báo tình hình cụ thể về việc y báo cáo công tác với lãnh đạo tỉnh ủy ở tỉnh ủy. Bản thông báo trong hội nghị đều là lối văn chương kiểu cách, không đáng để nghe, chẳng qua là những lời nói quan liêu khách sáo. Tuy nhiên cũng có chỗ nói bóng gió, ví dụ như Cổ Hướng Quốc ba lần nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh ủy đã đặc biệt chỉ ra không thể thay đổi cục diện ổn định đoàn kết tốt đẹp của thành phố Lang, cho dù hy sinh một phần lợi ích kinh tế cũng phải duy trì một cục diện yên ổn. Thành phố Lang là đầu cầu của tỉnh Yến, phải lấy trật tự trị an tốt đẹp và bầu không khí chính trị tốt đẹp để làm bài thi giao nộp cho tỉnh ủy. Chẳng khác là ám chỉ Hạ Tưởng đừng có làm quá, đừng khiến lãnh đạo tỉnh ủy thấy không vui. Hạ Tưởng ngoài mặt là Cổ Hướng Quốc nói sao thì hắn nghe vậy, trong lòng lại cười lạnh, thành phố Lang yên ổn đoàn kết. Cảnh tượng thành phố Lang tốt đẹp, Nga Ni Trần chính là cái u ác tính lớn của thành phố Lang, Cổ Hướng Quốc chính là người bảo vệ cái u ác tính. Thế lực đen tối hung hăng ngang ngược ở thành phố Lang, Cổ Hướng Quốc làm như không thấy, ngược lại chỉ trích hắn phá hỏng cục diện an toàn đoàn kết tốt đẹp của thành phố Lang, thật biết đổi trắng thay đen. Việc đổi trắng thay đen không chỉ có Cổ Hướng Quốc nói mà thôi, ngày hôm sau tỉnh ủy liền thông báo cho Hạ Tưởng ngay lập tức đến tỉnh ủy họp. Tình hình nghiêm trọng hơn so với trong dự đoán, đòn phản kích của đối thủ khá sắc bén, cũng khiến cho Hạ Tưởng âm thầm kinh hãi. Tuy nhiên nghĩ lại cũng có thể hiểu. Khi đối mặt với chọn lựa quan trọng, phản ứng của mọi người đều sẽ dở bất kỳ mánh khóe nào có thể. Chỉ có duy nhất một điều không ngờ chính là, sau một năm, Bạch Chiến Mặc cũng đến góp vui, muốn xử hắn một trận. Gã còn có mặt mũi mà xuất hiện sao? Hạ Tưởng trước khi lên đường đến thành phố Yến đã gọi một cú điện thoại cho Tiếu Giai, nói về việc Bạch Chiến Mặc lại nhảy ra, bảo Tùng Phong Nhi cẩn thận một chút, chớ để Bạch Chiến Mặc nắm được sơ hở. Điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy bất ngờ chính là câu nói đầu tiên của Tiếu Giai. Tùng Phong Nhi mấy ngày nay không biết đang bận cái gì, cô ấy nghe đồn việc Bạch Chiến Mặc nhảy ra quấy rối, em khuyên cô ấy ở lại công ty mà cô ấy không nghe, cứ khăng khăng muốn cho Bạch Chiến Mặc biết tay. Em không thể thuyết phục được cô ấy, anh có thời gian thì khuyên nhủ cô ấy thêm. Hạ Tưởng cũng đành chịu, Tùng Phong Nhi nhìn bên ngoài nhu nhược, thực ra rất có cá tính, cũng vô cùng bướng bỉnh.
đoán chừng kể cả hắn ra mặt cũng không khuyên nhủ được. Hơn nữa hắn hiện tại quả thật không có thời gian, đành gạt bỏ ý định liên lạc với Tùng Phong Nhi, chỉ dặn dò Tiếu Giai vài câu, bảo cô ấy chú ý an toàn, để ý xung quanh có người xa lạ xuất hiện hay không. Hạ Tưởng vừa định ngắt điện thoại, Tiếu Giai lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói. Anh không nói, hai hôm nay em đúng là có phát hiện ra có người khả nghi ở quanh mình. Lúc đầu còn không để ý, anh vừa nói em lại nghĩ ra. Khu chung cư Tiếu Giai ở là khu nhà ở cao cấp của Bắc Kinh, bình thường ra vào có chế độ quản lý rất nghiêm ngặt, thông thường người ngoài không vào được. Nhưng từ sau khi có con gái, Tiếu Giai thích đưa con gái đến một khu công viên ở trước cổng để đi dạo mát, có vẻ như bắt đầu từ ngày hôm kia luôn cảm thấy phía sau như có một cái đuôi. Tiếu Giai thấy mình không đắc tội với người nào ở Bắc Kinh, hơn nữa vài năm gần đây cô cũng mờ nhạt khỏi tầm mắt công chúng. Cơ bản có rất nhiều bạn bè và đối thủ trong kinh doanh trước kia cũng không biết cô vẫn còn ở Bắc Kinh. Sau khi hoài nghi, cô lại để ý quan sát cũng nghĩ có thể do cô quá nhạy cảm. Khu công viên người đến người đi, thường xuyên có những gương mặt xa lạ xuất hiện, cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng lời nhắc nhở của Hạ Tưởng ngày hôm nay khiến cô suy nghĩ cẩn thận lại một hồi, càng cảm thấy quả thật có mấy gương mặt xa lạ luôn quanh quẩn ở cách cô không xa. Tiếu Giai trước đó từng trải qua nhiều việc phức tạp. Tuy rằng mấy năm gần đây vẫn thuận lợi nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhất là hiện tại đang là thời khắc quan trọng Hạ Tưởng xung đột với đối thủ, cô liền lập tức ý thức được có khả năng có người muốn lợi dụng quan hệ của cô và Hạ Tưởng để làm to chuyện. Buông điện thoại của Hạ Tưởng, Tiếu Giai nhìn con gái đang ngủ say, trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Cô vươn vai, xoay mình, nghĩ thầm rằng đã mấy năm không hoạt động tay chân rồi, không ngờ hiện tại cô đã yên ổn mà còn có người muốn nhắm đến cô. Nhớ lại những năm cô ấy một mình ở Bắc Kinh kinh doanh vừa mới có khởi sắc, có bao nhiêu nhân vật có uy tín danh dự dùng đủ mọi cách muốn kéo cô xuống nước, ép buộc dụ dỗ, cô đều không thỏa hiệp, ung dung đối phó, gặp chiêu nào thì đánh chiêu đấy. Hiện tại cô chỉ nghĩ tới một cuộc sống yên bình, không ngờ còn có người như không có mắt mà có ý định muốn nhằm vào cô ấy, muốn ra tay đối phó với Hạ Tưởng từ trên người cô. Tiếu Giai nghĩ tới mình vẫn chưa làm gì cho Hạ Tưởng, bây giờ cơ hội đã tới. Cô quyết định tìm hiểu ngọn nguồn, ra tay chặt đứt bàn tay đen tối ở phía sau. Tiếu Giai lập tức gọi cho Lý Thấm vẫn muốn ở bên cạnh Hạ Tưởng cùng triển khai công việc ở thành phố Lang nhưng tình hình thành phố Lang vẫn chưa yên ổn thuận lợi. Sau khi xảy ra sự kiện Tiêu Ngũ và Vệ Tân, Hạ Tưởng để Lý Thấm quay về Bắc Kinh. Lý Thấm vừa nghe liền lập tức đùng đùng nổi giận, tuy nhiên cô ấy rốt cuộc là một người có lý trí, sau khi bình tĩnh lại liền vạch ra một loạt phương pháp phản kích cho Tiếu Giai. Tài sản của Tiếu Giai có cả tỷ, lại kinh doanh ở Bắc Kinh nhiều năm, muốn tiền là có tiền, muốn người là có người, cô ấy ra lệnh một tiếng, ngay lập tức có vô số người hành động ngay. Chỉ cần nửa ngày đã điều tra rõ chân tướng, quả nhiên có người theo dõi và điều tra được người chủ mưu phía sau là Nga Ni Trần. Nga Ni Trần là một trong những đối thủ lớn nhất của Hạ Tưởng, Tiếu Giai hiển nhiên biết rất rõ. Nga Ni Trần phái người truy tìm hành tung của cô, dụng ý không cần nói cũng biết. Tiếu Giai bao nhiêu năm không tức giận, hôm nay cuối cùng đã nổi giận. Lý Thấm cũng nổi giận. Cô cũng đã từng tự mình trải nghiệm sự hiểm ác ở thành phố Lang, cũng biết Hạ Tưởng ở thành phố Lang đã trải qua những khó khăn hiểm trở ra sao, không ngờ đối phương còn muốn lợi dụng Tiếu Giai để làm to chuyện, khiến cho cô ấy đã không kìm nổi chửi một câu thô tục. Đồ chó, muốn hại người à, không xử mày mới là lạ. Tiếu Giai và Lý Thấm hai người bí mật mưu tính cả buổi tối. Sau khi nắm rõ sự phân bố toàn bộ tài sản của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh đã nghĩ ra một loạt kế hoạch bắn tỉa. Đầu óc kinh doanh như thiên tài của Lý Thấm sau khi cùng Hạ Tưởng trải qua vụ đánh úp Nguyên Minh Lượng ở quận Hạ Mã vẫn chưa có đất dụng võ, bây giờ cuối cùng cơ hội đã đến, cô ấy vui mừng khôn xiết. Nga Ni Trần có không ít tài sản ở Bắc Kinh, trong đó bất động sản chiếm chủ yếu, vừa may Tiếu Giai lại có sức ảnh hưởng hô mưa gọi gió trong ngành bất động sản ở Bắc Kinh. Ngọn lửa chiến tranh từ thành phố Lang đã lan tới Bắc Kinh, ngọn lửa ngút trời, cuối cùng khiến không ít người bị cháy xém. Hạ Tưởng đến thành phố Yến, đi thẳng đến tỉnh ủy, hắn nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, vốn định đến trụ sở tỉnh ủy trước để tìm Tống Chiêu Độ thảo luận đối sách một chút, không ngờ vừa mới vào cửa đã bị Vương Bằng Phi nhìn thấy, vì thế hắn liền đến văn phòng của Vương Bằng Phi. Trưởng ban Mã đề nghị phải điều anh đến thành phố Thiên Trạch đảm nhiệm chức thị trưởng. Chủ tịch tỉnh Tống giữ ý kiến phản đối, tôi còn chưa bày tỏ thái độ. Vương Bằng Phi không hề khách sáo tí nào, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính.
Quan điểm của tôi là, mặc dù cũng nghĩ ngờ là muốn dẹp bỏ anh, nhưng đây là một cơ hội hiếm có thể thuận thế mà xuống núi, vừa có lợi lại cho người khác một phần ân tình. Nếu Hạ Tưởng không biết lập trường của Vương Bằng Phi thì sẽ nghĩ rằng y đang làm thuyết khách cho ai đó. Quả thật, xuất phát điểm của Vương Bằng Phi cũng là vì tốt cho hắn, từ phó giám đốc sở lên giám đốc sở không hề đơn giản, có rất nhiều người cả đời không thể vượt qua, cũng không có nghĩa là tất cả các phó thị trưởng thường trực đều nhất định sẽ đảm nhiệm chức thị trưởng. Nhưng Hạ Tưởng không muốn rời khỏi thành phố Lang vào lúc này, để lại một cục diện rối ren cho những người kế nhiệm. Chủ yếu là hắn biết rất rõ người dân của thành phố Lang khao khát đến mức nào một bầu trời trong xanh, mà Nga Ni Trần ở thành phố Lang đã lộng hành bao lâu nay. Không hề nói quá, giai đoạn hiện tại chỉ có hắn là có thể đánh tan đế quốc khổng lồ của Nga Ni Trần từ chính diện, hơn nữa hắn đã đi được hơn phân nửa lộ trình, bây giờ từ bỏ thì thật là đáng tiếc. Chương 878, tình thế, rằng co không dứt. Rất có lỗi với khát vọng lý tưởng của chính mình. Rất có lỗi với kỳ vọng của người dân thành phố Lang. Tuy rằng nói nhiệt huyết tuổi trẻ cùng với sự tăng lên của tuổi tác và trách nhiệm nâng cao sẽ bị mai một và có sự nhẫn nhịn, nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, cái không thay đổi chính là tình cảm vì nước vì dân của hắn, và một lòng theo đuổi một đất nước lý tưởng. Quan điểm của trưởng ban thư ký cũng rất có lý, tuy nhiên tôi làm việc luôn đến nơi đến chốn, thị trưởng thành phố Thiên Trạch là một chức vụ rất hấp dẫn. Hạ Tưởng bất chợt dừng lại. Do dự không biết có nên nói ra suy nghĩ thật trong lòng hay không, ngẩng đầu thấy vẻ mặt mỉm cười của Vương Bằng Phi, thì cảm thấy tự tin. Tôi hy vọng ngài ủng hộ tôi ở lại thành phố Lang, tiếp tục hoàn thành những việc còn dở dang. Vương Bằng Phi ha hả cười. Tốt, nếu anh có tự tin để tiếp tục làm nốt tôi sẽ ủng hộ sự lựa chọn của anh. Vương Bằng Phi cũng là giữ thái độ thăm dò để trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng, nếu Hạ Tưởng còn muốn ở lại thành phố Lang, y sẽ ủng hộ. Vì ở lại văn phòng của Vương Bằng Phi đã làm trễ giờ, nên Hạ Tưởng không kịp đến gặp Tống Chiêu Độ mà đi thẳng đến văn phòng Phạm Duệ Hằng. Sau khi Phạm Duệ Hằng nhậm chức bí thư tỉnh ủy đã không dọn đến văn phòng của Diệp Thạch Sinh trước đó, mà chọn hẳn ra một gian phòng rồi tiến hành chỉnh trang lại. Phong cách chỉnh trang khác hoàn toàn với phong cách của Diệp Thạch Sinh, cũng ám chỉ phong cách nắm quyền của Phạm Duệ Hằng khác xa so với Diệp Thạch Sinh. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét. Tính tình của Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh lại có những điểm tương đồng, quý trọng danh dự, coi trọng thanh danh, không quá cường thế, nhưng nếu đem so sánh thì tính cách của Diệp Thạch Sinh lại mềm mỏng hơn một chút và coi trọng tình cảm. Phạm Duệ Hằng làm việc chú trọng phương pháp sách lược, khá khắc nghiệt. Hạ Tưởng dưới sự dẫn dắt của thư ký, lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng. Trước kia hắn cũng từng đến văn phòng chủ tịch tỉnh của y nhưng sau khi Phạm Duệ Hằng nhậm chức bí thư tỉnh ủy thì là lần đầu tiên Hạ Tưởng vào văn phòng để gặp mặt và bàn công việc với Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng tiến vào, Phạm Duệ Hằng chỉ hơi gập người, gật đầu một cái. Đến rồi sao, ngồi xuống đi. Hạ Tưởng liền cung kính mà chào một tiếng. Bí thư Phạm. Sau đó ngồi trên ghế sofa, kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị của bí thư tỉnh ủy. Trên thực tế với cấp bậc của Hạ Tưởng, muốn gặp bí thư tỉnh ủy không phải là một chuyện dễ dàng. Có không ít bí thư thành ủy và thị trưởng xếp hàng muốn gặp mặt Phạm Duệ Hằng mà không được toại nguyện, hắn thì hay thật, trực tiếp được bí thư tỉnh ủy triệu tập đến, coi như là vinh hạnh hiếm có. Phạm Duệ Hằng đang gọi điện thoại, cũng không biết là ai đang báo cáo công tác, nói qua nói lại, Phạm Duệ Hằng liền nổi cáu, mắng vào điện thoại, sau đó tức giận mà cúp máy. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ thất thố của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng có phần hiểu được, bí thư Phạm có lẽ là cố ý nổi cáu cho hắn thấy, chính là muốn cho hắn một lời cảnh cáo hàm xúc. Tỉnh ủy vô cùng hài lòng đối với công tác của anh ở thành phố Lang, cho rằng anh ở thành phố Lang đã tận tụy làm ra những cống hiến xuất sắc cho sự phát triển kinh tế của thành phố Lang. Không ngoài dự tính, mở đầu đã tặng cho hắn vài câu tâng bốc, rõ ràng là ngữ điệu nâng cao, sau đó Phạm Duệ Hằng lại mỉm cười. Vừa lúc có chức thị trưởng thành phố Thiên Trạch, đồng chí Mã Tiêu đã kiến nghị lên tỉnh ủy muốn điều anh đến thành phố Thiên Trạch đảm nhiệm chức thị trưởng. Hôm nay tìm anh đến tỉnh ủy chính là muốn trưng cầu ý kiến của anh một chút. Đánh giá cán bộ là trách nhiệm của ban tổ chức cán bộ, trưng cầu ý kiến của hắn cũng phải do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ra mặt mới đúng, thậm chí ngay cả Mã Tiêu cũng không cần phải tự mình ra mặt, cùng lắm là phó trưởng ban là cũng đủ nể mặt hắn lắm rồi. Hiện tại lại thật tốt. Bí thư tỉnh ủy trực tiếp ra mặt nói chuyện với hắn, thật đúng là vinh dự vô cùng lớn lao. Hạ Tưởng lại không có cảm giác được sủng ái mà lo sợ,
bởi vì hắn biết rõ, Phạm Duệ Hằng sở dĩ xuống nước, hạ thấp thái độ đều không phải là sự gần gũi thật sự, mà do sự kiện Lưu Tuấn lần trước đã mang đến ảnh hưởng khá lớn, khiến bí thư Phạm hiểu rõ một sự thật, hắn không phải là một cán bộ cấp phó giám đốc sở bình thường mặc cho người khác điều khiển, mạng lưới quan hệ của hắn tại tỉnh Yến rất phức tạp, muốn tùy ý bắt chẹt hắn sẽ có rất nhiều người không hài lòng. Cho dù Phạm Duệ Hằng là bí thư tỉnh ủy cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được Hạ Tưởng là một người khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn, chỉ một mình Tống Chiêu Độ cũng đã đủ khiến y đau đầu, huống chi bây giờ còn có Vương Bằng Phi và Cao Á Chu. Cũng có cả Lý Ngôn Hoàng. Đầu tiên Phạm Duệ Hằng tung ra mồi nhử, không đợi Hạ Tưởng bày tỏ thái độ, lại thành khẩn nói. Gần đây có một vài ý kiến không hay. Tôi cũng không quá tin nhưng có vài lãnh đạo ở tỉnh lại cho rằng cần phải điều tra thêm. Chuyện này có thể anh cũng đã nghe nói, chính là đồng chí Bạch Chiến Mặc chỉ trích anh ở sau lưng xúi giục người khác hãm hại ông ấy. Nếu là thật, đồng chí Hạ Tưởng, hãm hại người đứng đầu đảng ủy là một vấn đề chính trị vô cùng nghiêm trọng, kỷ luật đảng và luật pháp nhà nước cũng không thể dễ dàng tha thứ cho những hành vi như vậy. Văn võ chỉ đạo vừa thắt chặt vừa thả lỏng, đạo làm quan có thưởng có phạt. Phạm Duệ Hằng trước thì hứa hẹn ưu đãi, đưa ra một củ cải đỏ rực rỡ làm mồi nhử, xoay qua lại đưa Bạch Chiến Mặc ra, rõ ràng là uy hiếp và gây áp lực. Thủ đoạn dụ dỗ đe dọa được vận dụng vô cùng thành thạo. Phạm Duệ Hằng tưởng rằng y hạ thấp tư thế nói chuyện mặt đối mặt với Hạ Tưởng, lại bày tỏ đủ thành ý thì Hạ Tưởng nhất định sẽ lập tức thỏa hiệp, bày tỏ sự kính trọng đáng có đối với một bí thư tỉnh ủy như y. Không ngờ câu trả lời của Hạ Tưởng khiến y giận tím mặt, quyết định cưỡng ép thông qua đề nghị để đẩy Hạ Tưởng khỏi thành phố Lang. Ngọn lửa chiến tranh từ thành phố Lang đã lan tràn tới thành phố Yến, đã khiến rất nhiều người cháy đến thương tích đầy mình. Thành thật mà nói, Hạ Tưởng rất muốn nhận lời của Phạm Duệ Hằng, giữa hắn và Phạm Duệ Hằng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, cũng có tình cảm cá nhân ở bên trong. Hơn nữa tình bạn giữa hắn và Phạm Tranh vẫn duy trì rất tốt, từ sâu trong đáy lòng hắn ít nhiều cũng cảm kích Phạm Duệ Hằng đã từng trợ giúp hắn. Kể cả lần này Phạm Duệ Hằng hạ mình, lấy thân phận bí thư tỉnh ủy nói chuyện mặt đối mặt với hắn. Nhưng tình nghĩa là tình nghĩa, nguyên tắc là nguyên tắc. Hắn không thể vô nguyên tắc mà nhượng bộ, đó là thứ nhất. Thứ hai, lập trường giữa hắn và Phạm Duệ Hằng chưa bao giờ tương đồng, nếu Phạm Duệ Hằng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Cổ Hướng Quốc, ra mặt gây áp lực với hắn thì chứng tỏ là hậu trường của Phạm Duệ Hằng và Cổ Hướng Quốc đi cùng một con đường. Nhưng hiển nhiên nhân vật đứng sau điều hắn đến thành phố Lang và hậu thuẫn của Cổ Hướng Quốc có sự khác biệt về quan niệm. Hắn không chỉ muốn chứng minh cho nhân vật phía sau màn thấy mà còn là nguyên tắc hắn đã kiên trì từ đầu đến cuối và giới hạn không thể lùi bước. Về phần Phạm Duệ Hằng vì sao lại hứng gió mà ra mặt, muốn gây khó dễ cho hắn một phen, Hạ Tưởng tạm thời không nghĩ nhiều và cũng không thèm tìm hiểu nội tình phía sau. Cổ Hướng Quốc nhất định phải rớt đài. Thành phố Lang phải khôi phục lại bầu không khí thanh bình, Nga Ni Trần cũng phải thất bại mà bỏ chạy, càng về sau công việc càng khó khăn, hắn lao tâm tổn sức làm việc ở thành phố Lang cho tới ngày hôm nay chính là vì muốn người dân thành phố Lang có được một mảnh trời trong xanh. Cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân hòa phúc tị su chi tiên, chỉ cần có lợi cho đất nước, cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng, tuyệt đối không vì bản thân có thể sẽ gặp tai họa mà trốn tránh, đó là quan điểm chính trị của hắn. Cũng là điểm mấu chốt chính trị mà hắn theo đuổi. Nếu chỉ bởi vì áp lực từ phía trên mà dễ dàng từ bỏ lý tưởng và hoài bão thì Hạ Tưởng sẽ không còn là Hạ Tưởng, hắn cũng sẽ không còn lăn lộn ở trong quan trường, chỉ bằng lợi dụng sự thông minh tài trí của hắn kiếm chắc những món hời lớn, sống một cuộc sống ung dung tự tại. Trước hết phải cảm ơn ý tốt của bí thư Phạm, tôi cảm thấy kinh nghiệm lý lịch của tôi còn thấp, không thể đảm nhiệm trọng trách thị trưởng thành phố Thiên Trạch. Hạ Tưởng cũng không để Phạm Duệ Hằng chờ lâu, trực tiếp nói ra ý định ban đầu của hắn. Về phần đồng chí Bạch Chiến Mặc tố cáo tôi hãm hại, tôi tin bộ máy tổ chức sẽ trả lại cho tôi sự trong sạch. Tôi cây ngay không sợ chết đứng, một vài người bản thân họ có vấn đề còn muốn kéo người khác xuống nước, thủ đoạn rất xấu xa. Xin bí thư Phạm tin tưởng vào nhân cách của tôi. Sắc mặt của Phạm Duệ Hằng liền trầm xuống, đảo mắt mấy vòng, cuối cùng lại không cam lòng mà nói một câu. Đồng chí Hạ Tưởng, phải tin tưởng vào năng lực của chính anh, càng phải tin tưởng vào sự công bằng chính trực của tổ chức, cũng phải phục tùng sự sắp đặt của tổ chức. Lúc rời khỏi văn phòng của Phạm Duệ Hằng, mặc dù mặt trời nóng rực ở trên cao, trong lòng Hạ Tưởng lại cảm thấy có một luồng gió mát. Trải qua chuyện này,
giữa hắn và Phạm Duệ Hằng tuy rằng còn chưa đến mức trở mặt ngay tại chỗ nhưng cũng không khác người xa lạ là bao. Mặc dù đã sớm đoán trước sẽ có ngày như vậy nhưng khi thật sự xảy đến trong lòng Hạ Tưởng lại không cảm thấy dễ chịu chút nào. Càng lên cao, sự bất hòa trong quan điểm chính trị càng dễ dàng tạo thành sự đối lập, hiện giờ khoảng cách giữa hắn và Phạm Duệ Hằng càng ngày càng xa, cũng là bởi vì giữ vững nguyên tắc, đó là tất cả mọi bất đồng trong quan điểm chính trị đều có thể trao đổi. Đồng thời, cũng có những suy tính về lập trường hàng ngũ của mình ở trong đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy vào giữa hè, cây cao bóng cả, cây bạch dương cao lớn khiến cho người ta cảm thấy vừa tĩnh lặng vừa xa xăm. Hạ Tưởng không còn lòng dạ nào mà thưởng thức khoảnh khắc yên lặng hiếm có trong Ủy ban Nhân dân ủy cổ kính. Hắn đi vào văn phòng của Tống Chiêu Độ, sau khi nói chuyện chân thành một hồi với Tống Chiêu Độ, hắn rảo bước ra khỏi Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy, rất kiên định mà trước nay chưa từng thấy. Hạ Tưởng cũng không ở lại tỉnh ủy bao lâu, buổi chiều cùng ngày liền quay trở về thành phố Lang. Hắn vừa mới đi, lập tức tin tức từ Tòa án Nhân dân tỉnh và Sở Công an tỉnh liền truyền đến. Vụ án Tiêu Điện đã có được tiến triển mới nhất, thu thập được bằng chứng mới nhất, sắp tới sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý một lần nữa. Tương đương như một hành động phản kích rất sắc bén của Tống Chiêu Độ nhằm vào Phạm Duệ Hằng. Tin tức truyền tới thành phố Lang, Cổ Hướng Quốc ngồi thừ ra cả nửa ngày, ủ rũ không nói gì. Vết thương chí mạng của y ở chỗ nào, y biết rất rõ. Dùng hai chiêu một lúc còn không bắt được Hạ Tưởng, làm sao lại như thế? Sau đó lại gọi một cú điện thoại lên tỉnh, được biết tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc đã tới bàn phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, trong lòng y yên tâm phần nào. Lại nhận được một tin vui là, Mã Tiêu đã chính thức đề nghị tỉnh ủy điều Hạ Tưởng đến đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Thiên Trạch, Phạm Duệ Hằng đã bước đầu tỏ vẻ đồng ý và tổ chức hội nghị bí thư tiến hành thảo luận. Tình hình, đã bước vào giai đoạn căng thẳng. Hạ Tưởng sau khi trở về từ tỉnh ủy vẫn làm việc bình thường giống như mọi ngày. Không có bất kỳ điều gì bất thường, khiến cho Cổ Hướng Quốc cũng âm thầm khâm phục sự điềm tĩnh của Hạ Tưởng. Tuy nhiên dù rất khâm phục, cũng rất đắc ý mà nghĩ rằng bất kể như thế nào, thời gian Hạ Tưởng ở thành phố Lang sẽ không được bao lâu nữa, mọi cố gắng nỗ lực của hắn cuối cùng cũng sẽ phải uổng phí. Hạ Tưởng mà đi, thành phố Lang sẽ là thiên hạ của y, Hạ Tưởng không cam lòng cũng không thể làm được gì. Chính trị vốn chính là một trò chơi chú trọng thực lực, không thể lật đổ anh thì có thể dẹp bỏ anh. Còn bằng chứng của Bạch Chiến Mặc có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực gì cho Hạ Tưởng hay không? Cổ Hướng Quốc cũng không để ý. Điều y muốn hiện tại không phải là lật đổ Hạ Tưởng mà chính là khiến Hạ Tưởng thu tay lại hoặc nhường đường, bất kể là loại nào, chỉ cần có thể để y bình yên vượt qua cơn khủng hoảng là được. Hạ Tưởng sau khi thu hút được vốn đầu tư của Triệu Tiểu Phong, lại dưới sự giới thiệu của Dương Uy đã gặp vài nhà đầu tư đến từ Bắc Kinh, thảo luận một chút về ý định hợp tác. Dự định đầu tư liên quan đến thuốc lá, thông tin điện tử, bất động sản cùng với ngành sản xuất chế tạo linh kiện, lại kéo đến khoản đầu tư gần 400 triệu tệ cho thành phố Lang. Mặc dù vẫn còn chưa thực sự thực hiện nhưng những gì Hạ Tưởng đã làm đã mang đến danh tiếng và sự tôn kính cho hắn, khiến hắn ở trong Ủy ban Nhân dân thành phố trở thành người thứ hai thật sự xứng đáng, thậm chí ở trong mắt một số người, hắn còn quyết đoán hơn so với Cổ Hướng Quốc. Giữa trưa cùng ngày, Vệ Tân từ Mỹ bay về nước. Chỉ dừng lại ở Bắc Kinh một tiếng rồi vội vàng chạy đến thành phố Lang gặp mặt với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gặp lại Vệ Tân có một loại cảm giác hạnh phúc và may mắn giống như sống sót sau tai nạn. Đón Vệ Tân về nhà, vừa mới sắp xếp ổn thỏa, còn chưa nói được gì thêm Hạ Tưởng đã nhận được điện thoại của tỉnh ủy, là Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu gọi đến rất ngắn gọn, thông báo cho Hạ Tưởng biết về một hội nghị có tính chất quyết định đến vận mệnh của hắn. Hội nghị bí thư lập tức sẽ được triệu tập. Bất chợt dừng lại, lại bổ sung một chút về tình hình liên quan đến tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc. Bằng chứng của Bạch Chiến Mặc không đầy đủ, nhưng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực nhất định, phỏng chừng là sẽ bị người ta lấy đó để làm to chuyện, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ Tưởng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, sau khi cảm ơn Cao Tấn Chu xong hắn đã xin nghỉ nửa ngày để đi cùng Vệ Tân. Trạng thái tinh thần của Vệ Tân khá tốt, không có bất kỳ biểu hiện bệnh lý gì, thần sắc cũng coi như bình thường. Chỉ có điều sự quyến luyến thỉnh thoảng lộ ra trong đôi mắt khiến Hạ Tưởng đau lòng. Khi được gặng hỏi thì Vệ Tân đem kết quả cụ thể về bệnh tình của cô nói ra, kỳ thật vẫn giống như trước đây, không có kết luận gì chính thức. Nhưng có một điều, bác sĩ sau khi biết Vệ Tân từng bị va chạm mạnh thì đưa ra đáp án là có khả năng bởi vì bị cú va chạm mạnh bất ngờ đã dẫn tới bệnh tình của Vệ Tân. Nói cách khác,
đầu sỏ gây nên chính là Ma Dương Thiên. Ma Dương Thiên đã đền tội nhưng Cổ Hướng Quốc có quan hệ phức tạp với Ma Dương Thiên thì vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong lúc Hạ Tưởng Như không có chuyện gì xin nghỉ ở nhà, thì ở thành phố Lang có một tin tức dở khóc dở cười cứ như dịch bệnh mà lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Trần Đại Đầu bị chứng bất lực, Nga Ni Trần bị nói lắp, hai anh em nhà họ Trần là một cặp tàn tật. Tin tức truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trong thời gian nửa ngày đã ồn ào huyên náo khắp thành phố Lang. Nga Ni Trần đang bắt tay vào tìm cách để làm như nào đưa Trần Đại Đầu ra, không ngờ cách vẫn chưa nghĩ ra mà đã bị người khác bóc trần chuyện riêng tư, y lập tức nổi trận lôi đình. Y cũng biết rõ tin tức không hẳn là do Hạ Tưởng có ý tung ra, dù sao với tính cách của Hạ Tưởng cũng chưa đến mức lấy căn bệnh kín của Trần Đại Đầu và của y ra làm chuyện để nói, cục công an thành phố hẳn là ngọn nguồn tin tức. Trước kia y và Lộ Hồng Chiêm không ít lần chèn ép không ít cảnh sát trong cục công an thành phố, đắc tội không ít cảnh sát, hiện tại người ta trở mặt, trả thù y một chút cũng có thể hiểu được. Là có thể hiểu nhưng nuốt không nổi cục tức này. Tin đồn khiếm nhã còn con nhưng có lực sát thương. Hậu quả trực tiếp chính là một lần nữa ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của Sơn Occupy và tâm lý của các đại lý bán hàng lại thấp thỏm, đồng thời cũng khiến những sự việc lộn xộn trong địa bàn của Nga Ni Trần tăng lên đột biến. Một vài băng nhóm nhỏ vốn vẫn bị y áp chế nay lại đang dục dịch muốn giành lại một vài địa bàn vốn trước đây thuộc về bọn họ. Nga Ni Trần lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác sứt đầu mẻ chán. So sánh với sự sứt đầu mẻ chán của Nga Ni Trần, cảm nhận của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mã Tiêu cũng không tốt hơn là bao, bởi vì y thật không ngờ, hội nghị bí thư ngày hôm nay thiếu chút nữa lại trở thành hội nghị phê bình nhằm vào y. Trước đó, Mã Tiêu đã liên lạc với Mai Thái Bình, Phạm Duệ Hằng và cũng đạt được sự ưng thuận ngầm của cả hai người. Hội nghị bí thư vừa được triệu tập y liền đưa ra ý kiến sau khi qua kiểm tra đánh giá của ban tổ chức cán bộ muốn điều đồng chí Hạ Tưởng đi đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Thiên Trạch. Vừa mới dứt lời, Tống Chiêu Độ liền đưa ra ý kiến phản đối với lời lẽ cứng rắn, mạnh mẽ. Tôi cho rằng hiện tại quyết định tuyên chuyển đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch quá cầu thả. Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, thời gian công tác ở thành phố Lang lại quá ngắn, vừa mới gây dựng được một chút thành tích ở thành phố Lang đã phải chuyển nơi công tác. Trưởng ban Mã, việc kiểm tra đánh giá của ban tổ chức cán bộ có phải quá là trò đùa trẻ con hay không? Được lắm, vừa bắt đầu Tống Chiêu Độ đã bắt chẹt một câu. Trong lòng Mã Tiêu tức giận không nguôi. Bình thường chủ tịch tỉnh Tống nói chuyện khá để ý tác phong, hôm nay lại làm sao vậy? Đương nhiên mọi người ai cũng có lúc nổi giận, nhưng đừng có lần đầu tiên nổi giận đã nhắm ngay đến y có được không? Nhưng rất không may, điều Mã Tiêu lo lắng đã trở thành sự thật. Hôm nay, Tống Chiêu Độ thật sự đã đem toàn bộ hỏa lực nhắm vào y. Phạm Duệ Hằng cũng nghĩ Tống Chiêu Độ sẽ qua loa mà giảng đạo lý. Cũng không ngờ cuộc họp vừa bắt đầu Tống Chiêu Độ đã liền trực tiếp nã pháo vào Mã Tiêu, khiến cho y hiểu ra một điều, thủ đoạn chính trị của Hạ Tưởng có phải cùng một dòng với Tống Chiêu Độ hay không thì khó mà nói được, nhưng thủ đoạn chính trị của Tống Chiêu Độ so với Hạ Tưởng chỉ có hơn chứ không kém. Phạm Duệ Hằng vốn định nói chen vào nhưng lại nghĩ, Tống Chiêu Độ chỉ trích trực tiếp chính là ban tổ chức cán bộ, y ra mặt hòa giải thì lại có vẻ như bảo vệ Mã Tiêu, muốn nói ra miệng liền lại nuốt vào trong. Hội nghị bí thư ngày hôm nay có tổng cộng 5 người tham gia, Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ, Mai Thái Bình, Mã Tiêu và Vương Bằng Phi. Mã Tiêu thấy không ai tiếp lời đành phải kiên trì lý luận đến cùng với Tống Chiêu Độ. Chủ tịch tỉnh Tống, ban tổ chức cán bộ kiểm tra đánh giá đồng chí Hạ Tưởng cũng phải trải qua một loạt trình tự, hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc dùng người của ban tổ chức cán bộ. Quá trình kiểm tra sát hạch cẩn thận, nghiêm túc, có mức độ, tôi cho rằng không tồn tại vấn đề sơ sài. Dù sao thành tích của đồng chí Hạ Tưởng ở thành phố Lang rõ như ban ngày, mang đến đầu tư, đả kích thế lực đen tối ác độc, có thành tích nổi bật, hoàn toàn phù hợp với điều kiện đề bạt. Nói không sai, nhưng đồng chí Mã Tiêu chớ quên, phần lớn công việc của đồng chí Hạ Tưởng ở thành phố Lang chỉ vừa mới bắt đầu. Bộ dạng Tống Chiêu Độ dường như rất tức giận, sắc mặt không tốt. Đề bạt cậu ấy là chuyện tốt, là tổ chức coi trọng cậu ấy. Tôi rất hiểu đồng chí Hạ Tưởng. Cũng tin là cậu ấy sẽ biết ơn sự tín nhiệm của tổ chức, nhưng Hạ Tưởng là một đồng chí làm việc đến nơi đến chốn, anh bảo cậu ấy từ bỏ công tác mới có chút khởi sắc đang phụ trách để đi đến thành phố Thiên Trạch, thì từ góc độ tình cảm cá nhân cậu ấy không thể tiếp nhận, đồng thời nói sâu xa thêm vừa không có lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố Lang về sau, cũng không có lợi cho việc triển khai công tác của thành phố Thiên Trạch. Đồng chí Mã Tiêu Anh nghĩ xem,
cá nhân phải phục tùng quyết định của tổ chức, nhưng nếu quyết định của tổ chức không thể đồng thời mang đến lợi ích cho cả thành phố Lang và thành phố Thiên Trạch thì cần gì phải làm việc thừa thãi là điều động Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch. Tôi cho rằng đồng chí Hạ Tưởng đến thành phố Thiên Trạch, phù hợp với lợi ích của thành phố Lang, cũng phù hợp với lợi ích của thành phố Thiên Trạch. Mã Tiêu còn định tiếp tục phản biện nhưng đã bị Tống Chiêu Độ mạnh mẽ cắt ngang. Tôi cho rằng suy nghĩ của anh quá ỷ lại. Lời nói của Tống Chiêu Độ không chút khách khí, chẳng khác nào hoàn toàn phủ định quyền uy của một trưởng ban tổ chức cán bộ. Điều động một cán bộ cấp phó giám đốc sở là việc lớn, phải trưng cầu ý kiến cá nhân người đó. Nếu để cho cán bộ chính đảng mang tâm trạng ưu tư đi làm việc thì đối với quốc gia, đối với nhân dân cũng như đối với sự trưởng thành của bản thân người đó đều không có lợi. Ban tổ chức cán bộ không phải cái máy tổ chức sắp xếp cán bộ, vừa phải xuất phát từ lập trường khách quan công chính, cũng phải suy xét đến từng tình huống cụ thể, phải có tình người, phải hiểu suy nghĩ của cán bộ chính đảng chứ không phải giống như khuôn sáo mà đối chiếu với tiêu chuẩn. Nếu mọi việc đều dựa theo tiêu chuẩn, biên soạn thẳng ra một vài chương trình máy tính là được rồi, còn cần gì đến ban tổ chức cán bộ? Mã Tiêu mặt nóng bừng, già mồm nói. Đề bạt cán bộ là việc tốt, chủ tịch tỉnh Tống không cần chỉ trích lung tung, tôi cũng vì trân trọng đồng chí Hạ Tưởng. Được rồi, đồng chí Mã Tiêu không cần ầm ĩ. Phạm Duệ Hằng đành phải giơ tay ngăn cản Mã Tiêu tiếp tục tranh luận thêm, y nhìn ra tình thế, Tống Chiêu Độ chính là muốn giải quyết dứt khoát, vừa bắt đầu đã đè đầu Mã Tiêu về khí thế, y không thể không đứng ra chống lưng cho Mã Tiêu. Tôi cũng đã trưng cầu ý kiến cá nhân của Hạ Tưởng, cậu ta nói là kinh nghiệm lý lịch của bản thân chưa đủ nhưng đồng thời cũng tỏ vẻ phục tùng sự sắp đặt của tổ chức. Đồng chí Hạ Tưởng mong muốn được tiếp tục ở lại thành phố Lang công tác. Vương Bằng Phi lên tiếng, không chút để ý liếc mắt nhìn Mai Thái Bình một cái, ánh mắt rất phức tạp. Thành phố Lang cũng cần đồng chí Hạ Tưởng, không hề nói quá, bây giờ điều Hạ Tưởng đi sẽ hủy hoại tình hình tốt đẹp hiện tại của thành phố Lang chỉ trong một sớm một chiều. Khi ban tổ chức cán bộ suy xét vấn đề phải tổng hợp lại toàn bộ rồi mới suy xét, bồi dưỡng một cán bộ không dễ dàng, đả kích sự tích cực của cán bộ thì rất dễ dàng. Đồng chí Hạ Tưởng rõ ràng ở thành phố Lang làm việc rất năng động, rất tốt, vì sao phải đột ngột điều cậu ấy đi? Đồng chí Mã Tiêu, lý do của anh rất khiên cưỡng. Lời nói của Vương Bằng Phi trầm bổng du dương, rất đặc sắc, đồng thời tốc độ lời nói không nhanh, tiếng quan thoại mang chút âm điệu miền Nam, tuy rằng không chuẩn mực nhưng ngôn từ rất sắc bén. Mã Tiêu bị sốc trong chốc lát. Y đã hiểu được, Tống Chiêu Độ chính là đòn bẩy gió. Vừa mở đầu đã đem hỏa lực nhắm ngay vào y, Vương Bằng Phi cũng nối gót theo sau, chỉ trích y thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, thứ nhất là làm việc không nghiêm túc, thứ hai là xuất phát điểm không chính đáng. Mã Tiêu liền nổi giận. Đồng chí Bằng Phi, xin mời bàn việc chính sự, không nên công kích cá nhân. Tôi công kích cá nhân người nào đâu, đồng chí Mã Tiêu, không cần quá nhạy cảm. Vương Bằng Phi ngược lại mỉm cười. Là người xuất thân từ tuyên truyền nên thích đi sâu vào chữ nghĩa. Anh! Mã Tiêu tức giận đến thiếu chút nữa đập bàn dựng lên, lại bị ánh mắt Phạm Duệ Hằng ngăn lại, y cố nén sự tức giận trong lòng xuống. Đồng chí Bằng Phi, xin anh tôn trọng công việc của ban tổ chức cán bộ. Vương Bằng Phi không tiếp tục tranh luận với Mã Tiêu, mà tung ra một đề tài thảo luận. Kỳ thật tôi cho rằng, đồng chí Cao Hải thích hợp đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Thiên Trạch hơn. Cao Hải hiện tại là phó thị trưởng thường trực thành phố Yến, là giám đốc sở, đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Thiên Trạch chỉ coi như là điều chuyển ngang nhưng dù sao cũng là chức vị chính. Hơn nữa kinh nghiệm lý lịch Cao Hải cũng thâm hậu, quá độ một chút ở vị trí thị trưởng thành phố Thiên Trạch, về sau có thể đưa lên làm bí thư thành ủy, thậm chí còn có hy vọng tiến lên cấp phó tỉnh trước khi nghỉ hưu. Tính cách Cao Hải cẩn thận chín chắn, rất thích hợp quá độ sang thành phố Thiên Trạch, không mong có công trạng, chỉ mong không phạm sai lầm. Mà Hạ Tưởng lại có tính cách cấp tiến, thành phố Thiên Trạch. Không phải là nơi tốt để hắn đến. Từ sau khi hội nghị bắt đầu Mai Thái Bình cô nói một lời nào, và cũng giống như mọi ngày, mắt dán chặt lên trần nhà, dường như đang nghiên cứu phía sau trần nhà rốt cuộc đang cất giấu cái gì rất huyền bí. Kỳ thật y không giống như trước kia y quả thật hoàn toàn không đem đếm xỉa đến, nhưng hiện tại người thuộc phe phái Phạm Duệ Hằng muốn xử lý Hạ Tưởng. Còn nhóm người do Tống Chiêu Độ cầm đầu lại đang ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, y đứng ở trung gian, ở vào thế khó xử. Bình tĩnh mà xem xét, y lại rất có cảm tình với Hạ Tưởng, một lòng nhận định Hạ Tưởng là một người bằng hữu có thể kết giao, là một cán bộ trẻ tuổi có tiền đồ.
Nhưng, đứng trên lập trường gia tộc, y cảm thấy vô cùng thất vọng đối với việc Hạ Tưởng đang đi trên con đường càng ngày càng rời xa thế lực gia tộc. Lúc Hạ Tưởng đang quan hệ mật thiết với nhà họ Mai và nhà họ Khâu, Mai Thái Bình còn tưởng rằng Hạ Tưởng cho dù không phải là người ủng hộ thế lực gia tộc ít nhất cũng là người đồng hành, không đến mức đứng ở phía đối lập. Nhưng từ sau khi Hạ Tưởng điều chuyển công tác đến thành phố Lang, những gì hắn đã làm càng ngày càng cho thấy rõ vị trí của hắn càng cao càng có khả năng bất lợi cho thế lực gia tộc, thậm chí còn có thể áp dụng thủ đoạn để chèn ép. Về lâu dài, Mai Thái Bình hiển nhiên không muốn giúp đỡ một người có khả năng gây tổn hại đến lợi ích của chính mình, cho dù hắn là Hạ Tưởng cũng không được. Nhưng suy xét từ góc độ khác, Hạ Tưởng lại có sự gần gũi tự nhiên đối với thế lực gia tộc về mặt cảm tình, mặt khác hắn lại không giống với người mà thế lực gia tộc căm thù đến tận xương tủy, giữa hắn và thế lực gia tộc có quan hệ rắc rối phức tạp, muốn cắt đứt cũng không có khả năng. Nếu một mực mà chèn ép Hạ Tưởng, không cho Hạ Tưởng lên chức thì cũng có người khác thừa cơ mà nhảy vào. Nếu chẳng may thay vào đó là người kiên định phản đối thế lực gia tộc thì chi bằng để Hạ Tưởng ở lại vị trí. Ít nhất Hạ Tưởng còn ôn hòa một ít, đồng thời cũng sẽ nghĩ đến tình nghĩa, sẽ không làm quá đáng. Mai Thái Bình gặp khó khăn trong vấn đề không biết làm thế nào đối đãi với Hạ Tưởng, không thể quyết được chủ ý. Điều khiến cho y lo lắng hơn là, trước kia Hạ Tưởng và nhà họ Phó đối nghịch tới mức ngươi chết ta sống, hiện tại đã gần một năm, giữa hắn và nhà họ Phó vẫn bình an vô sự. Khiến cho trọng lượng của nhà họ Mai và nhà họ Khâu ở trong cảm nhận của hắn giảm đi. Mấu chốt còn có nhà họ Ngô hiện giờ lại có xu hướng tiếp cận Hạ Tưởng, càng khiến cho Mai Thái Bình không thể lần ra được lập trường chính trị của Hạ Tưởng rốt cuộc có khuynh hướng như thế nào. Bàn tay đứng phía sau việc điều chuyển Hạ Tưởng khỏi thành phố Lang chắc chắn là nhân vật đại diện cho phía đối lập với thế lực gia tộc. Phó Bí Thư Mai, xin mời nói ra quan điểm của ngài. Đang lúc tinh thần Mai Thái Bình phiêu du tận chỗ nào, lời nói của Mã Tiêu đã cắt ngang suy nghĩ của y. Sau khi Mai Thái Bình bừng tỉnh lại mới phát hiện bốn người tám mắt đều đang nhìn y không chớp mắt. Y biết, thế lực song phương đang ngang nhau, đã đến lúc y phải một lời định càn khôn. Chương 879, tạo áp lực, mạnh ai nấy có mưu tính. Thế cục thành phố Lang như lúa mì mùa hè, gợn song nhấp nhô, xuôi theo làn gió. Ngày tháng sau cũng giống như mặt đứa trẻ, thay đổi bất thường, có thể vừa nãy trời trong mây trắng, chỉ chớp mắt sẽ mây đen dày đặc. Trần Đại Đầu bị bắt, đại lý bán hàng Sơn Occupy như rắn mất đầu, loạn thành một nùi, nước Sơn toàn Mỹ thừa cơ bốn phía hợp nhất, lại lôi kéo không ít đại lý bán hàng Sơn Occupy. Sơn Occupy rốt cục ngồi không vững, Tổng bộ Nhật Bản ra mặt hướng Đại sứ Nhật Bản ở Trung Quốc xin giúp đỡ. Đại sứ ở Trung Quốc hướng Bộ Ngoại giao tạo áp lực. Bộ Ngoại giao hướng Quốc vụ viện chuyển đạt sự lo lắng của Đại sứ Nhật Bản. Vì thế, điện thoại các ban ngành có liên quan liền gọi tới thành phố Lang, yêu cầu thành phố Lang suy xét từ đại cục, phải chú ý đến ảnh hưởng quốc tế, thiết thực giữ gìn một hoàn cảnh kinh tế thu hút đầu tư bên ngoài tốt đẹp. Áp lực của các mặt, đúng hạn mà tới. Cùng lúc đó, vụ án Tiêu Điện lại tiến vào giai đoạn lấy chứng cứ lần nữa, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng chính thức thông báo Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lang. Yêu cầu thẩm tra xử lý vụ án Tiêu Điện lại lần nữa, cần phải làm được công chính công bằng công khai. Cục Công an thành phố Lang tức khắc áp dụng biện pháp, đối với đương sự Dương Phục, Dương Manh giám sát tại chỗ, phòng ngừa bọn họ bất ngờ bỏ trốn, và thông báo hình cảnh quốc tế, yêu cầu điều Dương Minh về nước tiếp nhận điều tra. Hình cảnh quốc tế rất nhanh cho câu trả lời, trong thời gian sớm nhất đem Dương Minh điều về nước. Cổ Hướng Quốc sau khi nhận được tin tức, suy sụp ngồi trên ghế dựa. Mặt xám như cho tàn. Sao có khả năng, y không dám tin nhất chính là hình cảnh quốc tế của Mỹ sao có thể nói lời hay như vậy. Cục Công an thành phố Lang vừa gửi thông điệp, đối phương liền lập tức đồng ý điều Dương Minh về, gần như là làm cho người ta khó có thể tin được. Người Mỹ từ lúc nào mà coi trọng thỉnh cầu của cảnh sát hình sự quốc tế thế nhỉ? Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không khỏi khiến cho Cổ Hướng Quốc hết hồn. Một khi Dương Minh trở về nước, chỉ cần gã ta mở miệng cung khai, thì tất cả những vụ án oan uổng sai trái bị nghiêm hình bức cung sẽ được công khai ra hết, mà thân y ở trong đó cũng không sáng sủa gì cho lắm, cũng sẽ bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Lúc đầu hội nghị công việc bí thư tỉnh ủy không đạt thành bất cứ nhận thức chung nào, muốn dẹp yên ý đồ Hạ Tưởng không thành công, cũng khiến Cổ Hướng Quốc cảm thấy buồn bực. Đương nhiên, càng làm cho y ứ động bất an chính là... Rõ ràng Mai Thái Bình đã nói là cùng với Phạm Duệ Hằng nhất trí lập trường,
sao ở thời khắc cuối cùng, ông ta đột nhiên thay đổi chủ ý, đứng về phía đối lập Phạm Duệ Hằng. Đến lúc cuối cùng tất cả mọi người đều là vẻ mặt chờ mong mà nhìn Mai Thái Bình, Mai Thái Bình sau một lát do dự, nói một câu đầy thâm ý. So với thành phố Thiên Trạch, thành phố Lang cần đồng chí Hạ Tưởng hơn. Ý kiến của tôi là, đồng chí Hạ Tưởng vẫn cần ở vị trí phó giám đốc sở, làm tốt cơ sở. Cách nói làm tốt cơ sở khiến người ta miên man bất định, không biết Mai Thái Bình có phải có chỉ dẫn khách hay không. Nhưng ngụ ý lúc ấy của Mai Thái Bình, mấy người ở đấy đều không có để ý, bởi vì chú ý của mọi người đều rơi vào kết quả của hội nghị công việc bí thư, không ai đi cân nhắc quá nhiều cái hàm nghĩa ý ngoài lời của ông ta. Cuối cùng Phạm Duệ Hằng gác lại đề nghị của Mã Tiêu, cùng dạng, Vương Bằng Phi đề xuất đề nghị cho Cao Hải đảm nhiệm thị trưởng thành phố Thiên Trạch, cũng là không giải quyết được gì. Ở mặt ngoài là không có người thắng, trên thực tế, là Tống Chiêu Độ thắng lợi, Mã Tiêu thất bại. Hoặc là có thể nói, ý đồ của Phạm Duệ Hằng không đạt được sự ủng hộ đa số trong tỉnh ủy, đối với uy vọng của nhân vật số một như y, cũng là một lần đả kích trầm trọng. Nhưng thật sự nói đến ai là kẻ bại lớn nhất, chính là Mã Tiêu. Mã Tiêu đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tới nay, đang muốn một lần nữa tạo lập uy vọng, nuôi dưỡng một đám thế lực. Trước đó khi tung ra tin tức hai lần thì bị Tống Chiêu Độ chèn ép một lần, lại trên lần hội nghị công việc bí thư lần này, bị Tống Chiêu Độ, Vương Bằng Phi liên hợp nhau, khiến cho y mất mặt lớn. Hơn nữa cũng khiến Mã Tiêu nhận rõ một sự thật, Phạm Duệ Hằng thân là bí thư tỉnh ủy, nhưng mức độ khống chế tỉnh ủy trong tay không mạnh, ít nhất không qua được một cửa của Tống Chiêu Độ. Trước kia Tống Chiêu Độ nhẫn nhịn, khiêm nhường, hiện tại sau khi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, dần dần lộ ra một mặt thủ đoạn cao siêu mạnh mẽ. Phạm Duệ Hằng muốn đè chết Tống Chiêu Độ, với tình thế lúc này thì thấy, không hề có chút khả năng nào. Một câu mọi người bỏ qua, nhưng Hạ Tưởng lại ghi tạc trong lòng. Mai Thái Bình ám chỉ rất mịt mờ, là đang báo cho hắn, đừng quá sớm mà đứng thành hàng, bởi vì thế cục hiện tại vẫn còn rất không trong sáng, cho dù ở bên trong cao tầng trung ương, thế lực gia tộc cũng là vô cùng khổng lồ. Quá sớm cho thấy lập trường, đúng vào đội ngũ là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Mặt tốt là có thể ở thời điểm bước nhập giám đốc sở, có người ra sức ủng hộ. Mặt xấu là đương nhiên cũng sẽ có người cố sức phản đối. Hạ Tưởng sau đó liền gọi điện thoại cho Mai Thái Bình, hàm xúc nói về một lần tiếp xúc giữa hắn và lão cổ, có ý nói cho Mai Thái Bình, cái nhìn của hắn đối với thế lực gia tộc, vẫn chưa hoàn toàn định hình, cũng đang trong thăm dò và nghiên cứu. Mai Thái Bình rốt cục lại hướng Hạ Tưởng bày ra cách thức của ông ta bật cười ha ha. Áp lực quốc phụ viện vẫn là khiến thành phố Lang cảm nhận được không khí căng thẳng, dù sao phần đông thành phố cấp 3 trong toàn quốc, không có được mấy thành phố cấp 3 có thể vinh hạnh được các ban ngành quốc phụ viện có liên quan trực tiếp chiếu cố. Hiện tại thế cục thành phố Lang hiện ra một trạng thái phức tạp mà hỗn loạn vô trật tự, cùng lúc vụ án Tiêu Điện đang phúc thẩm, là mồi lửa khiến Cổ Hướng Quốc lo lắng nhất. Về phương diện khác, tranh cãi và mâu thuẫn của Sơn Occupy và nước Sơn toàn Mỹ, chẳng những khiến quốc phụ viện bắt đầu đưa mắt sang để ý, mà tỉnh ủy cũng nhiều lần chỉ thị phải xử lý thích đáng nhu cầu của xí nghiệp đầu tư bên ngoài, xây dựng cơ chế thị trường cạnh tranh lành mạnh mà công bằng, kỳ thật nói cho cùng đều là thiên vị Sơn Occupy, bên vực người Nhật Bản, có thể thấy được người Nhật Bản ở bên trong tầng cao trong nước, vẫn là rất có thị trường. Còn có việc Trần Đại Đầu bị bắt, bây giờ còn đang trong giam giữ. Nga Ni Trần hoạt động chung quanh cũng không làm nên chuyện gì, Ngả Thành Văn cũng đứng vững trước áp lực các mặt, yêu cầu Cục Công an thành phố không được nể tình xét án, phải làm việc theo pháp luật, tuyệt không nương tay. Đúng là bởi vì có chỉ thị của Bí thư Thành ủy, Lộ Hồng Chiêm như bị trói buộc tay chân, không dám chống đối gây tội, cố hết sức không lộ liễu mà nhúng tay thẩm tra xử lý vụ án. Đương nhiên, Nga Ni Trần vồ đến, Cổ Hướng Quốc chuẩn bị ở sau, cũng là chưa từng ngừng nghỉ. Tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc bây giờ vẫn còn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lúc chuẩn bị đăng báo tỉnh ủy, bị Lý Ngôn Hoàng đè ép xuống dưới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Nhai vô cùng bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, Lý Ngôn Hoàng ở bên trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh, quyền uy cực cao, chặt chẽ nắm đại cục trong tay, y vẫn chưa có gan trực tiếp lướt qua Lý Ngôn Hoàng báo cáo với tỉnh ủy. Nga Ni Trần ngoại trừ ở Bắc Kinh âm thầm điều tra Tiếu Giai nghe cấp dưới nói, cũng sắp có tiến triển. Sắp tới sẽ có chứng cớ đến tay còn chuẩn bị ở thành phố Lang làm một lần phản kích, y không dám dùng bạo lực với Hạ Tưởng nữa, bởi vì mỗi lần như thế kết cục đều khiến y tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, y quyết định phải đấu văn, không nên đấu võ.
không phải lần trước lợi dụng Dương Bối mê hoặc Hạ Tưởng, cuối cùng thảm bại mà về, khiến cho y nhất thời đúng thật là không tìm thấy khuyết điểm của Hạ Tưởng. Chẳng lẽ nói Hạ Tưởng không thích phụ nữ? Không thể nào, hắn là đàn ông bình thường, không có khả năng không thích phụ nữ. Thất bại của Dương Bối chỉ có thể nói rõ một điểm, Dương Bối ý chí không kiên định, bị Hạ Tưởng thành công xúi dục. Chẳng lẽ nói, nhất thiết phải để con gái yêu của y rét ai sao? Ngay lúc Nga Ni Trần do dự, đột nhiên liền nghe được tin tức không ngờ tới và lại làm cho người ta khiếp sợ. Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Triệu Tuyền Tân đến thành phố Lang thị sát công tác, và điểm danh muốn Hạ Tưởng đi cùng. Đều đến thành phố Lang chơi cờ rồi, đều đang đánh một con cờ cực lớn đây, Nga Ni Trần cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Triệu Tuyền Tân sắp từ chức vì bệnh nặng, trước lúc thối lui, đến thành phố Lang thị sát công tác, chắc chắn có dụng ý chống đỡ Hạ Tưởng, cũng là có qua có lại mới toại lòng nhau, đối với hợp tác giữa Hạ Tưởng và Triệu Tiểu Phong bày tỏ thiện ý, đồng thời, cũng có dụng ý thay thành phố Lang hóa giải áp lực đến từ các mặt, có thể nói một công đôi ba việc. Cho dù thế nào Triệu Tuyền Tân cũng là phó thủ tướng, ông ta tới chơi, vẫn là khiến tỉnh ủy tỉnh Yến cảm nhận được áp lực không nhỏ. Triệu Tuyền Tân rõ ràng nói với tỉnh ủy, không cần tỉnh ủy ra mặt đón tiếp. Triệu Tuyền Tân đi cùng với bí thư thành ủy Ngả Thành Văn, thị trưởng Cổ Hướng Quốc, phó thị trưởng thường trực Hạ Tưởng, tới thị sát cơ sở sản xuất đồ nội thất của thành phố Lang, đối với triển vọng rộng mở của cơ sở đồ nội thất ở thành phố Lang, ký thác kỳ vọng cao. Triệu Tuyền Tân chỉ ở thành phố Lang hơn một tiếng đồng hồ thì rời khỏi, hơn nữa chỉ thị sát cơ sở đồ nội thất, đối với công nghiệp trụ cột khác thì không hề nhắc tới, lại chỉ điểm danh Sơn Toàn Mỹ, vạch ra chiến lược phải mạnh mẽ nâng đỡ thương hiệu sản phẩm trong nước, tạo ra thương hiệu sản phẩm trong nước, tranh thủ sớm ngày để Trung Quốc cũng làm ra thương hiệu nổi tiếng, hướng ra thế giới. Hướng gió của chính trị, từ trước đến nay đều là mạnh ai nấy biểu đạt, Triệu Tuyền Tân tự dưng nảy sinh ý tưởng thị sát. Nói chuyện có thâm ý sâu sắc, lập tức khiến không ít người đánh hơi được tin đồn thổi, biết thành phố Lang tuy nhỏ, nhưng đấu tranh của thành phố Lang không chỉ là sự so chiêu giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc, mà là sự vật lộn một lần của kẻ thứ ba trong giai tầng cấp cao. Ban đầu rất nhiều người định ủng hộ Nga Ni Trần hoặc Cổ Hướng Quốc, lập tức thay đổi chủ ý, duy trì trung lập. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp tai ương, tránh còn không kịp, còn ở đó góp vui chi nữa. Thắng lợi. Có hay không có lợi vẫn là hai cách nói. Thất bại, thì khả năng làm người chịu tội thay cũng là rất lớn. Vẫn là ngoan ngoãn tránh ở một bên xem kịch là tốt nhất, không có thực lực, cũng đừng ở đó nhảy lên nhảy xuống. Có thể nói, hành động của Triệu Tuyền Tân đã vì thành phố Lang làm trong sáng thế cục, dọn sạch một số tai họa ngầm. Rất nhiều thế lực của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần trốn ở nơi tối tăm, đều đánh tan ý niệm đục nước béo cò trong đầu, ngoan ngoãn mà trở về vị trí của mình. Không hề muốn ra mặt gây rối. Dù nói ra thì Hạ Tưởng trước hình tượng trực diện của thành phố Lang càng ngày càng rõ nét, nhưng tin đồn có liên quan tới việc khi hắn ở quận Hạ Mã đảm nhiệm chủ tịch quận hãm hại bí thư quận ủy, vẫn lén lút lan tràn khắp thành phố Lang. Hơn nữa tin đồn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, lan truyền có mắt có mũi thì không cần nói, còn có một số chi tiết khiến người ta không thể không tin. Ví dụ như nói, lúc ấy người phụ nữ hãm hại Bạch Chiến Mặc tên là Tùng Phong Nhi. Cô cũng từng hãm hại qua Hạ Tưởng, nhưng không biết là nguyên nhân gì, Hạ Tưởng không có trả thù cô. Ví dụ như nói, Tùng Phong Nhi thông qua con đường nào đó biết được sở thích của Bạch Chiến Mặc, sau khi mời Bạch Chiến Mặc ra ngoài, cố ý lời ngon ngọt và thân thể khiêu khích, còn chuốc say Bạch Chiến Mặc ở trạng thái mất đi lý trí, bị người chụp lén, thực tế lúc ấy gã đã không ở trạng thái tỉnh táo, hoàn toàn là bị người sắp xếp, cứ thế vi, chi tiết tỉ mỉ xác thực, sinh động như thật. Làm cho người ta như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hiển nhiên là người có lòng cố ý tung ra lời đồn, cá muốn có được mặc kệ lá có thể làm lung lay địa vị của Hạ Tưởng không, cũng phải khiến người ta ghê tởm hắn. Nhưng mà, biểu hiện của Hạ Tưởng khiến một số nhân thất vọng, Hạ Tưởng vừa không vội vàng biện giải, lại không áp dụng thủ đoạn gây sức ép là cho thành ủy ra mặt ngăn lại lời đồn đại truyền bá, càng không âm thầm điều tra là ai đang cố ý cho lan truyền. Mà là dường như không có việc gì tiếp tục làm công tác mà hắn nên làm, cùng nhà đầu tư ký kết hợp đồng đầu tư, giúp nhà máy đồ nội thất của Triệu Tiểu Phong chọn địa điểm, xử lý khiếu nại tranh chấp, v.v. Hơn nữa Hạ Tưởng còn làm một chuyện khiến Nga Ni Trần hết hồn, hắn với sự sắp xếp của Lý Tài Nguyên, gặp mặt Thôi Kiến. Thôi Kiến hiện tại một lần nữa nắm lại công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang, mấy năm qua, ông ta vẫn luôn bôn ba tố cáo khắp nơi,
chưa bao giờ bỏ cuộc cố gắng tố cáo Nga Ni Trần cho được. Mặc dù người cùng ngành của ông ta không phải bị Nga Ni Trần cưỡng bức đe dọa giữa đường rút lui, thì là bị Nga Ni Trần đả thương nằm viện, không còn dám ra mặt nữa, chỉ có ông ta, bị Nga Ni Trần uy hiếp, cũng thiếu chút bị người đánh chết, là vẫn như cũ cắn răng kiên trì, thề một ngày nào đó phải khiến Nga Ni Trần trả giá. Khi mà Lộ Hồng Chiêm nắm cục công an thành phố trong tay, Lãnh Chất Phương đảm nhiệm chánh án, Thôi Kiến muốn ở thành phố lang lật lại bản án, khó như lên trời. Hiện tại thì khác, Lộ Hồng Chiêm thất thế, Lãnh Chất Phương chết mất tiêu, Hạ Tưởng dần dần đã khống chế cục diện, Thôi Kiến chỉ biết, cơ hội của ông ta rốt cục đến rồi. Kỳ thật, dù là anh Thành hay là Lịch Phi, cùng Thôi Kiến vẫn luôn không ngừng âm thầm tiếp xúc, sở dĩ sự tình công ty xây dựng số 3 thành phố lang có dẫn mà không phát, còn là bởi vì chứng cứ không đầy đủ, thời cơ chưa chín mùi, hiện tại Thôi Kiến từ phía sau màn chạy ra trước đài, liền chứng minh một điểm, cho dù ông ta không thể chèn ép làm suy sụp đến một cây rơm rạ cuối cùng của Nga Ni Trần, ít nhất cũng có thể đâm một đao chí mạng sau lưng Trần Đại Đầu đang tù tội. Trần Đại Đầu năm đó từng đảm nhiệm qua pháp nhân đại biểu công ty xây dựng số 3 thành phố Lang, công ty xây dựng số 3 thành phố Lang ngay lúc đó thay chủ, vốn là có một khoản mờ ám. Nhưng nếu hiện tại muốn tính cho rõ ràng, tội danh Trần Đại Đầu không nhẹ đâu. Bởi vậy, tin tức Thôi Kiến và Hạ Tưởng gặp mặt rơi vào trong tai Nga Ni Trần, Nga Ni Trần liền biết, ác mộng y vẫn luôn lo lắng sắp trở thành sự thật, cái Hạ Tưởng muốn không phải muốn đánh bại y mới thôi, mà là muốn cho y thất bại thảm hại, không còn khả năng trở mình. Nga Ni Trần biết, là lúc nên xé bỏ lớp ngụy trang rồi, sự tình liên quan đến sống chết, còn giả bộ làm người văn minh chi nữa. Y quyết định bí quá hóa liều. Không thể không nói, lời đồn đại có liên quan việc Hạ Tưởng hãm hại Bạch Chiến Mặc, vẫn là mang đến cho hắn ảnh hưởng tiêu cực nhất định. Hạ Tưởng ở tại hội nghị thường vụ chính quyền thành phố, đã bị Cổ Hướng Quốc ngấm ngầm hại người đề cập đến, còn ở trước mặt mọi người hỏi Hạ Tưởng là xảy ra chuyện gì, rất là áp bức khiến Hạ Tưởng không còn đường lui. Hạ Tưởng nhìn thẳng Cổ Hướng Quốc mỉm cười châm biếm, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thị trưởng Cổ, trên chính trị sự tình không căn cứ nhiều lắm, trước khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh chưa có kết luận, chúng ta không cần phải thảo luận chuyện này. Năm đó đồng chí Bạch Chiến Mặc âm thầm bày ra sự kiện cao ốc hỏa thụ, hại tôi nằm viện hơn nửa tháng, sau đó, tôi không hề hướng lãnh đạo thành ủy và tỉnh ủy kêu oan, càng không tố cáo ông ta. Hiện tại đã hơn một năm trôi qua, ông ta nhắc lại chuyện cũ, cắn ngược lại nói tôi hãm hại ông ta. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Tin rằng trên tổ chức sẽ có một kết luận công chính. Hiện tại các hạng mục kiến thiết kinh tế ở thành phố Lang đang tiến hành trong khí thế hừng hực, chúng ta không thảo luận triển vọng kinh tế thành phố Lang, lại đi chiếm dụng thời gian họp hành quý giá để bàn luận sự tình không có ý nghĩa, thị trưởng Cổ, ngài cảm thấy thích hợp sao? Lời của Hạ Tưởng, ôn tồn nhỏ nhẹ, tuyệt không sắc bén, nhưng phản kích chuẩn xác, mật phát liền đánh trúng chỗ yếu, giống y đánh thẳng vào mặt. Cổ Hướng Quốc đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng rang, cảm thấy mất mặt, may thay Thiệu Đinh đúng lúc giải vây, chen vào nói. Thị trưởng Cổ cũng là xuất phát từ lòng tốt quan tâm phó thị trưởng Hạ không nên hiểu lầm. Vài tên phó thị trưởng khe khẽ nói nhỏ, càng làm cho Cổ Hướng Quốc thẹn quá thành giận, phẩy tay áo bỏ đi. Hôm nay họp đến đây trước, an họp. Cổ Hướng Quốc vừa đi, Hạ Tưởng ngồi yên bất động, tất cả mọi người không dám đứng dậy. Hạ Tưởng liền hướng mấy người gật gật đầu. Các đồng chí Bạch Chiến Mặc hướng Ủy ban Kỷ luật tỉnh phản ánh vấn đề của T, hiện tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn đang điều tra chân tướng sự thật. Tôi không muốn nói thêm gì cả, thị phi đúng sai về sau đều có định luận, chỉ là tôi hiện tại với những gì đã làm ở thành phố Lang, trên, xứng đáng với quốc gia, dưới, xứng đáng với dân chúng. Hạ Tưởng nói năng có khí phách, ngôn từ khẳng khái, sau khi nói xong xoay người rời đi. Cô không nói thêm câu nào nữa. Mọi người có mặt ngơ ngác nhìn nhau, có kinh ngạc, cũng có kính nể. Gần đây Hạ Tưởng vì kiến thiết kinh tế thành phố Lang bôn ba bận rộn, trong mắt tất cả mọi người đều thấy được, trong lòng đều hiểu rõ. Thời gian bước vào tháng 8, thành phố Lang tháng 8, thời tiết nóng bức mà nhiều mưa, thật sự đang tiến vào cuối mùa hè. Thảm thực vật các nơi sinh trưởng tốt, bao gồm khu du lịch nông nghiệp của Dương Uy, cũng bắt đầu đón tiếp đợt khách đầu tiên đến từ Bắc Kinh. Một phát nổi danh vang dội. Đúng ngay dịp đợt khách đầu tiên đến, sắc trời âm u, mưa lất phất, tăng thêm chút mát mẻ cho sự nóng bức của mùa hè. Đứng trong vùng quê, đưa mắt nhìn bốn phía,
toàn một màu xanh, nhất là sau khi trồng các loại cây nhân tạo, thẳng đứng bằng phẳng, vô cùng đẹp mắt, vừa làm cho người ta có mỹ cảm cảnh đẹp ý vui, lại làm cho người ta vui vẻ thoải mái, đem những mỏi mệt mà thành thị mang đến quét cái sạch sẽ. Lại có cảnh tượng bội thu quả lớn quả nhỏ, còn có cảnh trái chín quả hồng, quả thật đáng mừng. Đoàn khách du lịch đầu tiên đến tham quan đều cho đánh giá rất cao. Danh tiếng chính là tuyên truyền tốt nhất, Dương Uy vui như hoa nở. Ngược lại với sự vui mừng của Dương Uy, đình đầu tư nhà máy đồ nội thất của Triệu Tiểu Phong cũng đã tới chỗ, và bắt đầu khởi công xây dựng. Triệu Tiểu Phong tâm tình chợt cao chợt thấp, đối với triển vọng vẫn là đầy lo âu. Nhưng đã chạy tới một bước này, cũng không có đường lui, gã liền tập trung hết toàn bộ tinh lực, quyết định buông tay liều một lần. Đúng vậy, đời người có thể có được mấy lần đấu tranh chứ? Hạ Tường tham dự nghi thức khởi công nhà máy đồ nội thất của Triệu Tiểu Phong. Nghi thức sau khi kết thúc, Triệu Tiểu Phong âm thầm nói với Hạ Tường, Triệu Tuyền Tân sắp rút lui, đồng thời, gã còn hướng Hạ Tường lộ ra một tin tức tuyệt mật, Phạm Duệ Hằng chọc cao tầng mất hứng. Nguyên nhân gây ra chính là Phạm Duệ Hằng nhúng tay vào sự vụ thành phố Lang. Lần trước Phạm Duệ Hằng cố ý điều hắn đến thành phố Thiên Trạch, Hạ Tường liền có suy đoán, lẽ ra giữa cao tầng đã đạt thành ký kết ngầm, nên không nhúng tay vào sự vụ thành phố Lang, vì sao Phạm Duệ Hằng còn tự chủ trương chặn ngang một tay. Tuy nhiên khi ở vị trí của Phạm Duệ Hằng, tất nhiên phải mở rộng tầm nhìn, hơn nữa trong suy nghĩ của y, Hạ Tường cũng không tiện phán đoán. Bởi vậy lúc ấy chỉ là lo nghĩ thoáng qua, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa. Triệu Tiểu Phong lại có khác con đường biết được động cơ của Phạm Duệ Hằng, là bởi vì hậu trường ở Bắc Kinh của Phạm Duệ Hằng đang thất thế, trong một đợt điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh bộ mới, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, Phạm Duệ Hằng vừa lúc mượn cơ hội cổ hướng quốc hướng y nương tựa, muốn mượn cơ hội làm quen hậu trường của cổ hướng quốc, để tìm kiếm cơ hội nương tựa. Hiển nhiên, Phạm Duệ Hằng có hành động này là hướng hậu trường cổ hướng quốc thể hiện thiện ý, thật không ngờ. Hành động này của y chẳng những khiến cho hậu trường của y không vui, cũng khiến hậu trường của cổ hướng quốc vô cùng bất mãn, bởi vì theo sau việc Triệu Tuyền Tân bất ngờ đến thành phố Lang thị sát, gần như tương đương với việc chính thức tuyên bố cao tầng trung ương đang âm thầm tham gia thế cục thành phố Lang. Triệu Tiểu Phong đúng lúc lộ ra tin tức, khiến trong lòng Hạ Tưởng xác định, hắn biết, cũng sắp đến lúc làm sáng tỏ toàn bộ sự tình. Quả nhiên, qua 3 ngày, liền có người xuống ngựa. Chương 880, cô đơn, 4 bề thọ địch. Nằm ngoài dự kiến mọi người chính là, người đầu tiên bị dính đến, không phải Nga Ni Trần, không phải bất cứ người nào của tỉnh ủy tỉnh Yến, cũng không phải người của thành ủy thành phố Lang, mà là Bạch Chiến Mặc ở tận Bắc Kinh, đã rời xa trung tâm quyền lực. Nếu Bạch Chiến Mặc ngoan ngoãn ngồi trong bộ nông nghiệp, có lẽ sẽ có một kết cục bình an về hưu lúc tuổi già, nhưng y lại không chịu, đòi nhảy ra gây sóng gió, có lẽ là y cho rằng thời cơ tới rồi. Tự nhận trong tay có một số chứng cứ liền muốn đánh đòn cảnh cáo Hạ Tưởng, ai ngờ việc y gây rối ngược lại mang đến tai ương ngập đầu lên chính mình. Chứng cứ Bạch Chiến Mặc tố cáo Hạ Tưởng vẫn luôn nằm trong tay Lý Ngôn Hoàng, thái độ Lý Ngôn Hoàng rất kiên quyết, chứng cứ không đủ, không căn cứ, không đáng lập án, khiến cho Bạch Chiến Mặc hổn hển, nhưng lại không có cách nào. Y tìm đến Phó Tiên Phong, muốn mời Phó ra nghĩ biện pháp từ trên mà xuống tạo áp lực, có thể khiến Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập án là tốt nhất. Cho dù không thể lập án, ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng, tạo áp lực cho Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng rối loạn trận tuyến. Nhưng Bạch Chiến Mặc tuyệt đối không ngờ chính là, Phó Tiên Phong lại không chịu ra mặt. Phó Tiên Phong cũng không phải là bởi vì nguyên nhân Hạ Tưởng cứu Phó Tiên Tiên mà đối với Hạ Tưởng không còn thù hằn, mà là bởi vì Phó gia ở trong điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh bộ, được thế, lúc này đang lúc cần duy trì khiêm tốn, cái gọi là cây to đón gió. Hơn nữa gã bây giờ vẫn còn chịu xử phạt, nên không chịu bây giờ nhảy ra trở thành tiêu điểm. Thêm nữa, trên vấn đề đối kháng của Hạ Tưởng và cổ hướng quốc lần này, Phó gia không có ích lợi ở bên trong, nên không cần phải ra mặt. Không có được ích lợi, cho dù có thể khiến Hạ Tưởng chịu thiệt cũng không có lời, đương nhiên càng chủ yếu hơn là Phó Tiên Phong hiểu rõ trong lòng, cuộc so chiêu giữa Hạ Tưởng và cổ hướng quốc, liên can đến sự đánh giá của cao tầng. Phó gia có thể không đếm xỉa đến sẽ không sai lầm đâu, có là đồ ngốc mới nhảy vào đó. Bởi vậy, Phó Tiên Phong chẳng những không đồng ý trợ giúp Bạch Chiến Mặc, ngược lại khuyên Bạch Chiến Mặc thu tay lại, khiêm tốn làm việc, yên lặng 2 năm rồi tính tiếp. Bạch Chiến Mặc không nghe lời khuyên nhủ, ngược lại tự mình ở Bắc Kinh tìm người khắp nơi, muốn mượn cơ hội làm xấu Hạ Tưởng. Y rất rõ sau lưng cổ hướng quốc chính là nhân vật lợi hại cỡ nào,
và nhận định Hạ Tưởng không phải là đối thủ của Cổ Hướng Quốc, y vì Cổ Hướng Quốc châm thêm một đống lửa, Cổ Hướng Quốc khẳng định sẽ nhớ kỹ lòng tốt của y, vì sự trở mình sau này của y làm tốt cơ sở. Bạch Chiến Mặc còn chuẩn bị nhúng tay từ trên người Tùng Phong Nhi, cũng là tồn tại tâm tư giống với Nga Ni Trần khi điều tra Tiếu Giai, cho rằng Tùng Phong Nhi và Hạ Tưởng khẳng định có quan hệ nam nữ bất chính. Không ngờ y còn chưa ra mặt tìm Tùng Phong Nhi, Tùng Phong Nhi lại chủ động tìm đến y. Sự tình trải qua, với Bạch Chiến Mặc mà nói giống như một cơn ác mộng, sau đó cũng không muốn hồi tưởng lại nữa. Chỉ có một điểm trong lòng y vô cùng rõ ràng, y đã gặp Hạn, lại ngay trong tay Tùng Phong Nhi, nhưng không giống lần trước ở chỗ, lần trước chỉ là té ngã một cái, lúc này đây, lại là thương tích đầy mình. Rốt cuộc Bạch Chiến Mặc làm thế nào lọt vào tay Tùng Phong Nhi, làm thế nào lại bị Tùng Phong Nhi đùa nghịch một phen, không ai biết nội tình cụ thể, ngay cả Hạ Tưởng cũng là không được biết đến, bởi vì Tùng Phong Nhi không nói, hắn cũng ngại truy hỏi đến cùng. Hạ Tưởng chỉ là vô cùng cảm tạ sự hỗ trợ của Tùng Phong Nhi, đúng là bởi vì Tùng Phong Nhi bất ngờ cắm một tay vào, mới đưa đến việc Bạch Chiến Mặc ngã xuống bụi bậm, từ nay về sau hoàn toàn cáo biệt quan trường, hơn nữa còn bị tù tội. Bạch Chiến Mặc bị người ta bắt được ở một nhà khách nào đó, khi bị bắt, y còn đang ôm chặt một phụ nữ mê man bất tỉnh. Người phụ nữ này là một minh tinh nổi tiếng, chi phí mỗi lần ra sân khấu lên đến hàng triệu tệ. Đương nhiên, nếu chỉ là chơi gái còn chưa đủ đả kích chí mạng đối với Bạch Chiến Mặc, thì hiện trường còn có băng video, trong đó có ghi lại trò hề biểu diễn trên giường của Bạch Chiến Mặc, cũng có chân tướng sự thật y cố ý sửa trị Hạ Tưởng mà y sau khi uống rượu say để lộ ra. Nếu những thứ đó chỉ có thể khiến Bạch Chiến Mặc thân bại danh liệt, hiện trường còn đặt một đống chứng cứ tham ô nhận hối lộ của Bạch Chiến Mặc, thậm chí còn có cả chứng cứ căn nhà vô cùng có giá trị của y ở Bắc Kinh. Bằng chứng như núi, Bạch Chiến Mặc sau khi tỉnh dậy, nhìn người phụ nữ bên mình đã đổi người, nhớ lại những gì trải qua lúc tỉnh táo, liền biết y chạy trời không khỏi nắng, cũng không còn ôm bất cứ ảo tưởng nào nữa, chấp nhận số phận. Bạch Chiến Mặc trực tiếp bị song khai, nếu không có gì bất ngờ, nửa đời sau của y sẽ phải qua trong tù. Tin tức truyền tới tỉnh Yến, Lý Ngôn Hoàng lập tức mời dự họp hội nghị nội bộ ủy ban kỷ luật tỉnh, dõng dạc mà đem tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc nâng ở trong tay, lên án mạnh mẽ những người giáp tâm bất lương như Bạch Chiến Mặc, bản thân có vấn đề còn vu cáo hãm hại người tốt, đổi trắng thay đen, tạo ra phiền toái, quả thực chính là bại hoại trong đảng viên, rác rưởi trong cán bộ. Lưu Nhai cùng với mấy lãnh đạo tầng trung ủy ban kỷ luật tỉnh có qua lại gần với Phạm Duệ Hằng, đều cúi đầu, không nói được một lời. Còn gì để nói nữa, tố cáo người khác lại bị khai trừ đảng viên và công chức, bản chất đã là một sự mỉa mai cực lớn, ai còn dám tin tưởng tài liệu y tố cáo là sự thật nữa. Quyền uy của Lý Ngôn Hoàng ở ủy ban kỷ luật tỉnh lại tiến thêm được một bước tăng mạnh. Sự kiện Bạch Chiến Mặc đối với Phạm Duệ Hằng mà nói, giống như bị người ở sau lưng đá một cước, khiến tâm tình ông ta buồn bực cực độ. Đầu tiên, ông ta vốn định mượn sự kiện điều động Hạ Tưởng cùng nhân vật sau lưng Cổ Hướng Quốc tạo nên quan hệ, nhưng lại nhìn sai tình thế, dù sao ông ta không phải là ủy viên Bộ Chính trị, căn cơ cũng không phải vô cùng vững chắc, trình độ nhận thức đối với sự thỏa thuận ngầm của cao tầng trung ương có hạn, kết quả không lấy được lòng hai bên, rớt vào kết cục không thu hoạch được gì, cũng đã khiến ông ta không thể chịu đựng nổi. Tiếp theo, trên thực tế ông ta cũng có trục lợi cá nhân trong đó, muốn lợi dụng sự kiện Hạ Tưởng làm suy yếu lực ảnh hưởng của Tống Chiêu Độ trong tỉnh ủy. Theo ông ta thấy, Tống Chiêu Độ trước nay luôn cất giấu kiếm sắc, tuy rằng không bộc lộ tài năng, nhưng trong lúc vô ý toát ra khí thế, luôn sẽ khiến người ta cảm thấy ý lạnh không hiểu ra sao cả. Cũng phải, không lạnh lùng không được, liên tưởng đến Tống Chiêu Độ năm đó sau khi nhẫn nại hơn 2 năm, rốt cuộc tìm được cơ hội mới lật đổ Cao Thành Tùng, tâm tính và nghị lực này, không phải người bình thường cũng có thể sánh bằng. Hơn nữa ở dưới phụ trợ của Hạ Tưởng, người ủng hộ Tống Chiêu Độ ở tỉnh ủy nhiều hơn so với ông ta, khiến cho quyền uy bí thư tỉnh ủy ông ta không tới đúng chỗ, cũng là cuối cùng thúc đẩy ông ta đánh cược một lần, mượn cơ hội chèn ép Hạ Tưởng, muốn đạt được ích lợi chính trị lớn hơn. Chưa từng nghĩ tới, sắp thành lại bại. Nhưng mà, Phạm Duệ Hằng sau khi thất bại trên sự kiện điều Hạ Tưởng đi, sau đó thông qua con đường mơ hồ nào đó biết được tâm tư của cao tầng Bắc Kinh, giật mình không nhỏ, lại vội vã gọi điện thoại cho thủ trưởng biểu lộ lòng trung thành. Thủ trưởng cũng tha thứ sai lầm của ông ta, đừng nói bí thư tỉnh ủy có thể sai lầm, quyết sách của tầng cao nhất cũng có lúc sai sót, ai cũng không thể nhìn thấu xu thế lịch sử và nói với ông ta,
trong cuộc đấu tranh chính trị giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc, tốt nhất duy trì lập trường trung lập. Phạm Duệ Hằng không phục, ông ta vừa mới nhậm chức bí thư tỉnh ủy, người số một tỉnh Yến cao cao tại thượng, mà đến một cán bộ cấp phó giám đốc sở khu không động vào được sao? Quyền uy của bí thư tỉnh ủy ở đâu? Nhưng lời thủ trưởng ông ta phải thận trọng đối đãi, mặc dù dần dần thất thế, nhưng dự uy vẫn còn, hơn nữa khẳng định đứng cao hơn nhìn xa hơn so với ông ta. Phạm Duệ Hằng vô cùng may mắn không ra mặt can thiệp vào Ủy ban kỷ luật tỉnh áp chế sự tình tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc. Lúc trước, Cổ Hướng Quốc luôn cứ thỉnh cầu tỉnh ủy ra mặt tham gia chuyện Bạch Chiến Mặc tố cáo Hạ Tưởng, Phạm Duệ Hằng đều từ chối cho ý kiến không để ý đến. Ông ta không thể tiếp tục bảo vệ Cổ Hướng Quốc, bởi vì nếu Cổ Hướng Quốc không thể đảm đương bắt cầu cho ông ta với người Bắc Kinh nào đó, thì Cổ Hướng Quốc trong mắt ông ta liền không còn lợi ích gì. Còn có một điểm, ông ta đối với Tống Chiêu Độ đã sinh ra tâm lý lo ngại, không dám dễ dàng lại gây mâu thuẫn với Tống Chiêu Độ. Tuy rằng trong lòng không dễ chịu cho lắm, đổi người khác cũng không chịu nổi, lại cảm thấy bó tay bó chân giống y lúc còn đảm nhiệm chủ tịch tỉnh. Ông ta cũng biết, thời kỳ độc tài bí thư tỉnh ủy vào thời đại Cao Thành Tùng đã một đi không trở lại. Hiện nay tại Trung ương đã nhiều lần đưa ra sân khấu chính sách hạn chế quyền lực của nhân vật số một đảng ủy, cũng là căn cứ vào rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn trước kia. Cao Thành Tùng là một trường hợp đặc biệt, không thể phục chế, đương nhiên, kết cục của Cao Thành Tùng cũng rất bi thảm, cho dù đem y quy về vật hy sinh của đấu tranh chính trị, y cũng là rất chói mắt rất bừa bãi. May là không nhiều chuyện, khi tin tức Bạch Chiến Mặc ở Bắc Kinh xuống ngựa truyền đến, Phạm Duệ Hằng vẫn là âm thầm thấy may mắn vì quyết định sáng suốt trước đây, cứ việc trong lòng ông ta vẫn còn buồn bực khó yên, khó chịu giống như bị người ta ở sau lưng đạp một cước. Bởi vì lúc trước ông ta còn lấy chuyện Bạch Chiến Mặc tố cáo áp bức qua Hạ Tưởng. Hiện nay suy ngẫm lại Hạ Tưởng lúc ấy rất trấn tĩnh, Phạm Duệ Hằng liền âm thầm khâm phục sự trầm ổn của Hạ Tưởng. Một người tuổi còn trẻ, khi đối mặt bí thư tỉnh ủy, lại không kiêu không nóng nảy, dưới sự vững mạnh của bí thư tỉnh ủy, còn có thể nhẫn nhịn, thì không chỉ là mặt kiềm chế chính trị, còn là bởi vì trong lòng hắn có cũng đủ tự tin. Có người ra sức ủng hộ là một phương diện khác. Có thể cũng là hắn tự cao một thân trong sạch, không có chỗ nào để người ta lên án. Hạ Tưởng, trong mấy lần đấu tranh chính trị sừng sững không ngã, xét đến cùng, vẫn là bởi vì bản thân hắn đủ cứng rắn, không có lỗ hổng để người ta bắt lấy. Trải qua chuyện này, Phạm Duệ Hằng ngược lại rút ra kinh nghiệm giáo huấn, về sau làm việc phải càng thêm cẩn thận cẩn trọng, trong mấy lần xung đột với đối thủ chính trị sau này phải không để lại lỗ hổng khiến đối thủ bắt lấy. Nói ra thì, ông ta còn phải cảm tạ Hạ Tưởng mang lại sự dẫn dắt cho ông ta. Tin tức Bạch Chiến Mặc xuống ngựa sau khi truyền đến thành phố Lang, lời đồn có liên quan đến chuyện Hạ Tưởng hãm hại Bạch Chiến Mặc tự sụp đổ, trái lại, Bạch Chiến Mặc liền trở thành kẻ tha hóa bị mọi người chỉ trích. Mọi người cho rằng Hạ Tưởng khẳng định sẽ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không ngờ Hạ Tưởng vẫn giống như trước đây, vẫn một lòng một dạ tập trung vào trong công việc của mình. Gần đây Hạ Tưởng thường chạy tới thị xã Ngũ Đường, bởi vì bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An cùng với Vương Sắc Phi, đều đem tinh lực tập trung vào hạng mục quy hoạch Kinh Đông mới của thị xã Ngũ Đường. Kinh Đông mới là một mảnh đất rộng lớn được thị xã Ngũ Đường vẽ ra từ phía nam cách Bắc Kinh không đến 20 km chuẩn bị dùng để tạo ra một khu nhà ở mới, chuyên môn cung cấp cho người mua nhà ở Bắc Kinh. Hành động này cũng là hưởng ứng một trong một loạt hoạt động được áp dụng để Ủy ban Nhân dân tỉnh định vị thành phố Lang trong vòng kinh tế Bắc Kinh. Bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An sau khi đầu tư dự án khu đại học, lại cắt xuất ra khoản lớn gần 500 triệu, chuẩn bị tiến quân vào thị trường bất động sản của thị xã Ngũ Đường với quy mô lớn. Vương Sắc Phi cũng tính đầu tư 1 tỷ, trong hạng mục thành Kinh Đông mới ở thị xã Ngũ Đường, cũng muốn chiếm trước một vị trí nhỏ nhoi. Mà Nga Ni Trần từ trước đến nay là đầu rồng ngành bất động sản thành phố Lang, trong kêu gọi đầu tư lần này, lại là người đến sau, cho tới nay vẫn chưa có động tĩnh, cũng không biết y muốn xuất chiêu gì. Kỳ thật Nga Ni Trần cũng không phải là không muốn đầu tư ở thị xã Ngũ Đường, không phải không muốn mà là thật sự không có khả năng. Nga Ni Trần ở thành phố Lang kinh doanh nhiều năm, cũng có ánh mắt hơn người, sao có thể nhìn không ra hạng mục Kinh Đông của thị xã Ngũ Đường là một cái bánh ngọt mê người chứ? Trước kia địa vị của y trong ngành bất động sản ở thành phố Lang, giống như địa vị của tập đoàn Đạt Tài tại thành phố Yến, có được ảnh hưởng và thực lực không thể địch nổi, thậm chí có thể nói, cộng thêm ảnh hưởng và thế lực ngầm của y ở chính đàn thành phố Lang, y ở thành phố Lang so với tập đoàn Đạt Tài tại thành phố Yến, càng có quyền uy nói 102.
rút lui mấy tháng, bất động sản Giang Sơn cũng được, bất động sản Thiên An cũng được, cho dù là Vương Sắc Phi muốn thong dong tiến quân bất động sản thành phố Lang, y không gật đầu, có Hạ Tường ở Ủy ban Nhân dân thành phố mạnh mẽ ủng hộ cũng không được. Chỉ có điều trước khác nay khác, Cổ Hướng Quốc kiềm chế mũi nhọn, y mấy lần bị Hạ Tưởng ra tay chèn ép bị hao tổn nguyên khí. Nhưng ngay cả như vậy, lẽ ra với thực lực hiện tại của y, cũng có đủ năng lực ngăn cản bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An không cần tốn nhiều sức tiến quân ngành bất động sản, còn có Vương Sắc Phi cũng là thừa cơ cắn nuốt phạm vi thế lực của y, khiến y cảm thấy từng cơn đau như cắt vào thịt. Nhưng hiện tại y không phải không muốn phản kích, mà là không có khí lực phản kích, cũng rảnh mà ra tay, bởi vì việc kinh doanh ở Bắc Kinh của y đã xảy ra chuyện lớn. Nga Ni Trần phái Tai A Chân âm thầm điều tra Tiếu Giai, mấy ngày hôm trước còn truyền đến tin tức nói là có hy vọng lấy được chứng cứ vô cùng xác thực, lúc ấy y còn vô cùng cao hứng, cho rằng cơ hội đến rồi, không ngờ đột nhiên có một ngày, Tai Chân vẫn luôn duy trì liên hệ đột nhiên mất đi tin tức. Nga Ni Trần ngay từ đầu vẫn chưa bối rối, nghĩ là chỉ nhất thời mất đi liên lạc, không ngờ một ngày qua đi, đến tối vẫn không có hồi âm, y liền biết đã hỏng chuyện. Nga Ni Trần dự cảm rất chuẩn xác, Tai Chân của y quả thật bị người ta khống chế, nhưng y tuyệt đối không dự đoán được chính là, Lôi Đình theo sát phía sau trả thù, khiến y lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau khổ không nói nên lời. Nga Ni Trần có sản nghiệp dưới danh nghĩa rất nhiều, nhưng phần lớn vẫn tập trung trên mặt bất động sản, nhất là hạng mục bất động sản của Bắc Kinh chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tuy nhiên y áp dụng tình thế khống chế cổ phiếu hoặc cổ phần, trực tiếp lấy danh nghĩa y tiến hành đầu tư cũng không nhiều. Ngay cả như vậy, gần như tất cả hạng mục dưới danh nghĩa của y đều gặp phải sự phong tỏa và tẩy chay trước nay chưa từng có. Hễ là hạng mục mà y tham dự, đều không có một mảy may thoát khỏi, có thể thấy được đối phương đối với y có hiểu biết rất sâu, sớm đã mò ra được hết những nội tình của y. Phong tỏa, trước hết bắt đầu từ khu dân cư cao cấp đầu tư gần 500 triệu đang xây dựng ở Bắc Kinh của y. Vốn mệnh danh là hạng mục của tiểu khu Lan Uyển lượng tiêu thụ vẫn luôn rất tốt, một đường lên cao, không ngờ bắt đầu từ chiều hôm qua, số liệu đột nhiên trở nên không bình thường, liên tiếp mấy giờ đều không có doanh thu, chẳng những không có doanh thu, còn có không ít khách hàng đã giao tiền đặt cọc, yêu cầu trả nhà. Việc lạ, đúng là việc quái lạ, giám đốc hạng mục lập tức tập hợp số liệu, sau đó báo lên tổng bộ của công ty Nga Ni Trần ở Bắc Kinh. Tổng bộ lúc này đã loạn thành một nùi, bởi vì không chỉ một chỗ đã xảy ra tình huống giống vậy, đầu tiên là doanh thu giảm dần, sau đó thì liên tục xuất hiện khách hàng trả nhà. Hơn nữa thái độ đều rất kiên quyết, không nghe khuyên bảo, kiên trì đòi trả lại nhà. Trong mấy giờ ngắn ngủi, tất cả hạng mục bất động sản của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh, không một nơi nào không gặp phải cảnh giảm doanh thu, nguy cơ trả nhà. Nga Ni Trần kinh doanh ở Bắc Kinh ít nhất cũng gần 10 năm, vẫn chưa từng gặp qua tình cảnh như ngày hôm nay, y mơ hồ đoán được, khẳng định là có người ở phía sau màn thao tác, ám hạ độc thủ. Có thể là ai chứ? Chẳng lẽ chính là Tiếu Giai? Liên tưởng đến Tay Sai đột nhiên mất liên lạc, cùng với một loạt sự kiện tương quan cùng lúc phát sinh, y lập tức kết luận khẳng định là Tiếu Giai ra tay. Nhưng vấn đề là, Tiếu Giai trong ngành bất động sản ở Bắc Kinh có thể có được lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nga Ni Trần không thể tin được. Cũng khó trách Nga Ni Trần xem nhẹ lực ảnh hưởng của Tiếu Giai, Tiếu Giai rời khỏi tầm mắt công chúng ít nhất cũng có 2-3 năm rồi, hiện nay là một thời đại biến chuyển từng ngày, không cần nói 2-3 năm. 1-2 năm cũng sẽ bị người quên đi, nên y liền không nghĩ sâu đến Tiếu Giai còn có năng lực hô mưa gọi gió gì, hiện tại sau khi cảm nhận được, thì đã muộn màng. Ngày hôm sau, chẳng những tất cả hạng mục bất động sản dưới danh nghĩa Nga Ni Trần toàn tuyến thất thủ, bị người phong tỏa, và còn lọt vào sổ đen trong ngành, lượng tiêu thụ liên tục giảm xuống, hơn nữa còn trong vòng tròn truyền ra thanh danh không tốt. Không chỉ có như thế, buổi chiều, hành động tẩy chay bắt đầu lan tràn tới các sản nghiệp khác của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh, chỉ cần là ngành sản xuất có y đặt chân vào, hoặc là bị người phong tỏa, hoặc là bị người ác ý thu mua, tóm lại, không có chỗ nào không bốn phía nổi gió lửa. Sứt đầu mẻ trán, chật vật không chịu nổi, Nga Ni Trần gần như không còn cách nào hình dung tâm tình của mình, y muốn điên tiết lên. Cho dù Nga Ni Trần ở Bắc Kinh cũng có hậu trường mạnh mẽ, thậm chí còn có thể mời được Phó Thủ tướng, nhưng vấn đề là, Phó Thủ tướng không có khả năng khoa tay múa chân trong hành vi buôn bán bình thường trên thị trường, càng không thể phát biểu nói chuyện, yêu cầu dân chúng đều mua bất động sản dưới trướng Nga Ni Trần, chính là nhằm vào ác ý thu mua và tẩy chay, cũng không có bất cứ biện pháp gì ngăn lại.
Hiện tại là thời đại kinh tế thị trường, quyền lực chính trị có khi vô cùng lớn, nhưng có khi lại vô cùng bé, tất cả phụ thuộc vào thời gian và cơ hội. Hai ngày sau, sản nghiệp của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh, dưới sự phong sát tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, lợi nhuận gặp phải tẩy chay bị giảm mạnh, bị người khác ác ý thu mua qua tay, tán loạn, lộn xộn, khắp nơi bừa bãi, bước đầu phỏng chừng tổn thất trên 100 triệu. Sau một trận bắn tỉa chiến với thanh thế lớn, mặc dù phỏng chừng đối phương cũng trả cái giá không nhỏ, nhưng về lâu về dài, vẫn Nga Ni Trần tổn thất không thể tính hết. Bởi vì mấy hạng mục bất động sản lớn chiếm dụng hầu hết tài chính của y, nếu tiêu thụ không được, tài chính của y không thể đúng lúc lấy lại, nếu nghiêm trọng, có khả năng tạo thành sự đứt gãy tài chính. Hậu quả không thể lường được. Đúng ngay vào lúc này, Vương Sắc Phi, bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An ở thành phố Lang thừa cơ mà vào, bắt đầu một loạt công kích vào bố cục của y. Nga Ni Trần muốn trực tiếp ngăn chặn, thì không có thực lực. Muốn từ chỗ tối xuống tay, thì không có sức lực. Dưới sự kết hợp cả hai, y chỉ có thể trơ mắt nhìn hạng mục vốn thuộc về y, chắp tay nhường cho người khác, bị Vương Sắc Phi cười nhạo chiếm lấy, bị bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An từ bên ngoài đến, đem nhét vào trong túi. Nga Ni Trần hối tiếc không kịp, hối hận không nên ra tay chọc Tiếu Dai, kết quả chứng cớ không lấy được, ở Bắc Kinh lại bị Tiếu Dai dùng một loạt thủ đoạn chụp vào, không thể xoay người, thoát thân không được, khổ không nói nổi. Lúc này giữa Tiếu Dai và Hạ Tưởng rốt cuộc có quan hệ hay không, Nga Ni Trần tuyệt không quan tâm, y tập trung vào suy nghĩ, làm thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Trần Đại Đầu bị bắt, trước mắt xem ra không có khả năng phóng thích, nói không chừng còn bị xét xử. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, tin đồn về bệnh không tiện nói ra của y và Trần Đại Đầu, người qua đường đều biết. Sơn Occupy đang chuẩn bị đơn phương cùng Trần Đại Đầu hủy bỏ hợp đồng đại lý, tìm kiếm người hợp tác mới, chỉ một hạng mục này, y mỗi năm kiếm được hơn 10 triệu. Bốn bề thọ địch, Nga Ni Trần khẩn trương đi tới đi lui ở trong phòng, giống như một con sói bị mắc kẹt. Bỗng nhiên, y lại nghĩ tới vũ khí chí mạng của Hạ Tưởng Thôi Kiến, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hạ Tưởng chọn dùng chiến lược đánh bọc cộng thêm vây quét, mục đích chính là muốn dồn y vào chỗ chết, không để lại cho y một con đường sống. Làm sao bây giờ, liều một lần cá chết lưới rách. Chương 881, định ngày hẹn, đàm phán cuối cùng. Vương Sắc Phi cũng đến thêm phiền, thừa cơ chiếm trước địa bàn, một số tên côn đồ hiện tại cũng dám ở địa bàn của y vùng vẫy tay chân, thật sự coi y như con hổ chết. Còn có Hạ Tưởng. Chẳng những cưỡi lên đầu y muốn làm gì thì làm, còn muốn nhổ cỏ tận gốc, khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nhịn, cũng là không thể chịu đựng. Còn có Thôi Kiến cũng muốn nhảy ra thừa cơ thêm phiền, cũng không làm một bãi mà tự soi lấy đức hạnh của mình, gã cũng xứng đến làm dối sao. Một nhân vật nhỏ, vươn một ngón tay là có thể bóp chết y, Nga Ni Trần trong lòng hậm hực, lúc trước sao không hạ độc thủ giết chết Thôi Kiến, bây giờ quá hay, đàn sói muốn cắn xé con hổ chết. Đến cả chó mèo gì đó cũng muốn ra mà góp vui. Mặc kệ, ai không để tôi sống, thì tôi sẽ cho kẻ đó chết trước. Hai mắt Nga Ni Trần phát sáng, theo sau gọi một loạt điện thoại ra ngoài. Tin tức sản nghiệp Nga Ni Trần ở Bắc Kinh gặp phải cảnh tai ương ngập đầu, cũng sớm rơi vào tai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng căn cứ thủ pháp phán đoán, biết là bút tích của Lý Thấm, liền cười thầm. Một chuyện khác khiến hắn vui mừng là, Sato lại gọi điện thoại tới hy vọng cùng hắn đàm phán trực tiếp, hắn đồng ý, đã hẹn xong buổi chiều gặp mặt. Sato là thật sự chịu thua, bị đánh nên sợ rồi. Tính cách người Nhật Bản chính là như thế, anh yếu đuối, y không ngừng ức hiếp anh. Anh hùng mạnh, khiến y cảm thấy sợ hãi từ trong tâm, y liền thật tâm mà kính nể anh. Đáng tiếc chính là, trong cao tầng cái gọi là thân thiện với Nhật quá nhiều, thường xuyên ba hoa khoác lác phải lấy đức thu phục người. Trung Quốc và Nhật Bản ở rất gần nhau, ngàn năm nay không ngừng chiến tranh, có khi nào Nhật Bản phục Trung Quốc không? Nhật Bản chỉ phục một quốc gia, nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ sau khi đánh bại Nhật Bản, liền đeo một sợi xích trên cổ bọn họ liền thần phục. Đương nhiên, Hạ Tưởng muốn không phải chỉ đơn giản là muốn Sato chịu thua, cũng không phải muốn một sự kiện buôn bán đơn giản bay lên đến độ cao của chính trị và ngoại giao, lại càng không phải là cậu thả nói cái gì cảm giác tự hào dân tộc. Hắn muốn chỉ là một trật tự thị trường công bằng và có trật tự, không cho Sơn Occupy dưới sự ủng hộ của một số nhân vật, ở trong nước hoành hành ngang ngược. Nơi gặp mặt Sato được chọn ở khách sạn Caesar, chỗ đóng quân của Nga Ni Trần, cũng không biết là Sato cố ý an bài hay là Nga Ni Trần cố ý gây nên,
khi Hạ Tưởng tới khách sạn Caesar, đón chào ở cửa không chỉ có Sato, còn có Hoa Nhài Vàng, Bạc. Có một thời gian không gặp Hoa Nhài Vàng, Bạc, hơn nữa Hạ Tưởng quen biết các cô không lâu, cho nên hôm nay là lần đầu tiên thấy bộ dáng các cô mặc váy. Quả nhiên là người nếu đẹp, mặc bất cứ quần áo gì đều bắt mắt. Hai người toàn thân trong bộ váy dài chấm hoa, Hoa Nhài Vàng màu vàng, móng tay chân móng cũng tô màu vàng, duyên dáng yêu kiều, như hoa xinh tươi. Váy Hoa Nhài Bạc là màu bạc, móng tay móng chân tự nhiên là màu bạc, chỉnh tề, trắng nõn, hoàn mỹ, mê người, thướt tha nhiều vẻ, như hoa nở rộ. Hoa khai tịnh đế, đồng khí liên chi, nhất hoa song diễm, lưỡng mỹ đồng phương. Báu vật nhân gian, bất quá cũng chỉ như vậy. Hạ Tưởng cũng âm thầm cảm thán, con người Nga Ni Trần đáng khinh bỉ, lại sinh hai cô con gái đẹp, mà Hoa Nhài Vàng, Bạc kỳ thật bản tính cũng không hư, nhưng trong lúc vô ý lại giúp Nga Ni Trần làm những việc nối giáo cho giặc, cũng khiến hắn vô cùng thương tiếc. Sato vừa thấy Hạ Tưởng, vội vàng đi lên trước, cúi đầu khom lưng thăm hỏi Hạ Tưởng, thái độ rất được, cùng với trước kia có sự khác biệt một trời một vực. Hạ Tưởng cũng không lên mặt, sau khi cùng Sato bắt tay hàn huyên, lại cùng Hoa Nhài Vàng, Bạc chào hỏi. Hoa Nhài Bạc ánh mắt lạnh lùng mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nhẹ nhàng đẩy Hoa Nhài Vàng về phía, hiển nhiên cô không muốn cùng Hạ Tưởng nói chuyện. Hoa Nhài Vàng vẻ mặt đỏ bừng, cũng không biết mặt cô sao lại đỏ, thanh âm không lớn. Phó thị trưởng Hạ, chào ngài. Ba muốn mời ngài ăn cơm, sợ ngài không chịu nể mặt, nên cho chị em chúng tôi ra mặt mời ngài nhận lấy thiệp mời. Hoa Nhài Vàng hai tay đưa ra một tấm thiệp mời, chữ to đỏ tươi, bản in tinh xảo, không chỗ nào không hiện ra vẻ xa hoa và thưởng thức của chủ nhân nó. Hạ Tưởng không nhận, trong lòng không biết là cảm giác gì. Nga Ni Trần có hai cô con gái như ngọc nữ nhân là phúc phận, nhưng luôn lợi dụng sự xinh đẹp của các cô để mở đường cho y, có lòng bất chính, cũng khiến Hoa Nhài Vàng, Bạc bỗng dưng bị bao nhiêu đàn ông âm thầm mang ý dâm dục, lại càng không cần loại bỏ khả năng chắc chắn có người dòm ngó các cô. Tuy nhiên hiện tại bởi vì e ngại uy thế của Nga Ni Trần nên chỉ là tơ tưởng mà không dám ra tay. Bữa tiệc của Nga Ni Trần có cần phải đến không ta? Có, Nga Ni Trần mời hắn dự tiệc, là đối với hắn còn ôm ảo tưởng. Bình tĩnh mà suy xét, hắn đối với Nga Ni Trần cũng có ảo tưởng trong lòng, hy vọng Nga Ni Trần có thể nhận rõ tình thế, đúng lúc thu tay, có lẽ còn có thể bình an mà rút lui. Nhưng nếu Nga Ni Trần thấy không rõ tình thế, tiếp tục cứng rắn chống đỡ đến cùng, cũng chỉ có rơi đài một con đường có thể đi. Ngay trong lúc Hạ Tưởng trần trừ, Hoa Nhài Bạc rất bất mãn mà giật lấy thiệp mời từ trong tay Hoa Nhài Vàng, kéo Hoa Nhài Vàng một cái. Chúng ta đi, chúng ta không đủ tư cách, mời không được đại thị trưởng Hạ, thì không cần phải mất mặt hơn nữa. Hạ Tưởng ngược lại ha hả cười lớn. Về nói lại với Chủ tịch Trần, bảo ông ta tự mình gọi điện thoại cho tôi. Bóng dáng uyển chuyển của Hoa Nhài Vàng, Bạc dần biến mất trong bóng đêm, khiến cho không ít người qua đường đều quay đầu lại nhìn. Hai người đẹp dù đi tới đâu, đều là quan cảnh bắt mắt, chỉ có điều phụ nữ quá xinh đẹp cũng là một sự sai lầm, nếu không có khả năng tự bảo vệ chính mình, khó tránh khỏi sẽ chuốc họa vào thân. Thu hồi tâm tư, Hạ Tưởng và Sato cùng nhau đi vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Sato đầu tiên là trịnh trọng hiếm thấy hướng Hạ Tưởng nói lời xin lỗi, lại y lần trước thất lễ xin Hạ Tưởng tha thứ. Hạ Tưởng cần không phải là tiêu diệt Sơn Occupy, cũng không phải muốn đuổi Sơn Occupy ra thành phố Lang, hắn chỉ cần Sơn Occupy nhận rõ tình thế, đừng tưởng rằng trên có người, là có thể dùng hai kiểu thủ đoạn trong tối ngoài sáng, vừa chế định tiêu chuẩn ngành sản xuất trong nước, lại áp chế sự nổi lên của sản phẩm thương hiệu trong nước. Theo sau, Sato hướng Hạ Tưởng báo cáo hiện trạng của Sơn Occupy, hướng Hạ Tưởng than phiền, cuối cùng đề xuất Sơn Occupy cùng anh em nhà họ Trần phân rõ giới hạn. Đã đơn phương hủy bỏ hợp đồng đại lý của Trần Đại Đầu, chuẩn bị tìm kiếm đại lý kinh doanh mới có phong cách nghiêm chỉnh hơn. Những lời ở trên, cũng không là trọng điểm là Sato đột nhiên đề xuất. Ứng cử viên của đại lý kinh doanh tạm thời vẫn chưa tin tức, Phó Thị trưởng Hạ có ánh mắt vượt trội, có thể vì Sơn Occupy tìm ra một ứng cử viên tốt nhất không? Tôi đây đại diện toàn thể công nhân Sơn Occupy, cảm tạ sự hướng dẫn của Phó Thị trưởng Hạ. Sato lại đứng dậy. Hướng Hạ Tưởng cúi đầu thật thấp. Hạ Tưởng hạ thấp người, ra hiệu Sato ngồi xuống. Hắn đối với cách cư xử của người Nhật có hiểu biết rất sâu, cúi đầu chào kiểu Nhật và gật đầu kiểu Trung Quốc khác nhau không lớn, không có nghĩa là đối phương đối với anh thật tâm tôn trọng.
nhưng Sato đột nhiên đề nghị để hắn đề cử ứng cử viên đại lý, hẳn là suy tính xuất phát từ hai phương diện. Một là muốn bán hắn một ân tình, đại lý Sơn Occupy là một cái bánh thơm ngon mà người người tranh đoạt, lợi nhuận hàng năm ít nhất cũng ở con số trên chục triệu, bao nhiêu người có đánh vỡ đầu cũng muốn có được. Hai là muốn mượn cơ hội cùng hắn kéo gần quan hệ, nếu hắn đề cử ứng cử viên đại lý, lúc đó đại lý lớn của Sơn Occupy đều là người của hắn, thì hắn sao tiện chèn ép Sơn Occupy đúng không? Sato rất thông minh, lấy lợi hứa hẹn, chỉ cần có gút mắc ích lợi, thì giữa người với người liền có thêm hợp tác mà ít đi sự chia rẽ. Hạ Tưởng liền mỉm cười, bởi vì hiện tại thế cục đã tới thời kỳ bình ổn, công tác giai đoạn đầu của Sơn Toàn Mỹ đã hoàn thành, Sơn Occupy tổn thất không ít, nhưng không thương tổn tới gốc rễ, mà mục đích hắn hỗ trợ Sơn Toàn Mỹ đứng vững gót chân ở thành phố Lang đã đạt tới. Hơn nữa hắn căn bản là không có ý tưởng muốn làm cho Sơn Occupy tiếp tục tổn thất thêm nữa. Vừa lúc Sato kiềm chế không được, hắn cũng ngay đúng lúc thuận thế thu tay lại, chuyển biến tốt là được rồi, coi như là cho Sato một chút mặt mũi. Nếu hắn đoán không sai, Sato khẳng định là đã chịu áp lực cực lớn của tổng bộ, nếu không thể thuận lợi giải quyết nguy cơ trước mắt của Sơn Occupy, thì chức vụ của Sato khó bảo toàn. Hạ Tưởng quả thật đã đoán đúng rồi, Sato đã nhận được cảnh cáo của tổng bộ Nhật Bản, kỳ hạn y trong vòng nửa tháng phải hóa giải nguy cơ. Nếu không, điều về Nhật Bản giáng chức sử dụng ngay tại quê nhà. Sato liền cuống quýt lên, xí nghiệp Nhật Bản có chế độ lên chức nghiêm khắc, hiện tượng phân biệt đối xử cũng vô cùng phổ biến, nếu y phải giáng chức, về sau muốn thăng tiến gần như không có khả năng. Tất cả rơi vào đường cùng, dù rất căm hận Hạ Tưởng, cũng chỉ có con đường hướng Hạ Tưởng cúi đầu. Hạ Tưởng cũng biết rõ, nếu Sato có thể cùng anh em nhà họ Trần phân rõ giới hạn, coi như là cử chỉ sáng suốt. Nhưng đối với việc chọn người vào vị trí đại lý, hắn tạm thời chưa có ý tưởng gì, liền mở miệng từ chối khéo. Sato cho rằng thành ý của y chưa đủ đánh động Hạ Tưởng, liền càng không ngừng cúi đầu tỏ vẻ kiểm điểm, cứ mãi yêu cầu Hạ Tưởng nhất định phải đề cử người vào đó, nếu không chính là không chịu tha thứ y. Hạ Tưởng bị Sato cúi đầu mãi làm cho không còn cách nào, đành phải cố mà làm đề cử một người, nhưng hắn cũng đề xuất một yêu cầu. Ông Sato, thân là đàn ông phải có lòng hào hiệp, tôi hy vọng ông có thể giáp mặt Ngụy Hồng Thanh nói một tiếng xin lỗi. Lời Hạ Tưởng nói như một búa tạ nặng trịch một nhát bổ trúng Sato, y ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt trắng bệch, nửa ngày nói không được một câu. Sato cuối cùng vẫn là đáp ứng yêu cầu của Hạ Tưởng, mặc kệ y có xuất phát từ thật tâm hay không, Hạ Tưởng cũng không quan tâm, dù gì hắn cho rằng Sato nợ Ngụy Hồng Thanh một lời xin lỗi, cho dù Ngụy Hồng Thanh tự nguyện chịu đựng hậu quả. Sato cũng nên lấy ra sự khoan dung của đàn ông, cúi đầu nhận sai. Hạ Tưởng đề cử ứng cử cho đại lý của Sato là Mã Đông Mẫn, là họ hàng của Lý Tài Nguyên. Mã Đông Mẫn tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật, sớm đã có sự từng trải của việc kinh doanh buôn bán, tuy rằng là kết cục thất bại, nhưng không phải bởi vì ánh mắt không được, mà là đắc tội với quan liêu bị lực lượng chính trị tiêu trừ. Hiện tại làm kinh doanh đầu cơ nhà đất, trên tay cũng đại khái có một tôi số tài chính. Mã Đông Mẫn cũng muốn đầu tư thực nghiệp, chỉ có điều vẫn chưa tìm được hạng mục thích hợp, Hạ Tưởng gặp qua cô hai lần, ấn tượng đối với cô ấy cũng không mấy xấu, có cách nhìn, có gan làm, người cũng đáng tin cậy. Cô vẫn luôn giúp đỡ Lý Tài Nguyên rất nhiều, vào những lúc gian nan nhất của Lý Tài Nguyên, đúng là bởi vì có sự trợ giúp của cô, Lý Tài Nguyên mới vượt qua được cửa ải khó khăn. Sato đối với người mà Hạ Tưởng đề không có ý kiến gì, đưa ra thời gian cùng Mã Đông Mẫn ngồi lại với nhau. Cụ thể trao đổi một chút về công việc đại lý. Tổng thể mà nói, đàm phán cùng Sato coi như thuận lợi, đạt thành chung nhận thức, cũng vì Sơn Occupy một lần nữa đi vào quỹ đạo bình thường mà đặt cơ sở, còn có một điểm, cũng là cắt đứt con đường tiền tài của Trần Đại Đầu, hoặc là nói, chặt đứt một cánh tay của Nga Ni Trần. Trần Đại Đầu là tổng đại lý Hoa Bắc của Sơn Occupy, lại cộng thêm chính sách lợi nhuận kếch xù vẫn luôn thực hành. Lợi nhuận một năm ít nhất cũng trong khoảng 15 đến 20 triệu. Tin rằng sau khi Nga Ni Trần nghe được tin tức này, sẽ đứng ngồi không yên. Hạ Tưởng cần nhất chính là từng bước làm suy yếu thực lực của Nga Ni Trần, trước tiên ra tay từ mặt kinh tế chính diện, Nga Ni Trần mất đi tài lực chống đỡ trên kinh tế, tay chân của y tất nhiên sẽ lục đục nội bộ, cuối cùng sụp đổ. Quả thật, đế quốc kinh tế khổng lồ của Nga Ni Trần không phải là một sớm một chiều có thể tan rã. Thậm chí muốn đánh bại Nga Ni Trần hoàn toàn, so với lật đổ Cổ Hướng Quốc còn khó khăn hơn nhiều. Cổ Hướng Quốc là một bức tường,
ở mặt ngoài kiên cố chắc chắn, nhưng khi va chạm mạnh, đẩy cái sẽ đổ sụp. Nga Ni Trần lại là một gốc đại thụ che trời, mặt trên lắm cành nhiều lá, phía dưới rắc rối khó gỡ, muốn trừ tận gốc, cần phải kiên nhẫn kéo tơ lột kén và cẩn thận tìm hiểu nguồn gốc. Cũng may, cái hạ tưởng có chính lá lòng tin. Ngụy Hồng Thanh sau khi đảm nhiệm giám đốc marketing của Sơn Toàn Mỹ, thân phận lập tức có chuyển biến cực lớn, cô từ lúc làm thủ tục từ chức ở đơn vị trước kia, thì đã chính thức đến làm tại Sơn Toàn Mỹ. Sơn Toàn Mỹ đối với cô ấy cũng vô cùng coi trọng, còn bố trí trợ thủ và thư ký hành chính. Ngụy Hồng Thanh bàng hoàng như trong mơ, trong lòng hiểu tất cả đều là thể hiện ý chí quyền lực của Hạ Tưởng, cũng là sự quan tâm không nói nên lời của Hạ Tưởng đối với cô ấy, khiến cho cô đối với Hạ Tưởng vô cùng cảm kích. Người nam sinh hay ngại ngùng trong ấn tượng trước kia, nay đã trở thành một nhân vật tay nắm đầy quyền lực và có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Lang, vẫn khiến cô có chút không thể tin được ma lực của vận mệnh. Ngụy Hồng Thanh tự biết năng lực không đủ, khả năng không thể đảm nhiệm chức vụ giám đốc marketing, từ thời khắc cô nhận được thư bổ nhiệm, thì liền cắm đầu vào học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên nghiệp của mình. Cũng may vì Dương Bối là tổng đại lý khu Hoa Bắc của Sơn Toàn Mỹ, công tác chủ yếu của cô cũng là giao tiếp cùng với Dương Bối, hiệp trợ tiêu thụ và quản lý đại lý bán hàng, bởi vậy cũng khiến cô có thêm chút tự tin. Sau khi tan ca, Ngụy Hồng Thanh đợi các đồng sự sắp ra về hết, khi đó cô mới gác lại công việc trong ngày, khóa kỹ cửa, đi ra trụ sở làm việc mới xây dựng của Sơn Toàn Mỹ. Bãi đỗ xe dưới lầu, đậu một chiếc Audi chuyên dụng mà công ty dành riêng cho cô sử dụng. Cô điều khiển mở cửa xe, đang muốn lên xe, bỗng nhiên một bóng đen từ sau xe xoẹt ra, thoát cái đến ngay trước mặt cô ấy, dọa cô nhảy dựng lên. Đợi cô nhìn rõ người đến là ai, khi đó chìa khóa trong tay bỗng rơi tọt dưới đất, ngây ra như phỏng. Sato nhìn thấy Ngụy Hồng Thanh toàn thân là trang phục công sở, do có phong độ năm xưa, càng làm tăng thêm nữ tính quyến rũ, không khỏi trong lòng chua xót. Y cố nén nổi bất an trong lòng, hướng Ngụy Hồng Thanh cúi đầu thật thấp. Hồng Thanh, rất xin lỗi, năm đó là tôi đã sai, tôi biết lỗi rồi, xin cô tha thứ cho tôi. Ngụy Hồng Thanh chỉ sửng sốt một lát, lập tức nước mắt tuôn trào. Tuy nói ở sâu trong tâm, cô sớm đã hết hy vọng, không còn vấn vương bất cứ ảo tưởng gì đối với Sato, cũng không cho rằng lời xin lỗi của Sato có thể mang đến cho cô sự an ủi tâm hồn gì đó. Không ngờ khi thật sự đối mặt với lời xin lỗi của Sato, thì trong lòng vẫn vô cùng thương cảm và uất ức nghẹn ngào. Ngụy Hồng Thanh khóc không thành tiếng. Trong những giọt nước mắt kia, có vui mừng, cũng có cảm kích đối với Hạ Tưởng. Cô biết, người có thể khiến Sato cúi đầu, chỉ có Hạ Tưởng. Cùng lúc với Sato tuân thủ lời hứa hướng Ngụy Hồng Thanh nói lời xin lỗi, Hạ Tưởng cũng vừa mới về đến nhà, vừa mới cùng vệ tân nói được mấy câu, liền nhận được điện thoại của Nga Ni Trần. Nga Ni Trần không đợi được nữa rồi. Phó thị trưởng Hạ, trưa ngày mốt có rảnh không? Muốn mời ngài ăn cơm, cũng có chút tình hình cần báo cáo với ngài một chút. Thái độ Nga Ni Trần vẫn rất nghiêm chỉnh, nhưng trong giọng điệu, có một ý quyết tuyệt. Muốn bàn điều kiện cuối cùng rồi hả? Hạ Tưởng từ trong giọng nói của Nga Ni Trần nghe ra quyết tâm của y, mỉm cười. Được, tạm thời hình như chưa có sắp xếp gì, vậy đi, sáng ngày mai ông gọi lại cho tôi lần nữa, rồi xác định thời gian và địa điểm. Nga Ni Trần cũng không khách sáo gì nhiều, chỉ nói một tiếng, được, liền cắt đứt điện thoại. Trước kia Nga Ni Trần đều là đợi hắn cúp máy trước, hôm nay Nga Ni Trần cũng không phải là đã quên tình tiết, mà là cố ý lâm vào. Cũng phải. Đã tới đến nước đàm phán cuối cùng rồi, chỉ kém một bước thì trở mặt, còn khách khí gì nữa. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý thái độ của Nga Ni Trần, ngồi xuống cùng vệ tân nói chuyện. Bởi vì bất ngờ phát bệnh, hạng mục thông tin điện tử mà vệ tân đầu tư bị tạm dừng, tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp thay cô ra mặt xử lý. Vệ tân liền căn cứ nguyên tắc, chữ khuyết vật lạm, khi tuyển chọn người hay lựa chọn một vật gì đó, thả ít đi một. Chứ không thể vì để đủ số lượng mà không lo cho chất lượng nên quyết định đợi bệnh tình của cô thuyên giảm mới bắt đầu khởi công. Ý kiến của Hạ Tưởng là, không muốn để vệ tân tiếp tục bôn ba bận rộn, bệnh tình của cô như một quả bom không biết giờ mới phát nổ, cần gì phải phí sức làm chi. Tài sản dưới danh nghĩa của vệ tân không nhiều lắm, nhưng cũng vào khoảng 5-6 triệu, đủ cô tiêu xài một thời gian. Lại có sự yêu mến của Liên Nhược Hạm, còn có Hạ Tưởng cũng sẽ thay cô chủ bị tiền bạc. Để vệ tân cả đời không cần lo áo cơm chỉ là một việc rất nhỏ. Vệ tân lại không chịu để Hạ Tưởng nuôi, vẫn kiên trì muốn ra ngoài kiếm tiền. Lý do của cô là,
cô không phải là gánh nặng của bất kỳ người nào, cũng không muốn trở thành gánh nặng, cô có năng lực tay làm hàm nhai, không muốn để người khác xem cô như tiểu tam kẻ thứ ba bán đứng thân thể dựa vào đàn ông sống qua ngày. Hạ Tưởng liền mờ ám mà mỉm cười. Bán đứng thân thể, dường như cho tới bây giờ, anh vẫn chưa chạm tới người em. Vệ Tân vốn ngồi ở bên cạnh Hạ Tưởng, nghe hắn nói vậy, lập tức mặt đỏ, như hoảng sợ mà bật người ra. Người xấu, người xấu. Hạ Tưởng lại cười. Người xấu là động thủ bất động khẩu, nếu anh có ý xấu, còn có thể cùng em thương lượng sao? Trực tiếp vồ lấy em rồi. Vệ Tân bỗng nhiên trở nên lớn gan, cúi đầu, ánh mắt liếc xéo Hạ Tưởng một cái. Cũng đâu phải không cho anh cơ hội, anh mỗi ngày đều có cơ hội, lại không biết trân trọng. Hạ Tưởng tận đáy lòng thở dài một tiếng, hắn không phải không muốn có được Vệ Tân, hiện tại Vệ Tân bị bệnh, hắn sợ hoạt động nam nữ hoàn ái kịch liệt sẽ dẫn phát bệnh tình Vệ Tân, nên cũng liền nén lại. Kỳ thật bình tĩnh mà suy xét, trong mấy người phụ nữ, hắn đối với Vệ Tân là có dục vọng nhất, nói đùa sao, đời sau cùng ở với nhau đến 3 năm, giữa hắn và Vệ Tân từng có những vận động trên giường đến điên cuồng mà phóng túng. Vệ Tân vừa nói, vừa cởi áo. Bởi vì nguyên nhân mùa hè Vệ Tân vốn chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh, áo ngủ là chất liệu tơ tằm, cứ thế mà trơn tuột xuống, đúng lúc phác họa ra đường nét duyên dáng tuyệt đẹp của cô. Vẻ đẹp phụ nữ nằm ngay chỗ đường cong của vóc dáng, hoặc là nói dáng người hình quả bầu, đơn giản hình dung thì thế này: vai rộng, ngực to, eo thon, chân dài. Khổ người Vệ Tân không được cao, ngực cũng không phải rất đầy đặn, nhưng mỗi vị trí đều vừa phải, nhất là phần mông của cô vểnh khá cao, quyến rũ mê người. Áo vừa cởi ra, lộ ra phần cổ trắng ngần và bộ ngực trần. Hạ Tưởng thích nhất là phụ nữ có phần xương quai xanh mê người, Vệ Tân đúng lúc có phần xương quai xanh khêu gợi nhất, và có vòng eo mê người nhất. Hạ Tưởng nhìn thấy thân thể vừa quen thuộc vừa xa lạ, không khỏi ý loạn tình mê, lập tức động tình. Hạ Tưởng ôm lấy Vệ Tân, tựa đầu sát vào trong phần ngực của cô, trong mũi truyền đến mùi thơm của cơ thể vừa quen thuộc lại vừa làm người ta mê muội. Hắn lập tức đẩy ngã Vệ Tân lên sofa, liền muốn cởi chiếc quần của Vệ Tân. Điện thoại rất là không đúng lúc vang lên. Nếu điện báo bình thường, Hạ Tưởng khẳng định không tiếp, nhưng hắn cài đặt tiếng chuông đặc thù cho những số điện thoại, đều là điện báo của nhân vật trọng yếu, nhất là tiếng chuông điện báo, Hoan Nhạc Tụng, vừa nghe liền biết là điện thoại của Lịch Phi. Lãnh đạo, Dương Minh đều về nước rồi. Lịch Phi hưng phấn tột cùng. Dương Minh là nhân vật mấu chốt nhất trong vụ án Tiêu Điện, tức là nói, ngọn lửa lớn rốt cục đã đốt tới người Cổ Hướng Quốc. Chương 882, phạm sai lầm, mưa gió mãnh liệt. Tin tức tốt, tin tức cực tốt. Dương Minh là chính là nhân vật mấu chốt nhất trong vụ án Tiêu Điện, y không chính miệng nhận tội, vụ án Tiêu Điện sẽ không thể triệt để lật lại bản án. Dương Minh thuận lợi điều về nước, tương đương với việc cuối cùng đã mở ra cánh cửa hủy diệt Cổ Hướng Quốc. Hạ Tưởng rất rõ Cổ Hướng Quốc ở trong vụ án Tiêu Điện được vùi lấp rất sâu. Dương Minh có thể thuận lợi điều về, vẫn là được hưởng lợi từ nhân duyên của Liên Nhược Hạm trong xã hội tầng cao bên Mỹ, nếu không, với sự ngạo mạn của Mỹ, tùy tiện viện một cớ tị nạn chính trị thì đã có thể cho Dương Minh ở lại, rất có khả năng kéo dài tới 8 năm 10 năm. May thay công ty Liên Nhược Hạm tại Mỹ có đủ lực ảnh hưởng, hơn nữa giúp đỡ một thượng nghị sĩ tranh cử, cuối cùng thông được lộ tuyến tầng trên. Bên trong chính trị nước Mỹ, cũng chưa bao giờ thiếu thế công tiền tài và ân tình. Dương Minh điều về là chuyện lớn, Hạ Tưởng liền muốn lập tức xuất phát đi tiếp ứng một chút, chính mắt nhìn thấy Dương Minh hắn mới yên tâm. Vệ Tân nhìn ra Hạ Tưởng có chuyện quan trọng cần làm, liền xấu hổ mặc quần áo vào, dịu dàng nói. Em bỗng nhiên có chút không khỏe, hôm nay sẽ không cho anh. Anh có việc làm cho xong trước đi, em ngủ trước đây. Hạ Tưởng biết rằng Vệ Tân là cho hắn bậc thang để xuống, liền kéo cô vào trong ngực, dùng sức ôm chặt lấy. Nghỉ ngơi cho tốt, một ngày nào đó em sẽ là người phụ nữ của anh. Một câu rất mạnh mẽ, rất hống hách, trực tiếp khắc sâu vào trong lòng Vệ Tân, khiến cô mềm nhũn ra. Đợi Hạ Tưởng đi được một lúc lâu, cô vẫn còn ngẩn ngơ ngồi tại chỗ chưa động, giống như ngây dại, vẻ mặt mê muội. Vệ Tân mở nước tắm, làn nước ấm áp lướt qua làn da trẻ trung trơn mượt của cô. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng sóng ngọt ngào vô tận. Nhìn cơ thể trẻ trung và xinh đẹp trong gương, tôi thấy mà ngậm ngùi, không chỗ nào không tinh tế, không chỗ nào không hoàn mỹ, đàn hồi, mịn màng, trắng nõn, ngọn đèn vừa chiếu rọi, toát ra vẻ tinh túy và ánh sáng chói lọi của một người con gái hơn 20.
Cả đời phụ nữ, chỉ đơn giản ao ước có được một người yêu. Trong lòng cô, phú quý và quyền lực đều là mây khói, chỉ có ở cùng một chỗ với người mình yêu, dù chỉ có một ngày, cũng là vĩnh hằng. Tâm tư Vệ Tân, Hạ Tưởng không thể biết hết toàn bộ, cũng có thể biết đại khái. Trên đời này, không ai có thể hiểu rõ nỗi bi thương và sự dịu dàng của Vệ Tân hơn hắn, cũng không có một ai rõ hơn hắn, tình yêu của Vệ Tân là quyến luyến, bịn dịn như thế nào. Tuy nhiên lúc này, hắn không còn lòng dạ nào dây vào gút mắc cảm tình giữa nam và nữ, cùng Lịch Phi gặp mặt, tìm hiểu tỉ mỉ sự tình trải qua, sau khi biết hết thảy đều thuận lợi, cuối cùng mới yên tâm. Buổi tối hơn 10 giờ, sân bay quốc tế Bắc Kinh, Dương Minh bị điều về nước, Ủ Dũ bị anh Thành dẫn người áp tải lên xe cảnh sát của thành phố Lang, trong đêm chạy về thành phố Lang. Lúc này, Hạ Tưởng và Lịch Phi vẫn còn ở cục công an thành phố trấn thủ. Bắc Kinh cách thành phố Lang chỉ không đến một giờ lộ trình, là một mắt xích mấu chốt nhất trong vụ án Tiêu Điện, điều về Dương Minh, Hạ Tưởng đã ở phía sau màn làm rất nhiều công tác, cũng khiến Liên Nhược Hàm hy sinh không ít thời gian quý giá. Hiện tại chỉ kém một bước là có thể thuận lợi chuyển giao đến thành phố Lang, vì Sơn Cửu nhận bất năng công quy nhất quỹ, núi đã đắp cao đến thế, không thể thiếu sọt đất cuối cùng mà sôi hỏng bỏng không. Anh Thành sau khi xuất phát, cùng Lịch Phi ước định mỗi 5 phút đồng hồ báo cáo tình hình một lần, trong nửa giờ, hết thảy bình thường, lúc này đoàn xe đã ra khỏi địa giới Bắc Kinh, tiến nhập phạm vi quản hạt của thành phố Lang. Trên đường cao tốc từ Bắc Kinh tới thành phố Lang, có một cầu vượt bắt ngang qua đường cao tốc. Trước kia thường xuyên có thiếu niên hư hỏng đứng ở trên cầu ném đá xuống những chiếc xe qua lại phía dưới, từng tạo thành thảm án hủy xe chết người nghiêm trọng, nơi đây bởi vì lộ trình hình tam giác, đã được các tài xế lái xe tưởng tượng mà xưng là tam giác đen chết chóc. Tốc độ xe trên đường cao tốc bình thường trong khoảng 120 km, trực diện nhận lấy một hòn đá lớn bằng đầu ngón cái, thì đủ có khả năng xuyên qua lớp kính thủy tinh, đánh trúng người lái xe xỉu tại chỗ. Nhưng sự kiện ném đá thông thường chỉ xảy ra vào ban ngày, buổi tối rất ít khi có tình huống cùng loại phát sinh, anh Thành dưới sự hưng phấn chỉ lo vội vàng mà chạy, liền quên dặn dò đoàn xe khi đi ngang qua đen tam giác phải giảm tốc độ. Không ngờ, đột nhiên đã xảy ra chuyện. Đoàn xe áp giải Dương Minh tổng cộng có 5 chiếc, Dương Minh ngồi một chiếc ở giữa, do anh Thành đích thân đi cùng. 5 chiếc xe, tổng cộng 15 cảnh sát, có thể nói thanh thế lớn, canh gác nghiêm ngặt. Đều là thủ hạ được anh Thành tin tưởng, cũng có thể nói tất cả đều là tinh anh của Cục Công an thành phố Lang. 5 chiếc xe theo hàng một nối đuôi nhau, cách nhau khoảng 200 mét, anh Thành ngồi ở vị trí lái phụ, đang cùng Hạ Tưởng trò chuyện, nói là tất cả đều bình thường, vừa dứt lời, chợt nghe phía trước truyền đến một âm thanh vang dội, tiếp theo sau chính là âm thanh phanh xe chói tai, ngay tại lúc anh Thành hoàn hồn nhìn lại, thì một tiếng vang va chạm cực lớn truyền đến. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Anh Thành kinh hãi, trong ánh sáng đèn xe lập lòe, không kịp dặn lái xe khẩn cấp né tránh, liền trơ mắt nhìn đuôi sau của ô tô phía trước càng ngày càng gần. Theo sau một tiếng, rầm, long trời lở đất truyền đến, một quán tính thật lớn khiến anh Thành bổ nhào về phía trước, đầu đánh vào trên đồng hồ đo, lập tức máu chảy đầy đầu. Còn chưa xong, xe sau cũng thu thế không được, hung hăng mà đuổi theo đuôi, lại đem xe anh Thành đẩy về phía trước hơn 10 thước. 5 chiếc xe liên hoàn đụng nhau. Tiếng va đập không dứt bên tai, hiện trường lại càng vô cùng thê thảm. Sau khi tất cả bình ổn lại, anh Thành mặt đầy máu tươi cũng không kịp lo lau chùi, quay đầu nhìn lại, Dương Minh đã hôn mê, hai cảnh sát ngồi cùng y cũng là một người trọng thương, một người bị thương nhẹ. Anh Thành còn đỡ, may mắn có buộc đai an toàn, nếu không phỏng chừng cũng xong đời. Phần ngực vừa hít vào liền đau ê ẩm, hẳn là xương sườn đã gãy. Ông ta cắn răng đẩy cửa xe ra. Bên trong màn đêm nhìn không được rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy được 5 chiếc ô tô dồn cục một chỗ, đã không còn ra bộ dáng, chiếc ô tô đầu tiên nhất là thảm nhất, xe 3 thùng bị đụng đến nổi còn được 2 thùng, cảnh sát bên trong phòng chừng giữ nhiều lành ít. Cố nén lửa giận trong lồng ngực, anh Thành biết, hơn phân nửa bị người đánh lén, cũng là ông ta sơ sẩy lơ là, đã quên một là giảm tốc độ, hai là đem đoàn xe cách xa nhau chút, hiện tại hối hận cũng không thể cứu vãn. Ông ta vội vàng lớn tiếng triệu tập cảnh sát còn có thể hoạt động, phong tỏa hiện trường, thông báo Cục Công an thành phố, đồng thời tự mình cứu hộ. Sự tình phát sinh cùng suy đoán của anh Thành rất giống nhau, chiếc xe cảnh sát đầu tiên nhất bị 3 hòn đá ném trúng, trong đó một viên trực tiếp xuyên qua kính chắn gió, đánh vào trên má trái của người lái xe, hơn nữa rất không may, đã cắt đứt động mạch của người lái xe.
người lái xe nửa bên mặt chìm bên trong vũng máu, khuôn mặt trẻ trung của anh ta có sợ hãi có không cam lòng, mọi người ba chân bốn cẳng mà giúp anh ta cầm máu, chỉ tiếc, máu vẫn như cũ cứ chảy mãi không dừng, lúc này anh ta là không xong rồi. Anh ta mới 25 tuổi, đúng là tuổi trẻ phơi phới, hơn nữa tính cuối năm kết hôn, cuộc đời của anh ta đang sắp bước sang trang mới, ai có thể dự đoán được lại chết như thế này. Anh thành cả đời làm cảnh sát, cũng gặp biết bao sinh ly tử biệt, cũng có đồng sự cùng ông ta thân như tay với chân bị kẻ thù một đao đâm trúng chỗ yếu hại, thời khắc bi thương chết trong lòng ông ta, lúc ấy ông ta chỉ có lòng căm phẫn, không hề chảy một giọt nước mắt. Nhưng hiện tại ông ta không cố nén, ôm người lái xe trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Lái xe tên là Vương Tiểu Lục, một chàng thanh niên diện mạo bình thường cả đời bình thường, nhưng anh ta ở thời khắc cuối cùng của cuộc sống, nói một câu khiến mọi người ở đây đều phải biến đổi sắc mặt. Sếp anh, tôi có thể chết trong lúc chấp hành nhiệm vụ, có được xem là anh hùng không? Được. Anh Thành chắc như đinh đóng cột mà trả lời Vương Tiểu Lục. Cậu chính là người anh hùng đáng kính trọng nhất trong lòng tôi. Vương Tiểu Lục đã không còn hồi âm, máu anh ta đã chảy cạn, thân thể đang lạnh dần. Xe đầu tổn thất thê thảm và nghiêm trọng nhất, tử vong tại chỗ hai người, trọng thương một người. Sau anh Thành từ trong miệng cảnh sát cứu giúp biết được, trong nháy mắt bị đánh trúng, Vương Tiểu Lục cố nén đau đớn, liều chết đem xe chuyển phương hướng, cứu được hơn phân nửa thân xe, nếu không phía sau đụng liên hoàn như thế thì tổn thất sẽ càng thêm thê thảm và nghiêm trọng, nói không chừng còn có thể ngay tại chỗ chết thêm mấy người. Nhưng là đúng là Vương Tiểu Lục liều chết lách khỏi, đầu xe đụng mạnh vào chân cầu, mới dẫn đến anh ta và phụ lái bị chấn thương nội tạng toàn bộ, hy sinh thân mình, nhờ vậy khiến tổn thất đụng liên hoàn hàng của xe sau giảm tới mức thấp nhất. Anh ta hoàn toàn xứng đáng là anh hùng. Bởi vì cầu vượt cách đường cao tốc có độ cao nhất định, muốn nhảy lên đuổi bắt hung thủ có khó khăn nhất định, chủ yếu cũng là 15 cảnh sát, chết có bị thương có, trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Một chiêu thật cao minh, anh Thành trong lòng lửa giận hừng hực, đồng thời, lại rơi vào trong sự tự trách sâu sắc. Nếu ông ta cẩn thận một chút, cũng sẽ không tạo thành thảm án trọng đại như thế. Tuy rằng nói cũng là đối thủ rất ác độc, thủ đoạn làm cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng bên trong là có nhân tố ông ta sơ suất. Anh Thành máu tươi đầy mặt, khuôn mặt dữ tợn, cố nén lửa giận, chỉ huy lục soát hiện trường. Không cần nghĩ ông ta cũng biết người âm thầm hạ độc thủ là ai, nhưng đối thủ cao minh ở chỗ không hề lưu lại một chút chứng cứ nào, đêm hôm khuya khoắt, người cũng đã sớm chạy xa, nhưng không thể cứ như vậy là xong, trời sáng liền lập tức triệu tập rất nhiều nhân sự, tại các thôn trang trong vòng 10 km xung quanh cầu vượt. Nhất loạt điều tra, nhất định phải tìm ra thủ phạm, lấy lại công đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tin tức truyền tới Cục Công an thành phố Lang, Hạ Tưởng và Lịch Phi đang trong chờ đợi, sau khi nghe được, lúc này lập tức giận dữ. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý rằng đêm đã khuya, lập tức hướng Ngả Thành Văn báo cáo tình hình. Ngả Thành Văn có thói quen ngủ sớm, y vừa mới chìm vào giấc ngủ thì đã bị đánh thức, có chút không kiên nhẫn. Vừa thấy là điện thoại Cục Công an thành phố, cũng không nghĩ tới là Hạ Tưởng, liền tức giận nói. Sự tình gì mà nửa đêm gọi điện thoại tới, còn cho người khác nghỉ ngơi hay không? Bí thư Ngả, xảy ra chút bất trắc. Hạ Tưởng giọng điệu rất bi thương. Không vui mà nói, sẽ có 2-3 cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ. Xảy ra chuyện gì? Ngả Thành Văn lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ toàn bộ mất tăm, lập tức rời giường. Hạ Tưởng. Mau nói rõ. Nghe xong Hạ Tưởng báo cáo, Ngả Thành Văn cũng là nổi giận đùng đùng. Quá kiêu ngạo, thật quá đáng. Tôi sẽ lập tức tới Cục Công an thành phố. Lập tức điều động nhân sự tiến đến trợ giúp, phải bảo đảm an toàn cho công an cảnh sát hiện trường. Lại đột nhiên dừng lại, y lại không phải không có ám chỉ mà cường điệu một câu. Tạm thời lúc này không nên kinh động thị trưởng cổ. Hạ Tưởng hiểu ngụ ý của Ngả Thành Văn. Hành động này chứng minh sự chán ghét của Ngả Thành Văn đối với Cổ Hướng Quốc, đã tới đỉnh rồi. Một loạt mệnh lệnh truyền đạt xuống, biểu lý cũng bị gọi tới Cục Công an thành phố, Lộ Hồng Chiêm là một lãnh đạo Cục Công an thành phố tới sau cùng nhất, thời điểm y đi vào, Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng đã bố trí xong, cơ bản không có chuyện của y. Lộ Hồng Chiêm trên thực tế là từ trên giường của Doãn Chi Bình bị người kéo tới đây, Cục Công an thành phố có chuyện lớn xảy ra. Không thông báo Cổ Hướng Quốc còn miễn cưỡng nói được, không thông báo nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố thì rất không phù hợp quy củ, bởi vậy biểu lý vẫn là cho người liên hệ Lộ Hồng Chiêm.
Thời điểm thông báo, không trực tiếp nói cho Lộ Hồng Chiêm là chuyện gì, Lộ Hồng Chiêm cũng không cam chịu gì mấy, lề mề hết nửa ngày mới đến cục công an thành phố. Vừa đến cục công an thành phố, vừa thấy tư thế trông gà hóa quốc, đầu óc y bỗng chốc ngu muội. Sau khi biết được sự tình trải qua, Lộ Hồng Chiêm sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững, vội không ngừng mạnh mẽ lên án độc thủ phía sau, cũng cho thấy y trong sạch. Trên thực tế sự kiện lần này thật đúng là không quan hệ tới y, y gần đây rất mê Doãn Chi Bình, chìm đắm trong dịu dàng không thể tự kiềm chế, không lòng dạ nào lo đến công tác của cục công an thành phố, mấy lần từ chối khéo lời mời cùng bàn kế hoạch lớn của Cổ Hướng Quốc. Lộ Hồng Chiêm cũng là người hiểu biết, cũng biết ngay tức khắc cùng Cổ Hướng Quốc phân rõ giới hạn là không có khả năng, nhưng y cũng nhạy bén phát hiện dấu hiệu Cổ Hướng Quốc có khả năng phải rơi đài, hơn nữa quả thật cũng bị Hạ Tưởng chèn ép đến sợ. Lại có ký thác mới, lòng dạ không còn cao, dưới nhân tố tổng hợp của mấy phương diện, y ở trong cuộc so chiêu cuối cùng của Hạ Tường và Cổ Hướng Quốc, không có ra sức lực gì mấy. Cũng khiến cho Cổ Hướng Quốc đối với y vô cùng bất mãn. Bất mãn thì bất mãn đi, bò bò giữ mình mới là sách lược tốt nhất, hơn nữa Lộ Hồng Chiêm hiện tại quả thật hơi nản lòng thoái chí. Mặt khác cũng là bởi vì Doãn Chi Bình quá quấn vào người, đều nói sự dịu dàng làm mềm lòng anh hùng. Lộ Hồng Chiêm không phải anh hùng, cũng là đàn ông có nhu cầu bình thường, y không cho rằng lựa chọn trước mắt của y có gì không ổn. Thấy trận thế không đúng, Lộ Hồng Chiêm sau khi tới cục công an thành phố, trước bày tỏ mình trong sạch, rồi không hề nhắc tới sự tình thông báo Cổ Hướng Quốc, y liền biết, Cổ Hướng Quốc đã bị gạt ra ngoài lề, y không cần phải tiếp tục tự làm mình mất mặt. Nhưng rốt cuộc là tay chân của ai? Lộ Hồng Chiêm trong lòng cũng đang thầm nhủ, là Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần. Hay là hậu trường của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh. Khi hừng đông, quân tiếp viện của cục công an thành phố đem 5 chiếc xe cảnh sát cùng với 7-8 cảnh sát bị thương toàn bộ đưa trở về thành phố Lang, trị liệu thì đưa trị liệu, về đơn vị thì trở về đơn vị, mấy cảnh sát bị thương nhẹ nói sao cũng không chịu nằm viện, vết thương nhẹ không sao cả, yêu cầu lập tức tới các thôn trang dọc tuyến sắp xếp điều tra, truy tìm hung thủ. Lần này không ngờ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, sau khi kiểm kê, tại chỗ tử vong 2 người, trọng thương 5 người, bị thương nhẹ 7 người, gần như mỗi người đều có trong danh sách. Anh Thành vẫn luôn đi đầu không chịu đi trị thương, cuối cùng sau khi chịu đựng đến thành phố Lang, mặt đầy máu hướng Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng báo cáo tình hình, còn chưa nói xong liền miệng phun máu tươi hôn mê tại chỗ. Ngả Thành Văn đến thành phố Lang thời gian không ngắn, lần đầu tiên bị cảm động mà chảy nước mắt, tự mình giúp đỡ anh Thành đưa ông ta tới bệnh viện. Toàn bộ cục công an thành phố đều phẫn nộ, đến cả Lộ Hồng Chiêm cũng đã khơi dậy cơn tức, tự mình mang đội đi tới ven đường điều tra. Nhưng bởi vì ven đường có mười mấy thôn trang, có thuộc về thành phố Lang, có thuộc về Bắc Kinh, do cục công an thành phố Lang ra mặt cùng cục công an thành phố Bắc Kinh phối hợp, lập tức đạt được hưởng ứng tích cực từ bên Bắc Kinh. Lộ Hồng Chiêm và Lịch Phi cùng nhau xuất phát đi điều tra tìm chứng cứ, lại liên hợp với cảnh sát Bắc Kinh, phối hợp hành động. Hơn 8 giờ. Cổ Hướng Quốc mới nhận được tin tức, biết cục công an thành phố xảy ra chuyện lớn, liền chạy tới cục công an thành phố. Khi nhìn thấy Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng đều bị thâm quần mắt, vẻ mặt mỏi mệt, liền biết bọn họ cả đêm không ngủ, rồi chú ý tới ánh mắt không thân thiện và thái độ xa cách của hầu hết người trong cục công an thành phố đối với y, y liền biết, y đã bị gạt qua một bên. Một thị trưởng bị gạt qua một bên là sự tình rất đáng buồn, Cổ Hướng Quốc trong lòng rất không thoải mái. Không thoải mái cũng không có cách nào, đến cả Ngả Thành Văn đối với y cũng là thái độ thản nhiên, chỉ nói vài câu, Ngả Thành Văn liền đề nghị lập tức mời dự họp hội nghị thảo luận khẩn cấp, Cổ Hướng Quốc không có lý do gì phản đối. Vừa vào làm, tin tức về cảnh sát thành phố Lang bị tập kích liền truyền khắp thành phố Lang, huyên náo đến toàn thành đều biết. Trước kia, thị dân thành phố Lang đối với cảnh sát không có ấn tượng gì tốt, cho rằng cảnh sát đều là ô dù của thế lực đen ác. Nhưng sự kiện lần này lan truyền rộng ra, lời chăn chối trước khi chết muốn trở thành anh hùng của Vương Tiểu Lục được người có lòng cố ý truyền bá, khiến cho ấn tượng của thị dân đối với cảnh sát thay đổi rất nhiều, không ít người tự phát tới bệnh viện thăm hỏi cảnh sát bị thương. Ngoại trừ cảnh sát bị thương, Dương Minh cũng bị thương không nhẹ, còn đang hôn mê bất tỉnh. Đối thủ ra tay, không hề quan tâm đến sự sống chết của Dương Minh, có thể thấy được cũng đang trong tình trạng rối loạn, muốn được ăn cả ngã về không. Cũng may theo bác sĩ nói, Dương Minh thương thế không mấy nghiêm trọng, mà hai cảnh sát bên cạnh Dương Minh lại không may mắn như vậy, nội tạng xuất huyết, còn gãy xương, phỏng chừng phải nằm viện rất lâu.
bởi vì vào thời khắc mấu chốt, hai cảnh sát đều xá mình không lo sống chết che chắn cho Dương Minh ở dưới thân, bảo vệ Dương Minh. Hội nghị thành ủy khẩn cấp nhất trí thông qua quyết nghị, đối với công an cảnh sát bị thương tỏ vẻ an ủi, và yêu cầu Cục Công an thành phố thiết thực làm tốt công tác trấn an và khắc phục hậu quả. Đối với nhân viên cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, toàn thành phố thông báo khen ngợi, đồng thời ủng hộ Cục Công an thành phố hướng Sở Công an tỉnh đưa đơn đề nghị công nhận đồng chí Vương Tiểu Lục là anh hùng gương mẫu của hệ thống công an cả nước. Cổ Hướng Quốc không hề đề xuất bất cứ dị nghị gì, ủng hộ toàn diện, từ đầu đến cuối không nói chuyện gì nhiều, biểu hiện của y rơi vào trong mắt của người có lòng, thì càng có thêm nhiều phỏng đoán. Cũng có người cẩn thận phát hiện, dường như chỉ trong nháy mắt, Cổ Hướng Quốc đã già đi rất nhiều, thần sắc cô đơn, ánh mắt trống rỗng, hồn bay phách lạc. Hạ Tưởng cũng đem hành động của Cổ Hướng Quốc thu hết vào mắt, trong lòng không biết là khinh miệt hay là tiếc hận. Sự kiện xe cảnh sát, có phải Cổ Hướng Quốc âm thầm sai khiến hay không đã không còn quan trọng nữa, Dương Minh không chết, Dương Phục khiếp sợ, tin rằng Dương Phục đã tỉnh táo mà thấy được một thực tế ác liệt, là có người không muốn để cho Dương Minh mở miệng, muốn giết người bịt miệng. Tin rằng sau sự kiện lần này, Dương Minh một khi tỉnh lại, công tác thẩm vấn sẽ không cần tốn nhiều công sức, chẳng những chân tướng vụ án Tiêu Điện sắp được rõ ràng, e là còn có thể liên lụy đến rất nhiều sự tình ám muội phía sau Cổ Hướng Quốc. Cho nên có phải Cổ Hướng Quốc gây nên hay không đã không còn trọng yếu, Dương gia khẳng định cho rằng chính là Cổ Hướng Quốc hạ độc thủ. Cổ Hướng Quốc ủ rũ cũng có thể lý giải, y khẳng định cũng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng. Ngày hôm sau, lại có một tin tức mật thông qua con đường không chính quy truyền đến thành ủy thành phố Lang, trên một hội nghị kinh tế trong nội bộ Trung ương, lãnh đạo Trung ương không chỉ đích danh mà phê bình chính sách kinh tế của tỉnh Yến quá mức bảo thủ, không đủ mạnh dạn, bước chân quá nhỏ, tỉnh Yến không phù hợp cùng Bắc Kinh xây dựng tạo lập định vị cho vòng tròn kinh tế Bắc Kinh. Lãnh đạo Trung ương phê bình, được không ít lãnh đạo quốc gia tham dự hội nghị công nhận. Tin tức xem ở mặt ngoài có vẻ cùng tình thế của thành phố Lang không có chút quan hệ nào. Nhưng trong lòng Hạ Tưởng rất rõ, là lãnh đạo Trung ương gián tiếp tỏ vẻ bất mãn đối với Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng vừa mới tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy không lâu, ngay tại hội nghị kinh tế Trung ương, không chỉ đích danh phê bình, mặt mũi mất sạch. Mất mặt vẫn là việc nhỏ, lãnh đạo Trung ương bất mãn thông qua phương thức hội nghị truyền đạt ra ngoài, so với việc trực tiếp ở trong điện thoại mắng chửi Phạm Duệ Hằng một trận còn nghiêm trọng hơn, tương đương là trực tiếp cảnh cáo Phạm Duệ Hằng. Còn có thêm lần sau, thì không còn là hàm xúc phê bình, có khả năng chính là công khai điểm danh. Tỉnh Yến, tiếng gió lại nổi lên. Chương 883, trao đổi điều kiện. Tỉnh Yến từ trước đến nay luôn bảo thủ, theo sát từng bước chân của Trung ương. Bị lãnh đạo Trung ương không chỉ đích danh phê bình, toàn bộ tỉnh ủy đều rơi vào cảnh đoán giả đoán N-on và hoang mang sợ hãi. Biểu hiện của Phạm Duệ Hằng như thế nào, Hạ Tưởng không tận mắt nhìn thấy. Chỉ là nghe Trịnh Quan Quần kể lại Trịnh Quan Quần vẫn đảm nhiệm chức phó trưởng ban thường trực ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, khả năng được thăng chức không cao. Đích đến tốt nhất của y chính là được đảm nhiệm chức thị trưởng hoặc bí thư thành ủy một nhiệm kỳ, nhưng cơ hội cũng rất xa vời, tất cả đều phải chờ thời cơ. Y nói là bí thư Phạm cả ngày không đi làm, cũng không biết đi đâu, không ai có thể liên lạc được, thiếu chút nữa khiến cả tỉnh ủy náo loạn, cho rằng bí thư tỉnh ủy mất tích. Đường đi nước bước sau này của Phạm Duệ Hằng như thế nào, tỉnh Yến sẽ đối phó ra sao, Hạ Tưởng cũng chẳng muốn suy nghĩ. Tiếp theo đây hắn phải đến bữa tiệc của Nga Ni Trần, đây là lần cuối cùng nói chuyện trực tiếp với Nga Ni Trần. Cuộc đối thoại này sẽ như thế nào nhỉ? Việc đánh lén cảnh sát có sự can thiệp của Nga Ni Trần trong đó hay không, nên nói là chẳng cần phải nghĩ. Quan hệ giữa Nga Ni Trần và Cổ Hướng Quốc khăng khít bền chặt, y chắc chắn sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ Cổ Hướng Quốc. Hơn nữa y từ trước đến nay vẫn luôn có thói ngấm ngầm dở thủ đoạn. Hạ Tưởng tới kinh thiên cư của Nga Ni Trần rất đúng giờ, dưới sự đón tiếp của Nga Ni Trần, thong thả đi từng bước vào căn phòng số một chữ Thiên. Trong khoảnh khắc dường như lại trở về lần đầu tiên tới thành phố Lang, nhớ tới nỗi kinh ngạc khi nghe tới căn phòng số một chữ Thiên này. Giờ đây đã bao lần ra vào căn phòng này, lại giao đấu với Nga Ni Trần không chỉ ít lần, hắn không khỏi có muôn vàn cảm xúc. Căn phòng số một chữ Thiên chẳng qua chỉ là một trò hề lừa bịp người khác mà thôi. Bởi vì Thụy Căn không phải là nhân vật trung tâm của thành phố Lang, chỉ là một chiêu bài của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần, nói cách khác đó là cách để hòa hoãn của hai người đó. Nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu được một điểm, Thụy Căn cũng không đơn giản như bề ngoài.
y càng không chịu để bị Cổ Hướng Quốc và Nga Ni Trần điều khiển, chắc chắn cũng để lại chuẩn bị ở sau, hơn nữa chuẩn bị ở sau và Thu Hải Đường lại có mối quan hệ được che giấu kín kẽ. Rốt cuộc trong Thu Hải Đường đang che giấu bí mật gì? Hạ Tưởng gần đây chưa có thời gian để tìm hiểu, tuy nhiên hắn mơ hồ cảm thấy, cùng với việc Cổ Hướng Quốc bị thất thế, bí mật của Thu Hải Đường cũng sắp được đưa ra ánh sáng. Hạ Tưởng và Nga Ni Trần khách khí mà bắt tay, thấy trong phòng chỉ có hai người là hắn và Nga Ni Trần, không thấy Hoa Nhài vàng, bạc, trong lòng đoán rằng chủ đề hôm nay không hợp với ca ân trẻ. Có điều để làm bầu không khí thêm dễ chịu, Hạ Tưởng vẫn cứ cười hỏi một câu. Sao hôm nay lại không thấy Trần Mạt Trần Lì? Không biết tại sao mà sắc mặt Nga Ni Trần hơi có phần thay đổi, rất nhanh liền trở lại bình thường. Hai đứa nó đi thăm mộ mẹ rồi. Sau khi vợ qua đời, Nga Ni Trần vẫn chưa từng tái hôn, điều này Hạ Tưởng cũng biết. Nhưng việc vợ Nga Ni Trần vì lý do gì mà chết thì hắn lại không biết. Nhưng hôm nay không phải là lúc để đoán mò, càng không phải đến để nói chuyện gia đình, y liền không nhắc lại, chính là muốn trực tiếp chuyển khỏi chủ đề này. Không ngờ Nga Ni Trần dường như nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt bi thương, giơ cao ly rượu trong tay, sau đó vẽ nửa vòng trên mặt đất. Tưởng nhớ người vợ đã khuất của tôi một chút, xin Phó Thị trưởng Hạ đừng chê cười. Hạ Tưởng từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng nên tôn trọng người chết, cũng làm như thế mà kính một ly. Sao lại thế được, Chủ tịch Trần sống có tình có nghĩa, khiến người ta tôn trọng. Nga Ni Trần vẻ mặt đau buồn. Tôi muốn kể một câu chuyện, không biết Phó Thị trưởng Hạ có hứng để nghe một chút không? Nga Ni Trần chắc chắn không thể nói những chuyện tào lao. Y có chuyện muốn nói. Có chuyện muốn kể, Hạ Tưởng cũng không có ý kiến gì, giơ tay tỏ ý, xin cứ tự nhiên. Nga Ni Trần uống hết ly rượu. Tôi và vợ là Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên ở một sơn thôn. Sau khi lớn lên, tôi đi làm ăn buôn bán, cô ấy ở nhà đợi tôi. Đợi tôi suốt 5 năm đằng đẵng, đợi đến khi tôi quay về cưới cô ấy thì mới biết, người trong nhà đã mấy lần ép cô ấy lấy chồng, cô ấy đều không nghe, còn bị cha đánh cho chóc da chóc thịt. Cô ấy là một người phụ nữ tốt biết bao, chỉ vì một lời hứa hẹn mà đã chịu bao khổ cực uất ức. Tôi tổ chức cho cô ấy một đám cưới nở mày nở mặt, cũng dành cho nhà cô ấy một sính lễ hậu hĩnh. Đến ngày thứ ba sau hôn lễ, tôi đã đưa cô ấy rời xa sơn thôn vào thành phố. Vài ngày sau, cha cô ấy khi lên núi đã bị ngã gãy chân. Nói đến đây, Nga Ni Trần hơi dừng lại, tia hung ác trong mắt chợt lóe lên, khiến Hạ Tưởng hiểu được một điều. Nga Ni Trần kẻ độc địa tàn nhẫn còn thù hằn cả cha vợ, đến cả cha vợ cũng không buông tha, thật là ác độc. Phó Thị trưởng Hạ đoán đúng rồi, khi còn trẻ, tôi là người bụng dạ hẹp hòi, hay thù vặt. Nga Ni Trần cũng là có một mặt ngang ngược, thẳng thắn mà thừa nhận. Chỉ cần làm người tôi yêu tổn thương, bất kể là ai tôi cũng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Nhưng bây giờ cũng đã lớn tuổi, đâu còn cao ngạo như vậy, tính tình cũng dịu đi nhiều. Cũng biết có đôi khi lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng có một người tôi mãi mãi ghi hận trong lòng, ngay cả trong mơ cũng muốn giết chết y bởi y đã hại chết vợ tôi. Nga Ni Trần nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ vô cùng hung dữ. Hạ Tưởng chỉ biết ngoảnh mặt làm thinh, biết rằng đằng sau câu chuyện đó chắc chắn Nga Ni Trần còn có hàm ý sâu xa. Thế nên hắn đến một lời cũng không nói, chỉ nghe chuyện. Hắn cũng hiểu rõ, về quá khứ của Nga Ni Trần. Có lẽ ngay tức khắc sẽ hé lộ rất nhiều bí mật. Nga Ni Trần tiếp tục nói. Kẻ hại chết vợ tôi là một đối thủ kinh doanh. Hồi đó y ở thành phố Tân, sau đó nhắm chúng ưu thế địa lý của thành phố Lang liền tới thành phố Lang đầu tư. Y cậy có hậu thuẫn vững chắc, khả năng hùng hậu, không nói đến việc chèn ép tôi trên nhiều lĩnh vực, còn trêu ghẹo cả vợ tôi. Có một lần sau khi uống rượu lại vô lễ với vợ tôi, bị vợ tôi phản ứng lại, cào sướt mặt. Kết quả là trong cơn giận dữ không ngờ y lại thuê người đâm chết cô ấy. Đôi mắt Nga Ni Trần đã ươn ướt, cố nén không để nước mắt tuôn ra nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi. Y cũng không lau, ngẩng mặt lên, để cho nước mắt chảy dài. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, đó chỉ là chưa chạm tới chỗ đau đớn mà thôi. Hạ Tưởng cũng rất xúc động trước những giọt nước mắt của Nga Ni Trần. Nhân tính đều có một mặt phức tạp, Nga Ni Trần lòng lang dạ sói. Không chút nương tay với người khác nhưng hóa ra cũng đã từng có một quá khứ đau thương, hơn nữa còn có một người vợ khiến y yêu thương sâu sắc. Hình tượng Nga Ni Trần trong mắt Hạ Tưởng lần đầu tiên hiện lên đầy đủ. Y không chỉ là một kẻ có dã tâm tung hoành ngang dọc cả chính lẫn tà,
mà cũng là một người bình thường có một mặt tình cảm dịu dàng. Đúng là dựa vào cuộc nói chuyện lần này với Nga Ni Trần, khiến Hạ Tưởng hiểu rõ thêm về Nga Ni Trần, mới đủ để vào thời khắc quan trọng cuối cùng, hắn mới giơ cao đánh khẽ, để mọi việc có sự chuyển biến không theo hướng xấu đi. Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn suốt 3 năm. 3 năm sau, cuối cùng cũng để tôi nắm được cơ hội, không chút nương tay đánh bại gã trên thương trường, còn tạo ra một tai nạn ô tô. Nhưng điều không ngờ là khi đó y và vợ đều đang ở trong xe, hai người đều mất mạng, để lại một đứa con trai và một đứa con gái không ai chăm sóc. Là mối thù giữa tôi và y, vốn dĩ không nên để liên lụy đến người thân. Tôi đã âm thầm chăm sóc hai đứa con của y, đưa hai đứa ra nước ngoài học, cũng sắp xếp ổn định tiền đồ cho chúng, còn chuẩn bị cho chúng một món tiền tiêu cả đời cũng không hết. Câu chuyện chưa nói hết, Nga Ni Trần đã lấy lại được bình tĩnh, hứng thú hỏi Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, ngài nói xem, tôi là người tốt hay là người xấu? Câu chuyện của Nga Ni Trần là thật hay giả, Hạ Tưởng không có ý kiến, nhưng mục đích của y khi kể chuyện chắc chắn có hàm ý đằng sau. Vì thế với câu hỏi của Nga Ni Trần, hắn cười ha hả đáp. Người tốt hay người xấu không thể chỉ một câu nói có thể khẳng định được. Nhưng trong mắt tôi có một tiêu chuẩn đánh giá đơn giản. Chính là bất kể làm chuyện gì, suy nghĩ muốn giành phần lợi về mình là chuyện rất bình thường, nhưng vừa có lợi cho mình nhưng cũng vừa có lợi cho người khác thì là người tốt. Vì lợi ích của mình mà gây tổn hại cho người khác thì là người xấu. Không vì lợi ích mà cũng làm hại người khác thì là kẻ ác. Nga Ni Trần lắc lắc đầu, không biết là tự giễu, hay là không ủng hộ ý kiến của Hạ Tưởng. Phó thị trưởng Hạ, giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm. Hôm nay tôi mời ngài đến đây, chính là để thể hiện thành ý hóa giải hiểu lầm. Tôi đưa ra 3 điều kiện, hy vọng ngài có thể thận trọng suy xét một chút. Cách làm người của tôi vừa rồi ngài cũng đoán được phần nào, với người thân thì tình nghĩa vô vàn còn với kẻ thù thì không chút nương tay. Vẫn không quên dọa dẫm và nói bóng gió. Hạ Tưởng liền cười, câu chuyện khi nãy của Nga Ni Trần hẳn là thật, những điều để lộ ra cũng là đang nói bóng gió, y là một người có tình nghĩa, yêu ghét rõ ràng, có oán báo oán, có ân báo ân. Hiển nhiên, ví dụ phía trên là để phục vụ cho chủ đề chính phía dưới. Điều kiện thứ nhất là, số tài sản đảm bảo vào khoảng hơn 2 tỷ của tôi ở thành phố Lang có thể nhượng cho ngài 1/3. Chỉ cần là người do ngài chỉ định, tôi sẽ nhường đường vô điều kiện. Hơn nữa còn cung cấp cả tài nguyên. Điều kiện thứ hai là tôi có thể đảm bảo 3 ủy viên thường vụ ở thành ủy thành phố Lang hoàn toàn ủng hộ ngài, để ngài có thể áp chế Cổ Hướng Quốc. Điều kiện thứ ba là tôi có 2 đứa con gái, nhan sắc không dám nói là quốc sắc thiên hương, nhưng ít nhất cũng tương xứng với địa vị của ngài. Tiểu Mạt có thiện cảm với ngài, nếu như ngài đồng ý, tôi cũng không ngại để nó đi theo ngài. Hạ Tưởng thực sự giật mình, Nga Ni Trần thật sự là đã bỏ ra cả vốn gốc. Một khoản tiền vô cùng lớn. Tiền, quyền, phụ nữ, cả 3 đều đầy đủ, suy tính cũng thật chu toàn. Đổi lại là bất kỳ ai cũng nhất định khó tránh khỏi sao động. Người không thích tiền thì sẽ thích quyền, không ham quyền thì sẽ mê tiền. Cho dù là có người không thích tiền mà cũng chẳng ham quyền, thì cũng sẽ khó qua nổi ải mỹ nhân. Nga Ni Trần quả nhiên khôn ngoan, giăng ra một cái bẫy hấp dẫn mọi mặt, người Trần mấy ai có thể vượt qua. Hạ Tưởng chưa từ chối, cũng chưa đồng ý, chỉ không tỏ rõ thái độ mà cười hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đổi lại Chủ tịch Trần muốn có được điều gì? Nga Ni Trần cũng không vòng vo, nói thẳng yêu cầu của y. Tôi không đòi hỏi nhiều. Thứ nhất, việc kinh doanh ở Bắc Kinh không bị ảnh hưởng, việc kinh doanh ở thành phố Lang được yên ổn. Thứ hai, thả anh tôi ra, để anh ấy về quê cũ, bình yên sống những năm cuối đời. Thứ ba, thôi kiến biến khỏi thành phố Lang, vĩnh viễn không được quay trở lại. Nói là đòi hỏi không nhiều, nhưng trên thực tế, ngang với việc yêu cầu Hạ Tưởng hoàn toàn dừng tay, để y ung dung vượt qua khủng hoảng, hơn nữa một lần vất vả mà nhàn hạ mãi mãi để tiêu diệt mối hiểm họa. Tính toán khôn ngoan thật, nếu như Hạ Tưởng đồng ý, sẽ có nghĩa là trói mình trên chiếc chiến xa của Nga Ni Trần. Bề ngoài thì Nga Ni Trần hy sinh một đứa con gái, trên thực tế y hoàn toàn trói chặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sẽ trở thành kẻ bị y khống chế hoàn toàn. Tương đương với bao công sức để nắm được điểm yếu Nga Ni Trần của Hạ Tưởng hoàn toàn bị xóa sạch. Đang thấy có thể ràng buộc y bằng pháp luật, giờ lại thả hổ về rừng. Với trí thông minh của Hạ Tưởng, cắn câu miếng mồi của Nga Ni Trần mới là lạ. Hạ Tưởng cũng không thẳng thừng từ chối mà nhẹ nhàng cười. 3 điều kiện hậu đãi vừa rồi, tôi đều không cần,
nếu như Chủ tịch Trần ưng thuận một điều kiện của tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của ông. Nga Ni Trần khẽ gật đầu. Tôi đang nghe đây. Giao nộp toàn bộ các chứng cứ phạm tội của Cổ Hướng Quốc, ra tòa tố cáo Cổ Hướng Quốc, trả lại cho thành phố Lang một khoảng trời xanh. Nga Ni Trần lập tức biến đổi sắc mặt. Phó thị trưởng Hạ, tôi rất có thành ý, xin ngài đừng nói đùa. Vẻ mặt vốn thản nhiên thờ ơ của Hạ Tưởng bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh lùng cười một tiếng. Có thành ý, Chủ tịch Trần, nếu có thành ý thì không thể hại chết hai cán bộ công an. Nếu có thành ý chắc chắn không thể đến Bắc Kinh gây chuyện. Nếu có thành ý sẽ không đến mức đến bây giờ vẫn chưa dừng tay, còn muốn gây rối loạn trong việc đấu thầu dự án ở thị xã Ngũ Đường. Nếu có thành ý thì sẽ không ngầm sai người nghĩ cách bắt cóc con trai Ngụy Hồng Thanh. Hạ Tưởng liên tiếp hỏi vặn lại, sắc bén mà đánh trúng điểm yếu, khiến Nga Ni Trần lập tức đổ mồ hôi lạnh. Không sai, y quả thật không cam lòng chịu thất bại trong dự án thành kinh đông mới ở thị xã Ngũ Đường, sai người đứng ra tham gia đấu thầu, cố ý gây phiền phức. Còn nữa, y đúng là đã sai người bám theo Ngụy Hồng Thanh một thời gian, có ý bắt cóc con trai Ngụy Hồng Thanh gây chuyện. Chỉ có điều sau khi phía Sơn Occupy đơn phương hủy bỏ hợp đồng đại lý với Trần Đại Đầu, Ngụy Hồng Thanh đã không còn giá trị gì, nên mới không ra tay. Nhưng tất cả mọi hành động đều bị Hạ Tưởng nắm rõ ngọn ngành, vẫn là để y nhìn rõ một sự thật: khả năng khống chế của Hạ Tưởng đối với toàn bộ thành phố Lang giờ đây đã lớn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nga Ni Trần vẫn cứng rắn. Trước khi đi đến thống nhất với Phó Thị trưởng Hạ, chúng ta vẫn cứ ai đi đường nấy. Tôi có sử dụng một vài thủ đoạn cũng là chuyện thường tình, cũng giống như Phó Thị trưởng Hạ, bây giờ chẳng phải cũng đang tìm trăm phương ngàn kế để đẩy tôi vào đường cùng sao. Dù xuất phát điểm là gì đi chăng nữa, nhưng lối nghĩ của tất cả là giống nhau, đều muốn loại bỏ đối phương. Ông nhầm rồi. Hạ Tưởng thấy Nga Ni Trần chẳng những khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, mà còn cả vú lấp miệng em, không khỏi tức giận trong lòng. Xuất phát điểm quyết định xem những hành vi của một người là chính đáng hay không, có đứng trên lập trường chính nghĩa hay không. Ông là vì cái lợi của bản thân mình nên dù những cái cớ ông đưa ra quang minh chính đại đến mức nào, điều ông làm tổn hại chính là lợi ích của số đông người. Tôi là suy nghĩ cho quyền lợi của người dân thành phố Lang, chỉ cần một lý do vì nước vì dân đã đủ để sử dụng sức dân để công kích ông. Nga Ni Trần càng khó để kìm nổi ngọn lửa giận trong lòng. Phó thị trưởng Hạ, nói như vậy, ngài một mực muốn đòi mạng của tôi. Hạ Tưởng một bước cũng không nhường. Ông nhầm rồi, thứ tôi muốn không phải là mạng của ông. Điều tôi muốn làm là bảo vệ để sinh mạng và tài sản nhân dân thành phố Lang không bị đe dọa. Nga Ni Trần đã ngầm thừa nhận trong việc đánh lén cảnh sát có bàn tay của y, thế mà vẫn còn có thể đưa ra lý lẽ hùng hồn như thế cũng khiến Hạ Tưởng càng lúc càng tức giận. Nga Ni Trần thấy Hạ Tưởng đang nổi giận liền vội vàng tiết chế lại vài phần. Phó thị trưởng Hạ đừng giận. Việc tập kích xe cảnh sát tôi không phải là người đưa ra kế hoạch, cũng không phải kẻ thực hiện. Nói một nửa mà không nói hết câu, có nội tình mà không để lộ, y sớm đoán trước được sự việc nhưng vẫn giữ im lặng, cũng phải chịu tội biết việc mà không báo. Tuy nhiên bởi vì lập trường khác biệt, Nga Ni Trần cũng không cho rằng mình đã làm điều gì sai trái. Chuyện trò không hợp ý nhau, Hạ Tưởng cũng không muốn phí lời với Nga Ni Trần nữa. Chủ tịch Trần, tôi chỉ muốn khuyên ông một câu cuối cùng. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, muộn hơn nữa, luật pháp khó bề dung tha. Phó thị trưởng Hạ, nói thì dễ lắm, giống như thị trưởng Cổ, ngài khuyên ông ấy một câu, bây giờ ông ấy liền đồng ý chủ động từ chức thị trưởng sao? Nga Ni Trần cũng không phải người không biết kiềm chế, chỉ sau mấy câu nói đã lại lấy lại được bình tĩnh, dường như có dáng vẻ một người nắm chắc phần thắng. Bây giờ vẫn còn những quân bài chưa lật. Vẫn chưa đến lúc hạ màn để nhận thắng thua. Hạ Tưởng cũng biết rõ, dù là Cổ Hướng Quốc hay Nga Ni Trần, đều là người có hiểu biết, liều lĩnh. Họ cũng đã tung hoành ngang dọc trong quan trường, thương trường mười mấy năm, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không thể chịu thua. Thậm chí đến thời khắc đó vẫn còn liều mạng đọ sức. Người có thể lăn lộn tới những cấp bậc chủ chốt, lại có hậu thuẫn hùng hậu, không ai lại chủ động rút lui. Giống hệt như Nga Ni Trần. Để có thể có được thế lực vĩ đại như ngày hôm nay, trong tay nắm nguồn tài nguyên lớn, luôn cho rằng dù thế nào thì trời cũng không thể sụp xuống được. Người có leo cao hơn nữa cũng có thể có một mặt tầm nhìn hạn hẹp. Cao Thành Tùng năm xưa đã bao giờ nghĩ đến kết cục của y. Tuy nói như vậy, Hạ Tưởng vẫn có phần hơi thất vọng, vì Nga Ni Trần chẳng những cố chấp mà còn bảo thủ,
vốn nghĩ rằng cuộc gặp hôm nay sẽ để y kiềm chế lại, không ngờ, Nga Ni Trần còn muốn mua chuộc hắn. Đã như thế, cuộc nói chuyện hôm nay dừng tại đây. Hạ Tưởng thấy rằng không cần lãng phí thời gian với Nga Ni Trần thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị ra về. Hy vọng lần sau gặp lại, Chủ tịch Trần sẽ hiểu ra được nhiều đạo lý. Xin Phó Thị trưởng Hạ dừng bước. Nga Ni Trần giơ tay ngăn Hạ Tưởng. Tôi còn có một món quà muốn tặng ngài, xin ngài chờ một lát. Hạ Tưởng không khỏi hồ nghi, về cơ bản đã bỏ hết lớp ngụy trang bên ngoài, Nga Ni Trần còn thủ đoạn gì nữa. Cũng may, Nga Ni Trần không để hắn phải đợi lâu, chỉ đợi 2-3 phút, liền nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi gác máy, y vô cùng ung dung nói. Phó Thị trưởng Hạ, tôi vừa nhận được nguồn tin nói rằng Thôi Kiến bệnh nặng phải nhập viện, hình như là ăn phải thứ gì đó không thể tiêu hóa được. Phải thừa nhận, trong nháy mắt, Hạ Tưởng bị chọc giận. Nga Ni Trần kiêu ngạo đến mức đó, ngay trước mặt hắn đầu tiên là ngầm thừa nhận có nhúng tay vào việc đánh lén xe cảnh sát, bây giờ lại gần như trực tiếp thừa nhận ngầm hại Thôi Kiến. Thái độ liều lĩnh và vênh váo không ai bì nổi đã đến mức nào rồi. Hạ Tưởng lạnh lùng cười. Được đấy Nga Ni Trần, mời tôi đến dùng cơm là để giữ chân tôi. Ông đã bố trí cho tôi một màn kịch hay, mánh khóe cũng tài tình thật, có bản lĩnh. Nga Ni Trần cũng không chịu thua kém, cười lạnh một tiếng. Phó Thị trưởng Hạ, để tiêu diệt tôi ngài cũng đã dùng không ít thủ đoạn, mọi người ai cũng như ai, chẳng cần phải chỉ trích nhau làm gì. Hạ Tưởng lắc đầu. Tôi còn tưởng rằng ông có thể biết mình lầm đường lạc lối mà quay đầu lại, hoặc là ít nhất có thể kịp thời dừng lại. Không ngờ ông lại làm mọi việc thêm trầm trọng. Nga Ni Trần, cuối cùng xin khuyên ông một câu, không nghĩ cho mình thì cũng nên vì người thân mà suy nghĩ kỹ một chút. Ra về không vui vẻ gì. Hạ Tưởng và Nguyên Minh Lượng từng có lúc chia tay không vui vẻ gì, cũng từng có xung đột trong việc đàm phán với một số đối thủ, nhưng chưa bao giờ tức giận khó kìm như hôm nay. Nga Ni Trần còn hung hăng càn quấy hơn Cổ Hướng Quốc, đến phút cuối cùng thậm chí còn không ngại giết người bịt miệng, đầu tiên là đánh lén xe cảnh sát. Bây giờ lại là đầu độc, đã điên cuồng đến mất hết lý trí rồi. Hạ Tưởng biết rằng Nga Ni Trần chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, y không như Cổ Hướng Quốc. Cổ Hướng Quốc dù thế nào cũng phải giữ hình tượng bên ngoài, còn y không cần. Hơn nữa y từ trước đến nay đã quen tất cả mọi việc đều đẩy tới đỉnh điểm, hoặc là mua chuộc, hoặc là tiêu diệt, không thích đứng ở giữa. Hạ Tưởng quay lại thành ủy, biết được tin Thôi Kiến ngộ độc thức ăn, đã khẩn cấp đưa tới bệnh viện ở Bắc Kinh cấp cứu. Do điều kiện chữa trị ở thành phố Lang có hạn, không thể giải độc. Hạ Tưởng thực sự đã nổi cơn thịnh nộ, gọi một loạt các cuộc điện thoại, yêu cầu sử dụng toàn bộ mạng lưới điều tra rõ ràng tất cả khoản nợ trong quá khứ của Nga Ni Trần. Được, muốn mạnh tay chứ gì? Vậy thì cùng tính cả nợ mới lẫn nợ cũ, tính cho y một trận tối tăm mặt mũi. Chương 884, hai mặt trái phải. Cuối tháng 8, thành phố Lang mưa triền miên không ngớt. Thành phố Lang không phải là một thành phố mưa nhiều, từ trước đến nay thì mùa hè luôn nóng bức và khô ráo, còn mùa đông thì rét lạnh và khô hanh. Nhưng thời tiết đợt này lại có vẻ khác thường, đang vào mùa hè mà trời mưa dầm liên tục không ngớt, động một chút là trời mưa, thậm chí có trận mưa liên tục trong suốt hai ngày không ngừng nghỉ. Trời mưa dầm kiểu này thì thường không phải là mưa to, mà là mưa phùn. Với thời tiết mưa phùn như thế này thì khí hậu luôn mát mẻ và làm con người ta rất thoải mái. Khi cơm nước no say xong dễ nảy sinh các tư tưởng ham muốn. Bởi vậy, trong những ngày trời mưa liên miên này thì các trung tâm tắm hơi, phòng khiêu vũ cùng các chỗ ăn chơi khác của Nga Ni Trần có nguồn thu kinh doanh cực tốt. Chỉ tiếc là thình lình xảy ra đợt hành động trọng điểm, truy quét tội phạm, diễn ra trong nửa tháng, điều này đã làm bừng tỉnh giấc mộng đẹp của Nga Ni Trần. Từ khi Ngả Thành Văn và Cổ Hướng Quốc nhậm chức tới nay thì thành phố Lang chưa lần nào tổ chức một đợt hành động truy quét tội phạm có thanh thế lớn đến như vậy. Hôm nay, trong buổi họp hội nghị thường vụ, do Phó Chủ tịch Thường trực Hạ Tưởng đề nghị, Bí thư Thành ủy Ngả Thành Văn ủng hộ, Phó Bí thư Thành ủy Trương Anh Tịch, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Lữ Nhất Khả giơ cả hai tay tán thành, cùng với một số các ủy viên thường vụ khác đều nhiệt liệt hưởng ứng. Dưới tình thế như vậy nên thanh âm phản đối của thị trưởng Cổ Hướng Quốc và một số ủy viên thường vụ khác nghe có vẻ rất mong manh, không có chút sức lực nào cả. Cuối cùng, hội nghị thông qua đợt triển khai hành động trọng điểm 15 ngày nhằm truy quét tội phạm trong phạm vi toàn thành phố, mục đích là để loại bỏ mọi điều dơ bẩn của thành phố Lang, trả lại mảnh trời xanh trong cho thành phố.
Chỗ khác biệt với trước đây nửa dấu nửa hở không chịu đề cập đến Nga Ni Trần là, hội nghị thường vụ lần này, đối tượng được nhấn mạnh là trọng điểm đả kích lại là sản nghiệp của Nga Ni Trần. Rốt cuộc, thì Nga Ni Trần đã bị điểm mặt chỉ tên trong hội nghị thường vụ tại thành phố Lang, công khai đưa lên mặt bàn để thảo luận, không còn kiểu sợ bác sĩ mà giấu bệnh. Điều này làm cho rất nhiều người đều thấy rõ một sự thật là tình thế đã tới lúc dương cung bạt kiếm, hoặc nói cách khác là khả năng lên tiếng của hậu trường lớn nhất của Nga Ni Trần tại thành ủy là Cổ Hướng Quốc đã trở nên cực kỳ mong manh. Càng có ý vị sâu xa chính là việc đề nghị đả kích Nga Ni Trần thì lại có được phiếu tán thành của Lộ Hồng Chiêm. Không ít người khi nhìn về phía Cổ Hướng Quốc thì ánh mắt đều tràn ngập vẻ thông cảm và thương xót, thế lớn của Cổ Hướng Quốc đã mất, ngay cả người tùy tùng kiên định nhất của y là Lộ Hồng Chiêm cũng đã đi ngược hướng lại với y. Sao mà Cổ Hướng Quốc lại đi tới nông nỗi như ngày hôm nay? Mặt của Cổ Hướng Quốc không có chút nào thay đổi, đối với sự nghi vấn và khinh thị của mọi người thì y làm như là không thấy. Chỉ có điều, dưới sắc mặt ra vẻ trấn tĩnh đó thì ánh mắt nhiều lúc mơ hồ bất định, điều này làm bại lộ sự dãy giụa và bất lực ở trong nội tâm của y. Thời tiết mưa rầm rề nhiều ngày không cản được sự tò mò và nhiệt tình của mọi người. Bởi vì, tất cả người dân thành phố Lang bỗng ngạc nhiên phát hiện rằng trong các tin tức trên TV có không ít những cảnh quay đầy thâm ý, ví dụ như cảnh thị trưởng Cổ xuất hiện so với trước kia thì thưa hơn rất nhiều. Hơn nữa cho dù xuất hiện thì điệu bộ nói năng chậm rãi của thị trưởng Cổ như trước không còn nữa, mà lúc này vẻ mặt của thị trưởng Cổ đầy nghiêm túc, nói không nhiều lắm, ngôn ngữ điệu bộ cơ thể cũng ít đi, có cảm giác như là một con rối gỗ. Biểu hiện của thị trưởng Cổ thì chỉ những người dân trong thành phố mẫn cảm đối với chính trị mới có thể nhìn ra được, còn đại bộ phận người dân trong thành phố thì lại cảm thấy hứng thú với việc ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật kiêm cục trưởng cục công an Lộ Hồng Chiêm khi nói chuyện trong hội nghị công tác trị an toàn thành phố đã tuyên bố phải triển khai một đợt hành động trọng điểm với quy mô phạm vi toàn thành phố, kiên quyết chống lại các biểu hiện tội phạm. Hơn nữa, ngay sau đó màn hình chợt chiếu hình ảnh một nhóm công an bắt được các cô gái mại dâm. Cũng không biết là do cố ý dàn dựng hay chỉ là ngẫu nhiên mà hình ảnh chiếu rõ kiến trúc kiểu La Mã của nơi vi phạm, đúng là trung tâm tắm hơi nổi tiếng nhất của thành phố Lang tên là Phương Thảo Địa. Ai chẳng biết Phương Thảo Địa là sản nghiệp của Nga Ni Trần. Không ít người có tâm tư liền hiểu được rằng đây là tín hiệu truyền đạt một cách rõ ràng tới toàn bộ nhân dân. Lần hành động truy quét tội phạm này thì trọng điểm đả kích chính là sản nghiệp của Nga Ni Trần. Hoặc nói trắng ra thì đây là chính quyền công khai tuyên chiến với Nga Ni Trần. Lần hành động này thì Hạ Tưởng làm tổng chỉ huy, được Ngả Thành Văn trao quyền nên toàn bộ các hành động của Lộ Hồng Chiêm đều phải báo cáo lên Hạ Tưởng. Ngồi ngay ngắn trong văn phòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lúc này thì trời mưa liên miên không dứt nhưng trong lòng Hạ Tưởng dần dần lộ ra một tia ánh sáng. Mặc dù tình thế lúc này không được lạc quan cho lắm, Thôi Kiến bị trúng độc khá nặng và đang còn hôn mê bất tỉnh tại Bệnh viện Bắc Kinh, Dương Minh thì đang nằm ở Bệnh viện thành phố Lang, hiện tại đang hôn mê sâu. Sách lược của đối thủ rất có hiệu quả, đúng thật là đã cản trở được tiến trình điều tra, hiện tại thì vụ án tạm thời lâm vào trong cục diện bế tắc. Cũng may là tính mạng của bất kể là Dương Minh hay Thôi Kiến thì không đáng ngại gì, việc tỉnh lại chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cũng nhân khoảng trống lúc này mà tranh thủ trau chuốt lại một chút sản nghiệp của Nga Ni Trần, cái nào nên niêm phong thì niêm phong, nên rửa sạch thì rửa sạch, nên thu mua thì bất kể là y có ác ý hay thiện ý gì thì cũng thu mua. Không phải là y đòi lấy cứng đối cứng hay sao? Nếu vậy thì thử xem ai cứng rắn hơn. Bên ngoài thì tính cách của Hạ Tưởng luôn ôn hòa, trên thực tế tính thắng thua của hắn so với mọi người khác thì ác liệt hơn rất nhiều. Nếu đối phương sử dụng thủ đoạn mạnh bạo thì hắn cũng sẽ thi triển thủ đoạn lấy nhu thắng cương, nhưng nếu đối phương làm sằng làm bậy thì hắn cũng chẳng xấu hổ khi phải ra tay cứng rắn. Nga Ni Trần tự cho là mình đã hiểu biết Hạ Tưởng, thật ra y còn rất xa trong việc hiểu rõ các mặt phức tạp trong tính cách của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng có thể dễ dàng huy động mạng lưới quan hệ phức tạp trong chốn quan trường, cũng có khả năng khiến anh em công nhân hiền lành chất phác nhất đồng cam cộng khổ với hắn. Nếu nhìn kỹ thì cách đối nhân xử thế của hắn đã đạt tới một cảnh giới rất cao, không chỉ có thủ đoạn đơn giản như vậy. Dùng thủ đoạn đối đầu với thủ đoạn chỉ là trò khôn vặt, không đủ đạt tới thành tựu trí tuệ lớn. Hiện nay thì Hạ Tưởng đã từng bước thoát khỏi cảnh giới này, bắt đầu tiếp cận cánh cửa của con đường mới. Rất không may, Nga Ni Trần từ chướng ngại vật trên bước đường tiến tới trước của Hạ Tưởng đã trở thành hòn đá kê chân, lại y trở thành bước nhảy vọt chất lượng của hắn trên con đường nhân sinh.
Trong ý tưởng của Hạ Tưởng thì đợt thanh trừ Nga Ni Trần không chỉ đơn giản là một hồi truy quét tội phạm trên mặt chính trị như vậy, mà còn có cả việc cô lập và thu mua trong lĩnh vực kinh tế. Nga Ni Trần tự cho là có thể lấy bạo lực để ngăn cản việc mở miệng của Dương Minh và Thôi Kiến, nhưng y đã quên rằng Hạ Tưởng không chỉ thành thạo trong chính trị mà ở trong lĩnh vực kinh tế thì hắn có thực lực rất hùng mạnh. Nói không hề khoa trương thì với lực lượng tư bản mà Hạ Tưởng đang đứng ở phía sau thì việc một ngụm nuốt trôi hết toàn bộ sản nghiệp của Nga Ni Trần cũng không phải là điều gì khó. Đương nhiên, Hạ Tưởng không làm như vậy, trong tài chính mà lấy cứng đối cứng, đánh bừa thì không khác gì giết địch 1.000 lại tự làm tổn hại đến 800, là hành vi không sáng suốt, giống hành động của một đứa trẻ. Cái mà Hạ Tưởng muốn chính là sử dụng các thủ đoạn hợp pháp, hợp lý, như tầm ăn dỗi để dần dần ăn hết sản nghiệp của Nga Ni Trần. Chặt đứt sợi dây xích lợi ích của Nga người Trần. Bất luận đoàn thể nào tồn tại đều bởi vì có điểm chung về lợi ích thì mới kết hợp lại với nhau được, một khi không còn liên quan đến lợi ích nữa thì đoàn thể sẽ không còn là một tập thể đoàn kết. Nếu trên phương diện kinh tế bị quản chế thì tất nhiên thực lực của Nga Ni Trần sẽ bị tổn hao rất nhiều. Hơn nữa, Hạ Tưởng rất rõ một điều chính là ở sau lưng sản nghiệp của Nga Ni Trần tại Bắc Kinh có rất nhiều bóng dáng của các quan lớn. Nếu bị bức bách đến một mức độ nhất định thì có lẽ Nga Ni Trần vẫn có thể kiên cường chống chọi, nhưng nếu vượt qua cái mức này thì sẽ có một số người không chịu đựng nổi tổn thất và tiến tới thỏa hiệp, lúc này kết quả thỏa hiệp của bọn họ chính là vứt bỏ Nga Ni Trần. Cho nên Hạ Tưởng yêu cầu Tiếu Giai và Lý Thấm tiếp tục tiến hành chèn ép một cách toàn diện vào sản nghiệp của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh, sau khi áp bức đến một trình độ nhất định nào đó thì có thể suy xét đến việc thu mua lại. Về phần sau khi mua lại xong để làm gì? Tiếp tục kinh doanh hay là bán trao tay, hoặc là làm cái gì khác thì đây là vấn đề mà Lý Thấm phải suy xét, còn Hạ Tưởng thì hắn lười quan tâm đến. Dĩ nhiên với chỉ thị của Hạ Tưởng thì Tiếu Giai và Lý Thấm không có chút dị nghị nào, nhất là Lý Thấm. Sau khi vận dụng lực lượng tư bản để đả kích sản nghiệp của Nga Ni Trần thì sự hiếu chiến trong người cô tăng vọt một cách mãnh liệt. Đồng thời, cô cũng phát hiện ra rằng Nga Ni Trần có rất nhiều sản nghiệp. Nhưng bởi vì có quá nhiều người tham gia cổ phần nên phản ứng rất chậm chạp, tầm mắt đưa ra các quyết sách và sự quyết đoán cũng không đủ, do đó mới chỉ đánh nhau mấy hiệp mà đã bị đánh cho tán loạn, lộn xộn hết cả. Với tình hình như vậy thì hai mắt Lý Thấm liền sáng ngời, đây đúng là cơ hội tốt, phải tận dụng thời cơ để ra tay thu mua. Vừa lúc Hạ Tưởng đề xuất việc mua lại, điều này lại càng làm cho Lý Thấm kiên định với cái nhìn của mình. Lúc này ra tay thu mua lại sản nghiệp của Nga Ni Trần thì bất kể tiếp tục kinh doanh, giải thể hoặc bán lại, tuyệt đối là có thể có lợi. Vì thế, sản nghiệp ở Bắc Kinh của Nga Ni Trần bắt đầu bị người theo sát và chèn ép, sau khi bị tổn thất rất nghiêm trọng và thê thảm thì đột nhiên gió lại bắt đầu chuyển hướng, lực lượng tư bản bắt đầu tham gia và đưa ra đề nghị thu mua, hơn nữa giá cả đưa ra cực thấp. Tuy rằng Nga Ni Trần ra tay là vì tranh thủ cho Cổ Hướng Quốc có cơ hội thở dốc, tạm thời kéo dài vụ án thẩm tra xử lý Tiêu Điện, nhưng đồng thời cũng chính việc này mà mang tới cho y tai ương ngập đầu. Đối với việc Dương Minh bị thương và Thôi Kiến trúng độc, nếu nói trước kia Hạ Tưởng còn ôm một tia ảo tưởng, hy vọng rằng Nga Ni Trần có thể đúng lúc thu tay lại thì hiện tại hắn đã hoàn toàn thất vọng với Nga Ni Trần, quyết định chẳng những nhổ Nga Ni Trần tới tận gốc mà còn muốn thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của Nga Ni Trần, khiến y phải mất tất cả. Không phải là muốn chơi độc sao? Được. Nếu vậy xem ai độc hơn. Nga Ni Trần thực sự đã chọc giận Hạ Tưởng, từ trước đến nay thì Hạ Tưởng chưa lần nào có ý tưởng đuổi tận giết tuyệt ai cả, thậm chí là Nguyên Minh Lượng lúc trước thì hắn vẫn còn có chút tỉnh táo, nhưng hiện tại đối với Nga Ni Trần thì đã thực sự làm cơn lửa giận của hắn bùng cháy. Hạ Tưởng mượn dùng lực lượng tư bản của Tiếu Giai, cũng mượn thực lực tài chính của Liên Nhược Hạm ở tập đoàn Viễn Cảnh, nhưng chưa từng vận dụng lượng tài chính hùng hậu của công ty bên Mỹ của Liên Nhược Hạm. Hiện tại hắn quyết định phải triển lãm cho người ta biết một chút sự tàn phá khủng bố của đồng đô la Mỹ. Sau khi Liên Nhược Hạm nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, nghe nói Hạ Tưởng muốn tuyên truyền tài chính của cô thì cô cười khanh khách rồi nói. Em còn tưởng là cả đời anh không bao giờ mở miệng dùng tiền của em, duy trì sự tự tôn đáng thương của người đàn ông. Hiện tại rốt cuộc đã mở miệng, hừ, xem như cũng biết trong lòng anh thì em cũng không phải là người ngoài. Liên Nhược Hạm cũng đã từng đưa cho Hạ Tưởng một tấm chi phiếu 5 triệu tệ nhưng Hạ Tưởng mới dùng để mua một chiếc xe, đó còn là ở trong tình thế bị Liên Nhược Hạm ép buộc. Hiện tại cái thẻ còn ở trong tay hắn, tiền ở bên trong vẫn còn nguyên vẹn, chưa bao giờ động qua. Cũng bởi vì trong phương diện tiền tài thì Hạ Tưởng cũng không thực sự để ý lắm.
nhưng Liên Nhược Hạm lại luôn cho rằng Hạ Tưởng không mở miệng dùng tiền của cô là biểu hiện một sự khách khí đối với cô. Khi một người phụ nữ đã yêu thương sâu đậm người đàn ông của mình thì cô ta luôn nguyện ý hiến dâng hết thảy mọi thứ của mình cho người ấy. Nhưng người đàn ông nào cũng đều có tự tôn, không dễ dàng mở miệng vay tiền với người phụ nữ của mình. Tuy nhiên, người chồng khi ở trước mặt người vợ của mình thì lại sẽ không vì việc đề cập tới tiền bạc mà trở nên ngại ngùng. Vì thế, Hạ Tưởng mở miệng nói ra điều này lại khiến cho Liên Nhược Hãm như mở cờ trong bụng. Hạ Tưởng cười ha hả vài tiếng. Sản nghiệp của Nga Ni Trần ở Bắc Kinh không ít, còn có một số công ty mà y có cổ phần khống chế đã đưa ra thị trường chứng khoán. Ý tứ của anh là em sử dụng một chút các thao tác tài chính với các công ty đã gia nhập vào thị trường chứng khoán của y, khi đến cơ hội thích hợp thì mới tiến hành thu mua, điều này có mang tính khả thi không vậy? Đối với việc thu mua và thâu tóm các công ty trên thị trường chứng khoán thì Hạ Tưởng cũng không thực sự hiểu lắm, chỉ đơn giản là đưa ra bài toán để Liên Nhược Hạm giải quyết. Vẻ mặt của Liên Nhược Hạm lúc này thì Hạ Tưởng không nhìn thấy được, nhưng giọng nói của cô lại toát ra vẻ linh động, Hạ Tưởng chỉ biết rằng lúc này cô đang rất vui vẻ và đắc ý. Đơn giản, thị trường chứng khoán trong nước còn chưa hoàn thiện. Muốn thu mua một công ty trên thị trường chứng khoán đối với một chuyên gia kinh tế nước Mỹ như em mà nói thì chỉ là một bữa ăn sáng. Giao cho em, trong vòng một tháng sẽ ra kết quả. Liên Nhược Hạm khẳng định, khi nói chuyện cô có vẻ như đang cắn đầu lưỡi để nói, bởi vì tiếng nói cười của cô nghe rất mê người. Tuy nhiên, em cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Không cần nghĩ thì Hạ Tưởng cũng biết rằng Liên Nhược Hạm không có ý đồ tốt gì. Anh nợ em một ân tình. Làm thế nào để đáp trả đây? Quả nhiên, Liên Nhược Hạm cười ha ha mà nói. Khoản nợ ân tình. Không cần nghĩ thì Hạ Tưởng cũng biết điều Liên Nhược Hạm muốn là cái gì, hắn liền cười ha hả làm ra bộ đứng đắn mà nói. Dùng thân báo đáp thôi. Đồ quỷ, đúng là đồ háo sắc. Liên Nhược Hạm mắng yêu một cái rồi nói. Cái chính là em muốn anh phối hợp một chút để sinh được một bé gái, chỉ là vận động bình thường trên giường thôi. Không phải đơn thuần là cái kia, anh cũng đừng có mà hiểu sai. Hạ Tưởng cười to ha hả mấy tiếng rồi gác điện thoại xuống. Hiếm có được khi đang trong thời điểm khẩn trương lại có khoảnh khắc lòng được thả lỏng thoải mái đến như vậy, tâm tình Hạ Tưởng trở nên rất tốt, đối với Liên Nhược Hạm cũng càng thêm nhiều xúc động. Nói thật, ở trong quan hệ nam nữ thì Hạ Tưởng xem như cũng rất hạn chế, một là có tồn tại nguyên nhân giữ mình trong sạch. Cũng là có nguyên nhân của hai người Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đối với hắn rất tốt, khiến hắn không muốn làm ra những việc hổ thẹn với các cô. Vì thế, trong quan hệ nam nữ, ngoại trừ là các tình thế bắt buộc chứ nếu không Hạ Tưởng cũng sẽ không dễ dàng lên giường cùng với những người phụ nữ khác. Đàn ông khi đã có trách nhiệm với người khác thì cũng là lúc biết tự yêu quý bản thân mình. Khi nghĩ đến việc người phụ nữ của mình phải vì mình mà chờ đợi, chịu đựng khổ sở, điều này làm cho người đàn ông này sinh ra cảm giác đang chịu tội. Cổ Ngọc thì không phải bàn tới, xem như một sai lầm đẹp đẽ ngoài ý muốn, mà Vệ Tân thì là mối tình kéo dài từ kiếp trước, làm cho Hạ Tưởng không được có sự lựa chọn nào khác. Hắn không tiếp nhận tình yêu của Vệ Tân thì sẽ là cái tội lớn nhất mà cả đời này hắn phải gánh chịu. Việc với Mai Hiểu Lâm tất nhiên là sai lầm dưới sự run rủi của trời đất. Cũng là một lối rẽ trong cuộc sống con người mà Hạ Tưởng không bao giờ nghĩ tới. Điều này cũng khiến cho giữa hắn và Mai Gia có sự liên hệ nói không thành tiếng, nói không rõ ràng và vĩnh viễn không thể cắt đứt được. Về phần Nghiêm Tiểu thì, nên để cô theo gió cuốn mà đi là được. Hiện tại thì sự liên hệ giữa hắn và Nghiêm Tiểu thì ít dần, không nhầm thì một tháng cũng không có nổi một lần điện thoại, quan hệ mỏng đi rất nhiều, có lẽ rốt cuộc sẽ có một ngày mà sự quen thuộc giữa hai người trở thành hai kẻ xa lạ. Mà Phó Tiên Tiên cũng là một lần gợn sóng lơ đãng trong lòng của Hạ Tưởng, thời điểm bình thường thì có lẽ là gió êm sóng lặng, nhưng một khi Phó Tiên Tiên xuất hiện thì cũng sẽ có những vòng dao động được tản ra. Đương nhiên, không phải do cảm tình, cũng không phải sự vướng bận, mà phần nhiều là loại tình cảm thương tiếc và yêu thương. Bởi vì chưa từng có một cô gái nào lúc đau khổ và bất lực mà nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn đến như vậy. Sau tai kiếp mà Phó Tiên Tiên gặp phải thì sự đáng thương và bất lực cô trong một thời gian rất dài, vẫn luôn luôn thoáng hiện trong đầu của Hạ Tưởng. Đàn ông trời sinh thì có thêm bản tính chủ nghĩa anh hùng, nhất là khi đối mặt với phụ nữ đang ở trong tình cảnh khổ sở đáng thương thì sẽ không tự chủ được mà trong lòng sẽ tự sinh ra hào khí. Hạ Tưởng thì cũng không thể trốn được bản tính tự nhiên trời sinh như vậy. Đối với hai chị em Hoa Nhài Vàng, Bạc thì Hạ Tưởng đúng thật là không có bất cứ ý tưởng gì không an phận.
Thật ra, đã là đàn ông thì trong đầu ai cũng luôn có ý tưởng muốn sở hữu riêng hai chị em xinh đẹp như Hoa này, Hạ Tưởng cũng có. Nhưng đối với Hoa Nhài Vàng, Bạc thì hắn lại có nỗi niềm riêng của chính mình, hai chị em này đẹp thì đẹp thật, nhưng đã là con gái của Nga Ni Trần thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp được. Hồng Nhan Bạc Mệnh, Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều, một đôi chị em xinh đẹp như Hoa, mỗi người một vẻ, nhưng ở giữa vòng danh lợi thì rất nhiều người đàn ông là muốn chiếm lấy chứ không phải là để thưởng thức. Cùng lúc Hạ Tưởng có cái nhìn kinh người về Hoa Nhài Vàng, Bạc thì Nga Ni Trần ngồi trong phòng làm việc, nhìn về phía hai cô gái xinh đẹp như Hoa, như Ngọc ở phía đối diện đang đùa giỡn với nhau, hồn nhiên như không biết các ưu sầu của nhân gian thì Nga Ni Trần không khỏi mặt cau mày cáu, tâm sự rất nặng nề. Lực lượng của Hạ Tưởng so với tưởng tượng của y thì còn hùng mạnh gấp vô số lần. Nga Ni Trần không nghĩ tới việc nhận thua, không chỉ do là y tung hoành trong hai giới hắc bạch hơn mười mấy năm, cũng không chỉ bởi vì đế quốc tài sản khổng lồ mà y đang cầm giữ với mấy trăm triệu của cải, mà là y biết rõ rằng y và Cổ Hướng Quốc là khác nhau rất lớn. Cho dù Cổ Hướng Quốc phải rớt đài thì cũng có thể giữ được tính mệnh, còn y, nếu mất hết thảy thì cho dù không bị phán xét là tội tử hình thì cũng sẽ bị kẻ thù của y giết chết. Y đắc tội với thế lực hắc đạo quá nhiều. Kể cả y có chết thì cũng không có gì, dù sao thì y cũng đã hơn 50 tuổi rồi, cũng hưởng thụ đủ các niềm vui cuộc sống. Nhưng với hai cô con gái mình thì làm sao bây giờ? Con gái là mối bận tâm duy nhất của người làm cha như y, Nga Ni Trần đối với người khác thì lòng lang dạ sói nhưng đối với hai cô con gái thì lại rất quan tâm săn sóc, e sợ tạo cho các cô bị chút thương tổn, lại càng không thể chịu đựng một số suy nghĩ của mấy kẻ đàn ông xấu xa đang dòm ngó. Y thấy rất nhiều người đàn ông vô sỉ, biết đàn ông rất tham lam và tà ác. Hoa Nhài Vàng, Bạc rất đẹp. Có biết bao người đàn ông đối với các cô thèm nhỏ dãi, điều này thì không cần nghĩ cũng biết, huống chi y đang sống trong bầu không khí không lành mạnh, chỉ biết rằng nếu mất đi sự bảo hộ của y thì kết cục của Hoa Nhài Vàng, Bạc sẽ rất thê thảm. Nga Ni Trần nếu nói không hối hận thì đúng là giả, nhưng trời sinh ra y có tính cách không chịu thua, sự tình đã làm thì sẽ không nguyện tự quay đầu lại. Sản nghiệp ở Bắc Kinh, bất kể là sáng hay tối thì cũng chiếm 2/3 tổng tài sản của y. Hiện nay 2/3 sản nghiệp này đều bị người khác bài bố và chèn ép, và có một bàn tay khổng lồ đầy sức mạnh muốn đánh vào, điều này khiến cho Nga Ni Trần nghẹn họng nhìn chân chối. Trong cả ngoài sáng và trong tối luôn có người tiến hành trà đạp lên sản nghiệp của hắn, hơn nữa, mục đích rất rõ ràng đó chính là đầu tiên đánh cho tàn phế rồi sau đó mới thu mua lại với giá thấp. Nếu nói rằng chỉ đơn thuần là chèn ép thì Nga Ni Trần còn có thể chịu đựng được, cho rằng có thể cứng rắn chống đỡ trong một đoạn thời gian nữa. Nhưng không biết từ nơi nào đột nhiên lại xuất hiện một ngọn gió lớn không biết lai lịch, bắt đầu thao túng cổ phiếu của các công ty của y đã tung ra thị trường chứng khoán, điều này khiến cho y hoàn toàn trở nên luống cuống. So với Cổ Hướng Quốc thì Nga Ni Trần cảm nhận được hoàn cảnh của mình càng bi thảm hơn. Tuy rằng Cổ Hướng Quốc bốn bề thọ địch, chẳng biết tìm được đường sống hay không hoặc chết như thế nào, còn y, so với bốn bề thọ địch thì còn lợi hại hơn, đó chính là thập diện mai phục, khiến cho y không biết kẻ thù là ai. Giấu ở nơi nào, mục đích ở đâu, hơn nữa, kẻ thù chẳng những vô cùng hùng mạnh mà còn vận dụng các thủ pháp của thị trường tiền tệ vô cùng quen thuộc, khiến cho y khó lòng phòng bị và không có sức lực để phản kích. Một người nếu biết rõ chỉ còn một con đường chết thì còn tốt, đường nào thua thì cũng thua rồi, còn biết rõ là sẽ chết nhưng lại không biết là chết kiểu gì, rốt cuộc là bị một đao chém nứt đầu hay là bị một phát súng ở sau lưng. Cái chết cũng không sợ hãi, cái sợ hãi chính là quá trình chờ đợi cái chết. Và không biết mình sẽ gặp cái chết như thế nào. Gần đây thì Nga Ni Trần toàn nghe được những tin tức không tốt, nếu không phải tâm tính của y cứng cỏi thì không cần chờ đến thời khắc cuối cùng thì y đã tự sụp đổ từ trước. Sản nghiệp ở Bắc Kinh bị bao vây và tiêu diệt thì cùng lúc, ở trong phương diện khác đợt truy quét tội phạm ở thành phố Lang cũng khiến y đau buốt đến tận xương tủy. Thủ pháp truy quét tội phạm rất trực tiếp, cũng không có gì mới mẻ nhưng rất hữu hiệu, hơn nữa trọng điểm là chiếu cố tới các sản nghiệp của y. Khiến cho tất cả các chỗ ăn chơi của y tại thành phố Lang toàn bộ bị vây trong trạng thái ngừng kinh doanh. Mỗi ngày đều tổn thất đến con số trăm ngàn, hơn nữa còn phải chịu đựng liên tục trong 15 ngày, chẳng lẽ thực sự đã tới thời điểm phải ra mặt lên Bắc Kinh gặp thủ trưởng để xin giúp đỡ. Thành phố Lang mưa dầm không ngớt làm cho tâm tình con người ta cũng dần trở nên u tối. Tuy nhiên, một loạt động tác lớn tại thành phố Lang cũng đã xua tan đi sự mịt mờ trong cõi lòng của mọi người. Hành động truy quét tội phạm nhanh gọn, dứt khoát,
quyết đoán như một luồng gió xuân khiến cho tinh thần của mọi người ai nấy đều rung lên phơi phới. Sẽ mây nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thành phố Lang sẽ thật sự có một bầu trời toàn ánh nắng. Ngay từ đầu thì rất nhiều người dân thành phố tưởng rằng đây chỉ là một thủ đoạn bịp bợm, đầu voi đuôi chuột. Bởi vì tuy rằng gần đây Nga Ni Trần trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng không ai mà không hiểu rõ rằng căn cơ của Nga Ni Trần vẫn còn đó, chỗ dựa chính trị cùng với chỗ dựa kinh tế tại thành phố Lang vẫn vững chắc như cũ. Cổ Hướng Quốc không ngã thì Nga Ni Trần trên chính trường chính trị sẽ không thất thế, mà chính trị không ảnh hưởng thì các hoạt động đả kích kinh tế sẽ không có hiệu quả. Ai nấy cũng đều nghĩ rằng tốt xấu gì thì thị trưởng cũng là nhân vật số 2 của thành phố, cũng không phải là kẻ bất tài. Ai có thể nghĩ rằng trong đợt truy quét tội phạm này thì Cổ Hướng Quốc lại không có một chút động tĩnh nào, chẳng hề ra tay cản trở, đúng thật là đã trở thành một kẻ bất tài. Theo sự phát triển về chiều sâu của hành động truy quét tội phạm, một tuần sau thì Cổ Hướng Quốc cũng không hề có một câu nói nào kể cả là để đưa chuyện, danh hiệu thị trưởng cơm khô liền lập tức vang dậy. Đương nhiên, đại bộ phận dân chúng chỉ có thể đứng xem náo nhiệt, nhìn không ra được những sự tinh tế trong đó. Cũng có một số người dân thành phố có độ mẫn cảm chính trị, ngay tại lúc đánh bài, uống rượu, thậm chí cả lúc trên giường với vợ của mình thì đột nhiên nhớ tới biểu hiện khác thường của thị trưởng Cổ liền giả bộ một bộ dáng bí hiểm, đột nhiên nói ra một câu. Thị trưởng cơm khô thất thế, chẳng lẽ phải rớt đài? Bởi vì các biểu hiện của thị trưởng Cổ đã trở nên rất khác biệt, gần như người dân thành phố bình thường cũng đều nhìn ra điều này, động thái lúc này và ngày xưa chẳng hề có chút giống nhau. Hơn nữa, trong đợt truy quét tội phạm này đây, khi súng đạn đã nổ vang rền mà thị trưởng Cổ cũng không có một động tác nào cả. Ai nấy cũng đều nhìn ra các sản nghiệp dưới danh nghĩa của Nga Ni Trần, nhất là các chỗ ăn chơi thì không chỗ nào không chịu đả kích, một nửa bị niêm phong, một nửa bị tạm ngừng, không có địa điểm nào may mắn thoát khỏi cả. Hành động truy quét tội phạm lần này thì tổng động viên tiến hành dừng hoạt động hơn 30 điểm ăn chơi, bắt được hơn 300 khách làng chơi, về gái mại dâm thì hơn 1.000 người. Gần như có thể nói tất cả các địa điểm ăn chơi của Nga Ni Trần đều tung một lưới bắt hết, tất cả đều phải giải tán. Đối với chỗ ăn chơi mà nói thì gái chính là cái đẻ ra được nhiều lợi nhuận nhất, đã không còn các cô gái xinh đẹp ra sân khấu thì các chỗ ăn chơi chỉ là một quán nước lặng lẽ, không thể kinh doanh bất cứ thứ gì. Bởi vậy, khi bắt đi các gái làng chơi thì tương đương với việc hoàn toàn chặt đứt sợi xích trong sản nghiệp của Nga Ni Trần, khiến cho nguyên khí của y bị thương nặng. So với việc dùng bí kíp võ thuật tứ đại kim cương đánh cho tàn phế thì thủ pháp này càng chuyên nghiệp hơn. Vì thế, nhân dân thành phố Lang được chứng kiến những cảnh ngoạn mục từ trước đến nay chưa từng có. Trên đường phố, hàng loạt các gái mại dâm bị áp giải lên xe, cô nào cô ấy xinh như hoa, cảnh xuân tươi đẹp, kẻ béo người gầy, mỗi người mỗi vẻ. Điều này khiến cho không ít kẻ hám gái được mở rộng tầm mắt, mới biết được các cô gái ở chốn ăn chơi xa hoa quả nhiên là có chất lượng cao hơn hẳn. Các nơi xa hoa này đúng thực như quần áo hàng hiệu vậy, tiền nào của nấy, đúng là đáng đồng tiền. Trong đợt truy quét tội phạm này còn có một số việc thú vị làm cho người ta không biết nên cười hay nên khóc, và cũng được mọi người bàn tán say sưa, trở thành đề tài câu chuyện trong những lúc rảnh rỗi. Ví dụ như có vị khách làng chơi, trước kia vẫn có mong muốn được vào những chỗ này vui vẻ một chút, thật vất vả mới kiếm được một khoản tiền, lần đầu tiên tìm đến các cô gái ở đây thì vừa vặn bị tóm. Y còn lớn tiếng kêu oan uổng, công bố đây là lần đầu tiên vi phạm, yêu cầu được miễn tội, hơn nữa y đã giao tiền nhưng chưa hoàn thành được chuyện tốt. Vì thế y liền đề xuất rằng tiền thì có thể không trả lại, nhưng không thể bắt y. Y đã đưa ra các điều khoản trong bộ luật hình sự cũng như dân sự để lý luận, khiến cho cảnh sát cũng hết cách với y. Chuyện như vậy thì còn chưa tính là quá hay, mà chuyện cực hay chính là có một khách làng chơi đang ở tầng trên, nghe được tiếng của cảnh sát ở phía dưới. Hoảng quá không chọn được đường chạy, cứ để thân mình trần trụi như thế mà chạy lên tít nóc tòa nhà. Mấu chốt chính là cô gái ở cùng cũng trần truồng như thế cùng nhau chạy, hai người cùng chạy, lại còn tay trong tay dắt díu nhau, rất có hình ảnh của một đôi uyên ương đang chạy trốn. Sau đó, cô gái làng chơi không chạy nổi nữa, đứng lại, vị khách làng chơi này cũng có phong độ của kẻ hiệp sĩ, không ngờ cũng không chạy nữa mà thay cô ngăn cản. Vừa lúc, cảnh tượng này bị một người nghiệp sư ham chụp ảnh chụp được. Phát lên trên mạng, dẫn tới một loạt bình luận bàn tán của cư dân mạng. Quan điểm được bàn luận đó chính là quan hệ giữa khách làng chơi và cô gái lầu xanh thì đơn thuần chỉ là việc tiền trao cháo múc hay là ở giữa còn có nhân tố tình cảm. Chương 885, 4 con đường. Đương nhiên,
đây chỉ là những nốt nhạc đệm không quan trọng, hành động truy quét tội phạm với thanh thế lớn này, chẳng những được cơ quan ngôn luận của thành ủy thành phố Lang là tờ tin tức hàng ngày thành phố Lang đưa một loạt bài đưa tin, mà một tuần sau, Trung ương cũng có hai tờ báo lớn quốc gia đến cho đăng những tin tương tự và đưa ra sự đánh giá rất cao. Hai tờ báo lớn này lần lượt là thuộc Đoàn Hệ và Hệ Bình Dân nắm giữ. Truyền thông Trung ương đưa tin liền lập tức chỉ ra được hướng gió, ý nghĩa rằng trong chính trị thì những việc này được người lãnh đạo quốc gia nào đó cho phép. Hai ngày sau, giới truyền thông tỉnh Yên phản ứng chậm mới bắt đầu đưa tin về các thành tựu của đợt truy quét tội phạm ở thành phố Lang, chứng tỏ rằng hành động truy quét tội phạm thành phố Lang đã đạt được sự tán thành của tầng lớp cấp trên. Càng nhiều thanh âm hoan nghênh đến từ dân gian, tất cả người dân thành phố đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tuy rằng thành phố Lang xét cả về quy mô và kinh tế thì còn cách rất xa so với thành phố Yên, nhưng trong phương diện giải trí thì nổi danh Nắc Ninh với thành phố Yên, được xưng là hai thành phố tắm hơi lớn nhất tỉnh Yên. Nhưng các trung tâm tắm hơi của thành phố Yên tuy rằng nhiều hơn, cũng có những điều này điều nọ, nhưng không có tình trạng một nhà độc diễn như Nga Ni Trần, hơn nữa là thành phố của tỉnh nên tất cả các hành động đều nằm trong phạm vi hợp lý. Khác xa so với thành phố Lang, ngành giải trí vừa vàng lại vừa đen, không ra tay độc ác thì không sửa trị được. Trải qua đợt truy quét lần này thì có người bắt mạch rằng ngành giải trí thành phố Lang bị đả kích quá lớn, xuống tay đủ độc, không có 3 năm thời gian thì tuyệt đối không thể khôi phục được nguyên trạng. 3 năm, Nga Ni Trần không có khoảng thời gian dài đến 3 năm. Trong đại hội tổng kết đợt truy quét tội phạm, Lộ Hồng Chiêm chủ trì hội nghị, lên tiếng tổng kết quá trình thực hiện, đối với các thành quả đạt được cảm thấy rất vừa lòng. Một lần nữa Cục Công an thành phố tuyên bố sẽ đưa ra câu trả lời vừa lòng cho nhân dân toàn thành phố. Bí thư Thành ủy Ngả Thành Văn, Phó Thị trưởng Thường trực Hạ Tưởng tham dự hội nghị cũng đồng thời có bài phát biểu trọng yếu của mình. Ngả Thành Văn đánh giá cao các hoạt động lần này, cho rằng đây là một hành động trọng đại và hiệu quả, rất thành công, là đợt truy quét tội phạm đạt được hiệu quả rõ ràng nhất trong mấy năm qua của thành phố Lang. Tiếp sau đó, Hạ Tưởng lên tiếng. Đối với các hành động lần này hắn đánh giá rất cao, khen ngợi đội ngũ tập thể công an cảnh sát thành phố Lang. Ý vị sâu xa chính là Cổ Hướng Quốc không tham dự hội nghị, nghe đồn rằng y mượn cớ ốm không đến. Cũng có người nói, thị trưởng cơm khô gần đây ăn quá nhiều cơm khô nên ngóng trong người, răng sưng không thể nói chuyện, một khi nói chuyện thì ho hen. Tóm lại, từ đầu đường đến cuối ngõ rất nhiều câu chuyện ly kỳ được tung ra, thật hay giả thì không người nào để ý. Chủ yếu là người ta dành để đàm tiếu. Theo sau các hành động thanh tra toàn diện các chỗ ăn chơi của thành phố Lang được xác định, thì thành phố Lang lưu truyền một câu rằng cuối cùng đã đi đến hồi kết, điều này khiến cho Ngả Thành Văn giống như trời nắng được ăn dưa hấu lạnh, thoải mái tới mức tóc gáy dựng lên. Câu nói, ban ngày là Ngả Thành Văn, buổi tối là Nga Ni Trần, rốt cuộc đã trở thành lịch sử. Hành động truy quét tội phạm chấm dứt, Cục Công an thành phố liền khẩn trương thẩm tra xử lý Trần Đại Đầu. Chẳng những Trần Đại Đầu bị phạm tội xúi dục mà y còn công khai nhiều lần lợi dụng các thủ đoạn phi pháp để đảo loạn các trật tự bình thường của thị trường. Trên cơ bản mà nói, các tội trong hồ sơ vụ án được truy ra thì ít nhất y cũng bị phán ngồi tù từ 10 năm đổ lên. Đứng ở văn phòng trên tầng 18 nhìn xem toàn cảnh thành phố Lang, cả thành phố vẫn phồn vinh như cũ, tốc độ biến chuyển vẫn bay nhanh thần tốc theo từng ngày, nhưng trong lòng Nga Ni Trần lại cảm thấy y đã bị thành phố Lang từ bỏ. Cảm giác tất cả mọi thứ đã được y nắm trong tay thì bây giờ rời đi rất xa, thay vào đó là sự bi ai và bất đắc dĩ rất sâu đậm. Đúng là không thể ngăn cản được nước lũ chính trị cuồn cuộn chảy. Mấu chốt chính là khi Hạ Tưởng thi triển một loạt các thủ đoạn chính trị thì Cổ Hướng Quốc lại không có bất cứ một hành động nào. Nga Ni Trần nhìn thoáng qua Cổ Hướng Quốc đang ngồi trên ghế sofa và đang không nói được lời nào thì trong lòng y rất tức giận, cũng có sự tiếc hận. Một thị trưởng cổ hăng hái. Tầm cỡ đến mức nào, luôn bày mưu tính kế, ở thành phố Lang muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hiện tại lại trở thành trò cười trong miệng của người dân thành phố, trở thành thị trưởng cơm khô. Chẳng lẽ y đã nhìn lầm Cổ Hướng Quốc, hay Cổ Hướng Quốc còn có những mưu tính khác? Với thực lực của Cổ Hướng Quốc thì không thể không có chút sức phản kháng nào. Cổ Hướng Quốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nga Ni Trần một cái, biết Nga Ni Trần đối với y có nhiều hoài nghi và bất mãn nên y liền đứng dậy. Châm lấy một điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi nói. Lão Trần, thủ đoạn của Hạ Tưởng cũng đã dùng hết, cũng đã đến lúc chúng ta nên trả đòn. Nga Ni Trần nheo mắt. Thị trưởng Cổ còn có chiêu sau. Cổ Hướng Quốc cười ha hả mà nói. Thật buồn cười,
anh nghĩ rằng tôi và anh, cả hai ta sẽ bị Hạ Tưởng đánh bại sao? Đây là tôi tránh đi cảnh sát của hắn, chờ các chiêu của hắn sử dụng cho hết đã. Thật vậy không? Nga Ni Trần lập tức mừng rỡ. Nửa tháng nay thì mỗi ngày Nga Ni Trần đều mất ăn mất ngủ, cay đắng không nói nổi, tóc chẳng những không mọc ra được mà trong 15 ngày này toàn bộ đã chuyển sang thành màu trắng. Cứ mỗi đêm tóc bạc lại được sinh ra, đến hiện nay thì đầu tóc y đã trở nên trắng xóa. Nga Ni Trần vẫn từng tự hào rằng ở tuổi mình mà mái tóc vẫn toàn đen, vậy mà bây giờ cái đầu lại hoa râm như ông lão 80 tuổi, tất cả những điều này đều do Hạ Tưởng ban tặng. Y không thể nào không căm hận Hạ Tưởng đến thấu xương. Căn cơ của y tại thành phố Lang lung lay sắp đổ, sản nghiệp y ở Bắc Kinh đang bấp bênh, mắt thấy đế quốc tài sản to lớn mà y vất vả hơn nửa đời người xây dựng đang từng bước sụp đổ, dù kiên cường đến mấy thì rốt cuộc y cũng cảm giác được tâm lực của mình đã lao lực quá độ, gần như không thể chống đỡ được nữa. Cho nên khi nghe được Cổ Hướng Quốc còn có các chuẩn bị đằng sau thì y gần như mừng rỡ đến phát điên lên. Cổ Hướng Quốc với vẻ mặt trấn tĩnh nói, cũng không cần phải cao hứng quá sớm. Kế hoạch của tôi không nhất định có thể thành công, cho dù có thành công thì cũng chỉ là biện pháp lấy lùi làm tiến, đối với Hạ Tưởng thì không tạo ra được cái gì mang tính thương tổn, đối với anh thì lại càng không có chút xíu trợ lực nào. Lập tức vẻ mặt Nga Ni Trần xám trắng. Sao lại như vậy? Y tự thì thào nói. Chẳng lẽ thật sự tôi phải đi lên Bắc Kinh cầu cứu thủ trưởng? Không phải là tôi nghe nói anh có biện pháp rất tốt để đối phó với Hạ Tưởng rồi sao? Cũng muốn tốt lắm nhưng còn chưa hạ được quyết tâm. Ánh mắt của Nga Ni Trần dừng lại bức ảnh chụp hai cô con gái ở trên bàn, thần sắc phức tạp. Cổ Hướng Quốc đoán được tâm tư của Nga Ni Trần. Nếu anh định đưa hoa nhài vàng, bạc cho Hạ Tưởng hưởng dụng thì không bằng đưa lên Bắc Kinh. Nghe nói đứa con của thủ trưởng đối với hoa nhài vàng thì cảm thấy rất hứng thú. Tôi còn nghe nói có một vị thái tử đảng đối với hoa nhài bạc cũng có ý. Lão Trần. Hai cô con gái đổi lấy hai nhân vật rất quan trọng ủng hộ, chỉ cần bọn họ mở miệng thì Hạ Tưởng kể cả muốn thu tay về cũng không thể được. Hơn nữa, nếu hai cô con gái của anh được sủng ái thì việc Hạ Tưởng bị hai nhân vật lớn ra tay sửa trị cũng không phải là không có khả năng. Mà bọn họ đã ra tay thì bất kể là ai cũng không bảo vệ được Hạ Tưởng. Vẻ mặt Nga Ni Trần đỏ bừng, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong tâm trạng rối rắm của y lúc này thì thật sự y muốn sử dụng hai cô con gái ra mặt để níu kéo Hạ Tưởng xuống nước. Y tin tưởng với sự hấp dẫn của hai cô con gái mình, chỉ cần thật tâm câu dẫn Hạ Tưởng thì tuyệt đối Hạ Tưởng không chống chọi được. Tuy rằng không muốn đưa hai cô con gái để làm tiện nghi cho Hạ Tưởng, nhưng y lại không chịu nổi Hạ Tưởng được nữa, nếu tiếp tục bị đả kích như thế này thì y sẽ bị tổn thất rất lớn. Đợt truy quét tội phạm lần này chẳng những làm dao động căn cơ kinh tế của y tại thành phố Lang mà rất nhiều thủ hạ dưới tay của y cũng đã bị giải tán. Lại thêm sản nghiệp ở Bắc Kinh cũng rất bấp bênh, nếu tiếp tục như thế này thì khó thoát được khả năng vận mệnh bị thâu tóm, bị thu mua lại hoặc giải tán. Nếu các cơ sở kinh tế hoàn toàn bị phá hủy như vậy thì xem như y mất đi gốc rễ của cuộc sống, làm sao lúc đó có thể bảo vệ được hai cô con gái xinh tươi như hoa, như ngọc không bị hủy hoại chứ? So sánh với rất nhiều người đàn ông dơ bẩn và không sạch sẽ khác, nếu có thể lựa chọn thì y sẽ tình nguyện để Hạ Tưởng đạt được. Để Hạ Tưởng đạt được thì ít nhất sự sạch sẽ của Hạ Tưởng so với bọn họ còn có sự đảm đương, so với bọn họ thì còn có sự tha thứ, so với bọn họ thì càng có thể sau này vẫn đối xử tử tế với hoa nhài vàng, hoa nhài bạc. Đề nghị của Cổ Hướng Quốc khiến tâm tư của Nga Ni Trần lay động, y nói. Nếu có thể cưới hai đứa nó thì... Ha ha! Đừng nghĩ chuyện tốt, Lão Trần. Cổ Hướng Quốc trực tiếp cắt ngang lời nói của Nga Ni Trần. Bọn họ có thân phận như thế nào mà lại cưới con gái của một thương nhân? Hôn nhân của bọn họ chỉ biết phục vụ vì chính trị, là đám cưới chính trị. Tuy nhiên, nếu hoa nhài vàng, hoa nhài bạc có thủ đoạn hầu hạ bọn họ thật tốt thì việc trở thành một nhân tình cũng đã là tốt lắm rồi, ít nhất hiện tại có thể bảo vệ được tính mạng và sản nghiệp của anh, về sau cũng có thể vì các cô mà đổi lấy cả đời phú quý. Sắc mặt Nga Ni Trần đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Hướng Quốc. Giết Hạ Tưởng thì như thế nào? Tôi xem như anh chưa nói qua những lời này. Cổ Hướng Quốc rất thông minh gạt bỏ trách nhiệm của mình. Đó là chuyện của anh, không quan hệ gì với tôi. Thật ra ngụ ý là ngầm đồng ý, và cũng để cho Nga Ni Trần tự gánh vác hậu quả của chính mình. Nga Ni Trần vẫn không tha. Ngài xem làm thế nào để vượt qua tình hình trước mắt. Cổ Hướng Quốc vẫn giữ kín như bưng,
không chịu nói. Anh không cần phải hỏi nhiều như vậy, dù sao Hạ Tưởng sẽ không thực hiện được ý định của mình, đừng nhìn thấy bây giờ hắn đang rất hân hoan nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mặt mày xám xịt mà kết thúc. Hắn chính là một cán súng của người khác, tự cho là mình thông minh nhưng thật ra không biết rằng một cây súng chỉ bắn được một phát đạn. Y lại liếc mắt nhìn về ảnh chụp hoa nhài vàng, bạc trên bàn một cái, hơi lắc đầu rồi nói. Lão Trần, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo, hai cô con gái như hoa như ngọc của anh nhất định có rất nhiều người thèm muốn. Còn nữa, tôi phải nói rõ thêm một chút, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì chúng ta đều tự mình mà chiến đấu, bằng chính bản lĩnh của mình. Tôi không trông cậy vào anh cũng đừng hy vọng tôi giúp anh ra mặt ở thành phố Lang. Chúng ta tự ai nấy sống, toàn bộ phụ thuộc vào việc chính mình bỏ ra bao nhiêu vốn gốc mà thôi. Còn nữa, tôi có thể lộ ra cho anh một chút, nếu anh thật sự không còn biện pháp nào khác thì cứ kiên trì chống đỡ càng lâu càng tốt, chống đỡ trong vòng 2 tháng thì có lẽ vận mệnh sẽ biến chuyển. Cổ Hướng Quốc đi rồi mà Nga Ni Trần vẫn lâm vào trong trầm tư suy nghĩ, rõ ràng là Cổ Hướng Quốc không còn đường thối lui, sao mà còn tỏ ra một bộ dáng chắc chắn đến như vậy? Chẳng lẽ là y lại có thủ đoạn bịp bợm nào mới? Nhất là cái câu cuối cùng của y, thâm ý rất sâu sắc, lại dường như ám chỉ điều gì. Trong lòng Nga Ni Trần rất tức giận, đến lúc nào rồi mà Cổ Hướng Quốc còn cố dở giọng làm ra vẻ huyền bí, không chịu nói ra tình hình thực tế cho mình vậy. Có tiếp tục mắng Cổ Hướng Quốc thêm nữa thì cũng không giải quyết vấn đề gì, Nga Ni Trần cũng hết đường xoay sở, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Trước mặt y bày ra 4 con đường có thể đi, con đường đầu tiên là đơn giản nhất, đó là giết Hạ Tưởng. Nhưng y cũng biết, giết Hạ Tưởng như vậy thật ra mà nói là chỉ để hết giận, nhưng tính mạng của y chắc chắn cũng không giữ được. Quốc gia không cho phép bất cứ một thế lực đen tối nào dám cản rỡ sát hại cán bộ quốc gia, nhất là đường đường một phó thị trưởng thường trực. Do đó, giết người chỉ có thể là một hạ sách. Con đường thứ hai chính là đưa con gái đến trước cửa đối phương. Đầu tiên việc này không nói hoa nhài bạc có đồng ý hay không. Kể cả hai cô con gái đồng ý thì trong lòng Nga Ni Trần cũng cực kỳ nghẹn khuất, khó có thể chấp nhận việc con gái mình bị Hạ Tưởng làm nhục. Con đường thứ ba chính là Cổ Hướng Quốc vừa mới đưa ra đề nghị, đưa con gái mình lên Bắc Kinh để cho mấy vị thái tử đảng ôm ấp. Nhưng thực chất việc này và việc đưa cho Hạ Tưởng thì không khác gì nhau, không khách khí mà nói thì có lẽ còn không bằng việc đưa lên giường cho Hạ Tưởng. Hơn nữa, Nga Ni Trần đối với các thành phần thái tử đảng thì không có ấn tượng gì tốt. Bọn họ chơi gái và là giống như đổi ô tô, chưa kể việc sau khi con gái hiến thân xong thì có không thu hoạch được gì nữa, chẳng khác gì vừa mất con gái vừa đánh mất mặt mũi của chính mình. Con đường thứ tư cũng là con đường tiêu cực nhất, cũng là do Cổ Hướng Quốc đề nghị, chính là cố sống cố chết để chống đỡ. Nhưng vấn đề là lời nói của Cổ Hướng Quốc thì có được bao nhiêu phần đáng tin. Đợi đến lúc cuối cùng ngồi chờ chết, nếu không đúng như y nói thì có phải là đến ngay cả khóc mà còn không cất tiếng nổi không? 4 con đường, dường như có khá nhiều sự lựa chọn, nhưng y suy nghĩ tới, suy nghĩ lui vẫn không tìm ra con đường nào thông suốt nhất, trong lòng Nga Ni Trần rất phức tạp. Làm sao bây giờ? Y đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi là làm sao bây giờ, y do dự một lát rồi cầm lấy máy điện thoại, gọi một cuộc điện về Bắc Kinh. Thủ trưởng, hiện tại tình thế rất không lạc quan, nếu ngài không ra tay thì cơ nghiệp không thể bảo đảm được. Lúc trước Nga Ni Trần cũng đã từng gọi điện thoại cầu cứu tới thủ trưởng, lúc ấy thủ trưởng chỉ bảo y an tâm đừng quá lo lắng, nói là Hạ Tưởng sẽ không gây được sức ép sóng gió nào đâu. Nhưng hiện tại thì tình thế đã đạt tới tình trạng không thể vãn hồi, Nga Ni Trần biết để mời thủ trưởng ra tay thì cái giá phải trả rất đắt, nhưng hiện tại đến lúc sống còn thì cũng không còn suy nghĩ nhiều đến thiệt hơn nữa. Tình huống thành phố Lang bây giờ khá phức tạp, tôi không tiện nói chuyện. Giọng điệu nói chuyện của thủ trưởng vẫn trước sau như một, rất chậm rãi, giữa mỗi câu đều có phút tạm dừng, dường như e sợ nói sai một câu một chữ nào vậy. Tiểu Trần, nhiều sóng to gió lớn như vậy mà cậu cũng đã từng trải qua, hiện tại thì sóng gió cũng không tính là quá lớn, hoảng hốt làm gì. Cái mà hiện tại cậu cần phải làm là bình tĩnh, cái chính là khiêm tốn, bất kể đối phương là gió đông, nam, tây, bắc gì thì mình tự nhiên mà bất động, lúc này mới gọi là phong độ của một đại tướng. Vậy nhé, tôi còn có việc, lúc khác nói chuyện tiếp. Dám. Buông điện thoại xuống, bình sinh đây là lần đầu tiên Nga Ni Trần ói ra một tiếng vào điện thoại, trong lòng rất khinh miệt. Giọng điệu vừa rồi của thủ trưởng đúng thật không cung cấp cho y thêm chút dinh dưỡng nào cả,
nhưng điều này nói rõ một điều rằng không ai thật sự đồng ý đưa một tay ra để giúp cho y. Tình thế thật sự nghiêm trọng đến mức độ này, ngay cả thủ trưởng của y, người vẫn còn có những liên quan về kinh tế với y mà vẫn không chịu ra mặt. Rốt cuộc là giữa tầng cao trung ương đã đạt được những tán thành ăn ý gì đây? Nga Ni Trần cũng không phải không rõ chính là thương nhân không hợp pháp phụ thuộc các quan lớn quyền quý, trong trường hợp khẩn cấp thì các thương nhân bị vứt bỏ, làm người chịu tội thay cũng là việc bình thường. Cùng cấu kết với quan chức thì vĩnh viễn địa vị của người thương nhân bị vây trong vòng phụ thuộc và chi phối. Nga Ni Trần rất ít khi hối hận những sự việc mà y đã làm, hiện tại thì y thật sự hối hận rằng không nên khi đầu óc nóng nảy đã bày ra sự kiện tập kích xe cảnh sát. Tuy rằng sự thực của việc tập kích xe cảnh sát thì người đứng ở phía sau màn đích thực chính là thủ trưởng ở Bắc Kinh, là vì bảo vệ Cổ Hướng Quốc mà áp dụng hạ sách. Y cũng hối hận với việc đầu độc Thôi Kiến, việc đầu độc này là y vì bảo hộ chính mình mà bất đắc dĩ thực hiện. Hiện tại thì Nga Ni Trần ít nhiều thấu hiểu được điều gì đó, trong sự kiện tập kích xe cảnh sát thì y đã bị Cổ Hướng Quốc và thủ trưởng liên kết mà lợi dụng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Nga Ni Trần thất kinh gần như nhảy dựng lên, nghĩ đến lại có tin tức gì không tốt. Y nhìn dãy số thì không ngờ là điện thoại của Hoa Nhài Bạc, trong lòng lập tức giật thót mình, vội vàng nghe điện thoại. Ba, con và chị mời Phó Thị trưởng Hạ ăn cơm, Phó Thị trưởng Hạ uống say rồi, chúng con. Dìu anh ta vào phòng. Hoa Nhài Vàng, Bạc sao lại thế? Trong nháy mắt đầu óc Nga Ni Trần suy nghĩ xoay chuyển, y hiểu được dụng tâm cay đắng của con gái mình, muốn nói lên điều gì nhưng rồi lại không nên lời. Y trầm mặc trong chốc lát rồi Hoa Nhài Bạc liền lại nghẹn ngào nói thêm một câu. Ba, ba nuôi dưỡng con và chị hao tổn biết bao nhiêu tâm tư. Để cho con và chị vì ba mà làm được một chuyện có ích. Điện thoại cắt đứt, dường như những thanh âm cuối là tiếng khóc không cam lòng của Hoa Nhài Bạc. Nga Ni Trần ôm đầu ngồi trở lại trên ghế, nghĩ tới việc gọi điện thoại lại cho con gái, nói cho con biết rằng không cần hai con hy sinh chính bản thân mình nhưng rồi lại không có nổi dũng khí. Y không có dũng khí đối diện với con gái để yêu cầu con gái mình ra mặt hiến thân cho Hạ Tưởng, mà hiện tại thì hai cô con gái của y tự chủ trương đi tìm Hạ Tưởng. Không ngờ lúc này ngay cả một câu nói khuyên nhủ các cô nên rút lại mà y cũng nói không nên lời, có đúng tình cảnh đã tới nông nỗi sức cùng lực kiệt chỉ có thể dựa vào việc bán đứng chính con gái của mình hay sao? Nga Ni Trần ôm chặt cái đầu vào giữa hai cánh tay. Hạ Tưởng say, đúng thực là say. Bình thường thì rượu khó làm say được hắn, hôm nay bị Hoa Nhài Vàng, Bạc làm cho quá chén, chuẩn xác mà nói thì hai cô gái này lừa cho hắn say. Có lẽ không phải là say rượu. Chẳng lẽ trong rượu có thứ gì, dù sao hắn cũng chỉ mới uống mấy chén rượu vào bụng mà lập tức đã đầu nặng chân nhẹ, tay chân không nghe lời sai khiến.